chương 351, thằng nhóc thối. Hoác Khải cười nói, vậy tôi xin cảm ơn ý tốt của Chủ tịch Tống. Có Tống Tiên Tiến nói giúp, Lý Thắng Bân còn nói được gì nữa. Ông ta nháy mắt ra dấu với tài xế, tài xế ngầm hiểu ý, sau đó mới lái xe đưa Hoác Khải đi. Nhìn theo hướng chiếc xe lái đi, Tống Tiên Tiến nói trong sự cảm khái, Chủ tịch Lý, người mà các ông cử tới lần này giỏi thật đấy. Cậu Lý ấy nói chuyện rất đúng trọng tâm, muốn người ta không dao động cũng khó. Lý Thắng Bân thực sự không nhịn được, hỏi Chủ tịch Tống, rốt cuộc cậu ấy đã nói gì với ông vậy? Tống tiên tiến rút ánh mắt về, cười ha ha nói, cậu ấy nói về tương lai của nhà họ Lý. Tương lai của nhà họ Lý, Lý Thắng Bân càng không hiểu, tương lai của nhà họ Lý liên quan gì tới chuyện hợp tác. Và lại, một thằng nhóc gần 10 năm không về nhà thì biết cái khỉ gì về tương lai. Tống tiên tiến cũng không định giải thích kỹ càng hơn. Đối với ông ta, Hiện giờ nhà họ Lý chẳng hề quan trọng, ngoài bà cụ kia ra thì chẳng có ai đáng để ông ta tôn trọng. Cho dù Lý Thắng Bân có thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một phó chủ tịch, nói trắng ra thì là một bù nhìn, người có thể đưa ra quyết định trong nhà họ Lý chỉ có một mình bà cụ mà thôi. Bất luận Lý Thắng Bân có hiểu hay không thì chuyện này cũng coi như được giải quyết rồi. 10 phút sau, Lý Thắng Bân đưa Tống Tiên Tiến vào phòng VIP cao cấp rồi ra khỏi phòng. Sau đó ông ta lập tức lấy điện thoại ra gọi cho bà cụ. Mẹ à, Chủ tịch Tống đồng ý hợp tác rồi, Lý Thắng bân mừng rỡ nói. Bà cụ ở bên kia nghe mà ngạc nhiên, chẳng phải mới đón được người sao. Sao chưa kịp đàm phán mà đã đồng ý hợp tác rồi. Đến khi nghe kể là Hoác Khải đã đàm phán với Tống Tiên Tiến lúc ở trên xe, hơn nữa còn nói về tương lai nhà họ Lý gì gì đó, bà cụ cũng trở nên trầm mặc. Mẹ, mẹ nói xem rốt cuộc thằng nhóc ấy đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Chủ tịch Tống còn chưa xuống xe mà đã đưa ra quyết định rồi, Lý Thắng Bân nói. Bà cụ không nói gì cả. Khoảng 2 phút sau, bà ta mới thở dài một hơi, nói tôi thấy nhà họ Lý chúng ta sắp có biến rồi. Lý Thắng Bân sửng sốt, có biến gì cơ? Ông ta không biết rằng bà cụ bảo Hoác Khải phụ trách chuyện lần này là để xem rốt cuộc anh có bản lĩnh thật sự hay không. Nói thật, lúc đầu giao chuyện này cho Hoác Khải, chủ yếu là bởi vì bà cụ đang cố tình kiếm thêm phiền phức và gia tăng độ khó cho anh. Một người không hiểu gì về nghiệp vụ của nhà họ Lý, đến tình trạng cơ bản cũng không biết thì làm sao có thể đàm phán hợp tác thành công được. Chính bởi vì độ khó quá cao nên nỗi bực dọc trong lòng bà cụ mới vơi đi đôi chút. Nếu chỉ tùy tiện đưa ra một nhiệm vụ đơn giản nào đó mà đã chấp nhận Hoắc Khải thì bà ta sẽ tức đến mức hộp máu mất. Nếu Hoắc Khải không hoàn thành nhiệm vụ thì bà ta sẽ rất vui, bởi vì chuyện đó chứng tỏ anh chỉ là một kẻ giỏi khoác lác mà thôi. Nhưng bây giờ Hoác Khải đã giải quyết chuyện này bằng tốc độ khó mà tưởng tượng nổi, vậy thì bà ta phải làm thế nào đây? Tương lai của nhà họ Lý Câu nói này khiến bà cụ nghĩ tới rất nhiều chuyện. Cũng giống như Lý Thắng Bân, bà ta không biết suốt cuộc Hoác Khải đã nói điều gì với ông Tống, nhưng bà ta có thể đoán ra được rằng tất cả sẽ mang tới thay đổi nào đó cho nhà họ Lý. Một sự thay đổi mà bà ta tuyệt đối không tán thành. Nhưng mà thằng nhóc đó chẳng hiểu quy củ gì cả. Chủ tịch Tống dễ tính như thế mà cậu ta không thèm đón tiếp, cứ thế đi luôn mà chẳng cần xuống xe. Đúng là quá đáng hết mức, Lý Thắng Bân bất mãn nói. Nghe vậy, bà cụ lập tức hỏi, nó đi đâu? Thấy bảo là có chuyện quan trọng cần xử lý gấp, chắc trước chiều ngày mai sẽ về, Lý Thắng Bân trả lời. Bà cụ ồ một tiếng, không biết vì sao bà ta lại cảm thấy như chút được gánh nặng, chỉ cần hót khải vẫn về là được ngay sau đó bà ta bắt đầu cảm thấy khó chịu vì suy nghĩ của mình một thằng danh con không biết quy củ có về hay không cũng đâu quan trọng cứ mặc kệ nó để nó muốn làm gì thì làm anh lo tiếp đón chủ tịch tống cho tốt tuyệt đối không được để xảy ra sai sót gì trước khi ký hợp đồng hiểu chưa bà cụ nói con biết rồi lý thắng bân vội vàng nói nhưng thằng nhóc lý phong đó tôi nói rồi cứ mặc kệ nó bà cụ gắt giọng lý thắng bân sợ đến mức sụt cổ lại không dám nói thêm gì nữa cho dù cách đường dây điện thoại thì ông ta vẫn rất sợ bà cụ sau khi tắt máy lý thắng bân lẩm bẩm vài câu rồi mới rời khỏi đó bà cụ đặt điện thoại xuống xua tay ý bảo bây giờ không uống trà người hầu bên cạnh bưng trà đi bà cụ thì chống gậy đứng lên bước tới cạnh cửa sổ nhìn cây cối hoa cỏ dưới lầu nhìn trang viên rộng lớn của nhà họ lý một lúc lâu sau bà ta khẽ nở nụ cười cất lên tiếng nói mà chỉ một mình bà ta nghe thấy thằng nhóc thối này từ con hoang đến thằng nhóc thối nghe thì có vẻ như cũng chẳng phải lời gì hay ho nhưng lại chứng tỏ rằng tâm thái của bà cụ đã bắt đầu thay đổi có lẽ bởi vì già rồi nên dễ mềm lòng hơn nữa hoác khải còn vừa lập được công lớn thay đổi suy nghĩ cũng là điều bình thường hoác khải không hề hay biết những chuyện đó lúc này anh sắp tới sân bay rồi dùng hết tốc lực của mình cuối cùng cũng sắp bắt kịp chuyến bay gần nhất trước khi lên máy bay anh gọi điện thoại cho ninh thần nói với cô là anh có việc phải ra ngoài có thể tối nay sẽ không về ninh thần lo lắng hỏi đã xảy ra chuyện gì ngoài lần bị bắt cóc và đi ra tỉnh ngoài với cơ hương ngưng thì hầu như không có chuyện hoác khải đi đêm không về hoác khải không kể nhiều về chuyện của giang trí hạo chỉ nói là có một người bạn gặp khó khăn nên anh tới đó xem sao ninh thần không hỏi anh người bạn đó ở đâu ra đây là bí mật cá nhân, Hoắc Khải không nói thì cô cũng sẽ không hỏi. Cô dặn anh chú ý an toàn, cần dùng tiền thì cứ quẹt thẻ. Sự quan tâm chu đáo của vợ khiến nỗi bực bội vì bị tống tiên tiến làm lỡ thời gian cũng vơi đi nhiều. Anh trò chuyện thêm vài câu nữa rồi lên máy bay. Thành phố mà Giang Trí Hạo sống cách nhà họ Lý ở Tây Bắc rất xa, ngồi máy bay mất gần 3 tiếng. Sau khi máy bay hạ cánh, Hoắc Khải vừa tới cửa sân bay là đã nhìn thấy Vương Vũ Hành và một người đàn ông đeo kính. Nhìn thấy Hoắc Khải, người đàn ông đeo kính ấy kích động đến mức phát run. Anh ấy vươn tay ra, có vẻ như muốn ôm Hoắc Khải, nhưng rồi lại không dám. Hoắc Khải cười bước tới ôm lấy anh ta, nói, mặt ngựa, lâu rồi không gặp. Cách đây không lâu người đàn ông này còn đi dạy thêm, anh ấy chính là một trong những cấp dưới của Hoắc Khải trước kia. Tên thật của anh ấy là Mã Trấn Xuyên, nhưng đám vương vũ hành là kiểu người không sợ trời không sợ đất, hơn nữa vì tính chất công việc đặc biệt nên gần như không gọi tên thật bao giờ, ai cũng có một biệt danh. Bọn họ cho rằng nhóm của mình là tử thần trên thị trường chứng khoán thứ cấp, vậy nên ai cũng đặt một biệt danh liên quan đến địa phủ. Ví dụ như Mã Trấn Xuyên là mặt ngựa, còn người bán thịt kia là đầu trâu. Vương Vũ Hành được gọi là phán quan, còn Hoác Khải thì là diêm vương tối cao. Năm xưa, tổ hợp 5 người này đã từng khuấy đảo thị trường chứng khoán thứ cấp. Vô số người muốn tìm ra bọn họ, có người muốn lôi kéo, có người hận không thể lột ra ăn thịt bọn họ. Nhưng cho đến tận lúc này, vẫn chưa ai biết thân phận thực sự của tổ hợp địa phủ này. Sau này Hoắc Khải rút lui, đám vương vũ hành cũng từ bỏ biệt danh trước kia, ai lo chuyện của người nấy. Trong lúc phấn đấu một mình trên thị trường chứng khoán thứ cấp, vương vũ hành cũng thử xây dựng một nhóm mới như trước, nhưng không dùng địa phủ làm biệt hiệu, mà là dùng lao ngục. Ví dụ như tuần bổ rồi ngục tốt các thứ. Bởi vì trong cái nhìn của cậu ta, bất cứ lúc nào cậu ta cũng không sánh bằng thầy, vậy nên cấp bậc của nhóm mới cũng phải thấp hơn một chút. Xếp. rốt cuộc anh cũng quay lại rồi, Mã Trấn xuyên kích động đến mức mất khống chế, suýt thì rớt cả nước mắt. Lớn thế này rồi mà còn mùi mẫn quá đấy, Hoắc Khải cười nói rồi nhìn về phía Vương Vũ Hành, hỏi, bên phía lão Giang thế nào rồi? Con gái anh ấy bị thương nhẹ Bây giờ đang ở bệnh viện. Đầu Châu và Du Hồn đang ở đó với bọn họ, Vương Vũ Hành nói. Đã điều tra ra thông tin của đối phương chưa, Hoắc Khải hỏi. Điều tra rõ rồi, là người thừa kế của một công ty lớn vùng khác, thế nhưng không phải người thừa kế duy nhất. Quy mô của công ty đó vào khoảng 5, 6 tỷ, là một công ty chứng khoán niêm yết, Vương Vũ Hành nói. Nghe vậy, Hoắc Khải cười nói, niêm yết mới hay. Vương Vũ Hành cũng bật cười theo. Xưa nay nhóm địa phủ chưa bao giờ sợ bất cứ một công ty niêm yết nào, bởi vì trên thị trường chứng khoán thứ cấp, bọn họ chính là tử thần sẽ gặt hái tất cả. chương 352, gặp mặt. Ba người lên xe ở cửa ra sân bay, Vương Vũ Hành lái xe, Mã Trấn Xuyên ngồi bên ghế phụ, Hoác Khải ngồi ở ghế sau. Chỗ ngồi giống hệt năm đó, điều khác biệt duy nhất là tâm thái của bọn họ. So với năm đó, bọn họ đã chín chắn hơn, đồng thời kiến thức cũng sâu rộng hơn. Chiếc xe lăn bánh trên đường, suốt dọc đường đi, Mã Trấn Xuyên kể lại chuyện trong mấy năm nay cho Hách Khải nghe. Thực ra anh ấy rất thích bầu không khí giảng dạy tri thức, nhất là khi tiếp xúc với lũ trẻ, bởi vì không có bất cứ áp lực gì cả. Nhưng cuộc sống như thế cứ khiến anh ấy cảm thấy thiếu thốn điều gì đó. Cho đến khi Vương Vũ Hành xuất hiện trước mặt anh ấy sau bao năm xa cách, anh ấy mới hiểu ra điều mà mình muốn có không phải là sự yên bình. Thứ mà anh ấy đang thiếu là những kích thích trong cuộc sống là những lần vắt óc nghĩ cách vượt qua khó khăn. Tiếp xúc với đám học trò khiến anh ấy như một kẻ yếu, chỉ khi dấn thân vào thị trường chứng khoán thứ cấp, anh ấy mới cảm nhận được sự mạnh mẽ của mình. Chỉ có điều lần này gặp Hoác Khải, trong lòng Mã Trấn Xuyên vẫn hơi nghi hoặc, bởi vì trông anh đã khác hẳn khi xưa. Từ trong ra ngoài như biến thành một người khác. Mặc dù trước kia bọn họ luôn liên lạc với Hoác Khải qua điện thoại trong mỗi lần giao dịch, chưa gặp mặt anh lần nào, nhưng vẫn có thể nhận ra được rằng giọng nói của anh đã thay đổi. Chỉ có điều Vương Vũ Hành đã nói với bọn họ từ trước là Hoác Khải thay đổi rồi, có cậu ấy làm chứng nên Mã Trần Xuyên cũng không hoài nghi điều gì. Không phải anh ấy dễ dàng tin tưởng người khác, mà là Hoác Khải đã để lại ấn tượng rất sâu đậm, khiến người ta không dám tùy tiện hoài nghi chuyện gì về anh. Hoác Khải mỉm cười, trò chuyện vui vẻ với Mã Trấn Xuyên. Anh không cố ý hỏi xem mấy năm nay Mã Trấn Xuyên sống thế nào, quá khứ không bao giờ là quan trọng, bởi vì sẽ chẳng thể thay đổi điều gì. Chỉ có hiện tại và tương lai mới đáng để coi trọng. Khoảng 40, 50 phút sau, chiếc xe lái vào một bệnh viện. Sau khi đỗ xe, Vương Vũ Hành dẫn Hoác Khải vào khu vực điều trị nội chú, nói thực ra cũng không bị thương nặng lắm, chủ yếu là chảy ra. Cô bé đó xinh xắn như thế, nhớ mà để lại sẹo thì xấu lắm. Lên đó xem sao rồi tính tiếp, Hoác Khải nói. Ba người vào thang máy, đi lên tầng có phòng bệnh của Linh Linh. Đi qua hành lang dài, lúc tới cửa phòng bệnh, bọn họ trùng hợp nghe thấy giọng nói phẫn nộ vọng ra từ bên trong, thằng danh, mày muốn gây sự đúng không? Bọn này không kiếm chuyện với mày thì thôi, mày còn dám trả đúa. Trước giường bệnh, một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày ra đẩy gọng kính trên sống mũi, nói, xin lỗi, tôi chỉ đang thuật lại kết quả của chuyện này cho các người theo đúng luật pháp mà thôi nếu các người cho rằng tôi đang vu khống thì chúng ta có thể tranh luận trên tòa án. Bên cạnh người đàn ông trung niên có một thằng nhóc khoảng 15, 16 tuổi. Mái tóc của cậu ta được nhuộm thành màu vàng trắng đan sen, vẻ mặt nhởn nhơ, đứng ngả nghiêng ở đó, không nghiêm túc chút nào. Cậu ta cũng ngùa theo, đừng lại nhảy nữa, không phục thì đâm đơn kiện, nhát gan thì ngoan ngoãn nghe lời, nói mấy lời vô dụng làm gì. Đứng ở cửa phòng bệnh, Hoắc Khải nhìn thấy người đang ngồi cạnh giường bệnh là Lão Giang. Mấy năm không gặp, trông Giang Trí Hạo vẫn đâu con như thế, chỉ ngồi đó là đã khiến người ta cảm thấy áp lực. Anh ấy không tỏ vẻ gì khác thường vì những lời nói của người khác, chỉ chăm chú nhìn cô con gái trên giường, không nói một tiếng nào cả. Vương Vũ Hành nóng tính, cậu ấy xông thẳng vào phòng bệnh, nhưng chưa kịp dáng cho thằng nhóc kia mấy cái tát thì đã bị chặn lại. Người đàn ông mặc vest đen đi giày ra đứng chắn trước mặt thằng nhóc kia, nhìn vương vũ hành bằng ánh mắt cảnh cáo hung tợn như thể đang nói, mày mà dám làm bậy là bọn tao sẽ làm thịt mày. Vương vũ hành không phải người sợ rắc rối. Năm xưa cậu ấy thường xuyên vào tù chơi mấy ngày vì tội đánh nhau, bây giờ dính dáng đến bố con Giang Trí Hạo, cậu ấy lại càng không nhẫn nhịn. Thế là vương vũ hành chỉ vào mặt thằng nhóc kia, mắng, mẹ kiếp, đừng tưởng bố mày có mấy đồng tiền rách mà ở đây ra vẻ ta đây. Bố mẹ mày không biết dạy mày thì đừng trách người khác dạy thay tao nhổ vào, mày là cái thá gì, thằng nhóc kia mắng lại. Cậu ta không hề cảm thấy sợ hãi vì vương vũ hành lớn hơn mình, hiển nhiên cũng là thể loại chuyên đi gây chuyện. Mấy người mặc vest đen tới gần vương vũ hành, nhóm mã chân xuyên sợ cậu ấy chịu thiệt, vội vàng tới giúp đỡ. Cùng lúc đó, Giang Trí Hạo cũng đứng lên, cơ thể cao lớn của anh ấy như một ngọn núi, không ai dám tùy tiện ra tay. Lúc ngồi trông như một chiếc chuông, đứng lên lại giống một cây cổ thụ ngập trời mấy tên mặc vest đen lập tức dừng lại, xuất sắng vây quanh thằng nhóc kia. Tuy rằng Giang Chí Hạo không có ý định đánh nhau, nhưng hình thể ấy khiến bất cứ ai cũng không dám xem thường anh ấy. Giang Chí Hạo ngẩng đầu nhìn thằng nhóc kia, trầm giọng nói, tôi có cần biết các người muốn làm gì, rời khỏi đây ngay, con gái tôi cần nghỉ ngơi. Mày bảo bọn tao đi là bọn tao phải đi à? Mày tưởng mày là ai, thằng nhóc kia vẫn kêu gào. Con mẹ nó, thằng danh này muốn ăn đòn thật rồi. Lão Giang, đánh nó, Vương Vũ Hành chửi thề. Giang Chí Hạo lắc đầu, anh ấy đang định lên tiếng thì lại nghe thấy một giọng nói mà anh không bao giờ quên được. Bạo lực không hay đâu, để bọn họ đi đi. Vội gì một chốc một lát, Lão Giang, anh nói xem có đúng không? Giang Chí Hạo run lên, anh ấy ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng bệnh, nhìn thấy Hoác Khải bước từ phía đó tới. Anh! Giang Chí Hạo là người duy nhất trong cả đám từng gặp Hoác Khải, thậm chí anh ấy còn biết Hoác Khải chính là cậu cả của nhà họ Hoác. Giờ phút này, giọng nói của Hoác Khải đã khác hẳn trước kia, nhưng có đôi khi con người ta không chỉ dựa vào giọng nói và khuôn mặt để nhận dạng một người, mà còn phải dựa vào giọng điệu, thần thái và trực giác không thể diễn tả được bằng lời. Ví dụ như lúc này, câu nói tùy ý của Hoác Khải đã mang tới cảm giác quen thuộc tổ độ cho Giang Trí Hạo, như thể con người khi xưa đang đứng trước mặt mình khuôn mặt và giọng nói của Lý Phong đều bị ấn tượng trong quá khứ bao trùm. Vương Vũ Hành nói với Giang Trí Hạo, anh cái gì mà anh, thầy tới rồi, không ra ai dạy cho mấy tên này một bài học đi mau lên, tiện thể chứng tỏ là mấy năm qua anh không thụt lùi. Cậu đừng chọc ghẹo anh ấy, tính anh ấy đâu thích chủ động gây sự với ai, hoắc khải cười nói. Giang Trí Hạo trông thì có vẻ lực lưỡng, nhưng thực chất tính cách của anh ấy rất điềm đạm. Bị đánh một hai cú, chưa chắc anh ấy đã để ý tới nếu không dồn ép quá mức thì anh ấy sẽ không đánh nhau đương nhiên nếu dồn anh ấy vào đường cùng thì anh ấy sẵn sàng liều mạng hơn nữa còn đến chết mới thôi đương nhiên là vương vũ hành biết tính giang trí hạo cậu ta nói như vậy chủ yếu là bởi vì ngứa mắt với thằng nhóc kia thôi đứng bên cạnh giang trí hạo còn hai người nữa một người trong số đó chính là tề thanh sơn có biệt danh là đầu châu người còn lại là lương chính phi với biệt danh du hồn trong mấy người bọn họ người duy nhất không có biệt danh chính là Giang Trí Hạo, tất cả mọi người gọi anh ấy một cách thân thiết là Lão Giang. Lúc nhìn thấy Hoắc Khải, cả đám đều hơi ngẩn ngơ, nghe thấy Vương Vũ Hành gọi anh là thầy, bọn họ cũng vô thức nhìn sang. Thấy Vương Vũ Hành gật đầu, bọn họ lập tức trở nên kích động. Xếp, Tề Thanh Sơn với khuôn mặt vệ nệ như đồ tể bước tới thật nhanh. Đụng phải mấy tên mặc vest đen chặn đường, anh ấy đẩy bọn họ ra mà không cần nghĩ ngợi gì cả trông mấy tên mặc vest đen vạm vỡ là thế nhưng anh ấy đẩy một cái là đã lảo đảo sau khi bám vào tường và đứng vững lại thì tề thanh sơn đã đứng trước mặt hoác khải và đang hỏi han anh trên mặt tên mặc vest đen vừa bị đẩy chỉ toàn sự khó chịu và xấu hổ dù gì hắn ta cũng là người được huấn luyện đàng hoàng vậy mà lại bị một tên trông rất bình thường đẩy đến mức suýt thì ngã nhào đúng là mất mặt thật nếu là lúc khác rất có thể hắn ta sẽ lao lên vớt phát thể diện nhưng hôm nay không được, thân hình lực lưỡng của Giang Trí Hạo đang đứng ngay bên cạnh, ai dám đánh nhau trước mặt anh ấy. Tuy rằng Lương Chính Phi không qua đó, nhưng cũng đứng bên kia giường bệnh vẫy tay với Hoắc Khải, xếp. Bọn họ đều giống với Mã Trấn Xuyên, chỉ cần Vương Vũ Hành nói đây chính là xếp trước kia của bọn họ thì sẽ chẳng có ai nghi ngờ. Bởi vì trong suy nghĩ của bọn họ, trên thế giới này không một kẻ nào dám mạo danh xếp mình hết. Không dám, và cũng không có cái bản lĩnh ấy có một số người có phong cách trò chuyện làm việc rất đặc biệt. Ví dụ như lúc này, Hoác Khải vừa mở miệng là bản năng đã mách bảo bọn họ rằng thân phận của anh là thật. Còn về giọng nói và khuôn mặt, nó quan trọng lắm sao? Kỹ xảo cải trang trong phim ảnh cao siêu như thế, đâu có gì là lạ khi xếp thay đổi khuôn mặt và giọng nói. chương 353, chuyển lời. Mà cho dù anh có hồi sinh trở lại thì cũng chẳng ai thấy lạ. Hoắc Khải mỉm cười chào mấy người rồi nhìn Giang Chí Hạo nói, đã lâu không gặp. Đúng là anh sao, Giang Chí Hạo bước nhanh đi tới, ôm chặt Hoắc Khải. Cái ôm cứng như xi măng đè lên khiến Hoắc Khải suýt thì không thở nổi, anh định ép tôi đến chết à. Á, à, xin lỗi, xin lỗi, Giang Chí Hạo lúc này mới hoàn hồn trở lại. Anh ấy vội vàng thả tay ra rồi nói với cô bé đang nằm trên giường bệnh, Linh Linh, xem đây là ai nào, chú Hoắc của con đó lúc còn lăn lộn ở thị trường chứng khoán thứ cấp thì cũng chỉ bỏ đi tên thật chứ không đổi họ vì cái họ này là gốc rễ của anh nên dù thế nào anh cũng sẽ không đổi nhưng hiện giờ anh không thể tự xưng là người nhà họ hoắc nữa rồi nên đành chỉnh sửa chú lý chú lý giang trí hạo ngẩn ra rồi ồ lên và nói thôi được sao cũng được hết khoác khải quay ra nhìn cô bé đang nằm trên giường bệnh cô bé gầy yếu từng đi sau đuôi anh đòi ăn kẹo bông giờ đã trở nên duyên dáng đáng yêu. Lúc Hoác Khải mới gặp Giang Trí Hạo, Linh Linh chỉ có 4, 5 tuổi. Hơn 10 năm trôi qua, cô bé cũng đã trưởng thành. Thân hình của cô bé thừa hưởng từ gen của Trung gia Vi nhưng rõ ràng là còn đẹp hơn cả mẹ nó. Chỉ mới 15 tuổi mà đã vô cùng xinh đẹp lộng lẫy. Chẳng cần tô son điểm phấn nhưng cũng lộ hết được các nét đẹp ra. Nhưng sắc mặt của cô bé có phần trắng bệch, Nửa bên mặt còn đang bịt vải, đôi mắt to đen láy của cô bé tò mò nhìn Hoắc Khải. Người có thể khiến bố kích động như thế, mà lại mang họ Hoắc thì chỉ có một. Nhưng người này khác hẳn với chú Hoắc trong trí nhớ của cô bé. Điều duy nhất khiến cô bé này sinh hồi ức chính là ánh mắt. Bất kể một người có thay đổi về tướng mạo hay âm thanh thì ánh mắt và thần thái cũng sẽ không lừa ai và cũng không lừa nổi ai. Như một diễn viên có thể diễn ra hàng trăm loại cảm xúc nhưng lại không diễn thành người khác 100% được. Đã lâu không gặp, lớn thế này rồi cơ đấy, khoác Khải mỉm cười nói, nhưng sao vẫn gầy vậy, vậy hả, lão Giang, anh chăm con kiểu gì thế? Giang trí hạo cười hề hề, gãi ót theo thói quen và đáp, con bé cứ vậy đấy, ăn kiểu gì cũng không mập được. Tôi thấy có mà tay nghề nấu ăn của anh kém quá nên con bé mới gầy vậy đấy, Vương Vũ Hành nói. Linh ta linh tinh tôi nấu hơi bị ngon đấy, không tin cậu hỏi linh linh mà xem. Giang Chí Hạo chừng mắt nói, mấy người đều bật cười thành tiếng. Giang Chí Hạo là một người xuề xòa thẳng tính, có nhiều lúc người ta nói đùa nhưng anh ấy lại tưởng thật. Không khí trong phòng bệnh đã trở nên hòa hợp hơn kể từ khi Hoắc Khải đến. Điều duy nhất không hòa hợp chắc là đám khách không mời mà đến kia. Mấy người Hoắc Khải nói chuyện càng vui thì bọn họ càng khó chịu. Họ còn chưa đi đâu đấy. Sao mấy người nói chuyện vui vẻ thế, không coi bọn này ra gì à? Nhất là cái thằng nhóc kia, với bản tính điên cuồng, không sợ trời không sợ đất, lại thêm lúc này đang khó chịu nên cậu ta bèn thét lên, "Nè, mấy người bị mù hay sao mà không thấy chúng tôi?" Vương Vũ Hành nhìn thẳng vào cậu ta và nói, "Mày mới mù ấy. Mày là cái quái gì? Ai quan tâm mà ở đâu hả? Còn nói nữa là ông đánh chết đấy có tin không? Có giỏi thì qua đây mà thử." để xem ai đánh ai nào, thằng nhóc vẫn kiêu ngạo đáp lại. Với tính cách của Vương Vũ Hành thì làm sao mà chịu nổi, lập tức muốn xông tới đánh nhau. Dù sao có Giang Trí Hạo ở đó thì cũng chẳng sợ bị thiệt. Cho đến giờ, lần nào đánh hội đồng mà có Giang Trí Hạo tham gia vào thì sẽ không bao giờ thua. Đánh được đỡ được, còn mạnh hơn cả giáp thịt trong trò chơi điện tử. Nhưng Hoắc Khải ở đây, mà đây còn là bệnh viện, sao có thể để bọn họ đánh nhau được? Thế là anh vươn tay ra ngăn Vương Vũ Hành lại. Nếu là người khác ngăn cản, cho dù là Mã Trấn Xuyên hay Giang Trí Hảo thì Vương Vũ Hành sẽ không thèm để ý. Nhưng chỉ cần Hoác Khải hành động thì cậu ta sẽ dừng lại mọi động tác. Đây chính là uy quyền. Nhìn cái thằng nhóc vẻ mặt kiêu ngạo phía trước, Hoác Khải vẫn mỉm cười nói Cậu có từng nghĩ cuộc sống khi mình nghèo rất mồng tơi nó sẽ thế nào không? Cái bọn nghèo rách nhà mấy người không biết kiếm tiền thì thôi, còn đến đây chủ ẻo tôi nói chuyện khắm không ngửi được, số tiền bố tôi kiếm được một ngày còn nhiều hơn tiền hai người kiếm cả đời đấy. Muốn thấy tôi nghèo kiết xác á, hay là chú chỉ biết mỗi cái thành nữ này thôi? Vô dụng, lời nói của thằng nhóc khó nghe vô cùng. Cậu ta vừa nói xong thì cổ áo đã bị nắm lên. Khuôn mặt to lớn của Giang Trí Hạo dán sát vào mặt thằng nhóc, giọng của anh ấy trầm đến mức muốn làm hỏng lỗ tai của người ta, mày thèm đòn quá phải không? Lúc này mấy tên mặc vest đen mới phản ứng lại, vội vàng đi lên đẩy Giang Chí Hạo ra ngoài. Nhưng Giang Trí Hạo chỉ dùng một tay đẩy là mấy tên đó đã ngã nhào ra đất, cảm giác như bị đụng phải máy xúc vậy. Sức mạnh của Giang Trí Hạo được tôi luyện từ công trường. Người khác vác một lần được một bao xi măng 25 kg, còn anh ấy thì tận 6 bao 150 kg mà nhẹ như bỡn. Có những lúc bộc phát sức mạnh thì anh ấy còn vác được những 8, 9 bao. Giang Trí Chí Hạo chính là đại biểu phi nhân loại tại công trường năm đó. Cho dù hiện giờ anh ấy không còn vác xi măng nữa, nhưng vẫn mạnh mẽ như cũ. Mấy người bình thường dù có được huấn luyện cỡ nào thì cũng không đỡ nổi sức mạnh của Giang Trí Hạo. Thằng nhóc bị nắm lấy cổ áo đến mức hơi khó thở. Từ trước đến giờ, Giang Trí Hạo luôn mang dáng vẻ im lặng trước mặt cậu ta. Mỗi một lần họp phụ huynh thì đều không nói không rằng, khiến người ta tưởng Giang Trí Hạo là người câm. Cho dù Linh Linh bị cậu ta đánh cho thương tích thì Giang Trí Hạo cũng không hề tức giận. Thằng nhóc này nghĩ rằng đây thật sự là một tên vô dụng, có thể bắt nạt thoải mái. Nhưng bây giờ Giang Trí Hạo lại tức giận. Không phải vì con gái của mình mà là vì một người lạ vừa mới vào phòng chưa đến 5 phút. Sức lực của Giang Trí Hạo quá lớn, cho dù chỉ là nắm cổ áo nhưng cũng khiến thằng nhóc không thở nổi. Nhất là khi nhìn thấy nắm đấm to tổ bố của Giang Trí Hạo, tim cậu ta đập càng mạnh hơn cậu ta cảm giác rằng nếu mà bị đấm thì chắc sẽ bị ngu đi luôn mất. Cũng may Hoắc Khải lên tiếng, lão Giang, bạo lực không giải quyết được vấn đề gì đâu, thả cậu ta ra đi. Hoắc Khải vừa nói xong, Giang Chí Hạo cũng giống hệt vương vũ hành, dừng động tác lại. Anh ấy thả thằng nhóc ra rồi lùi về bên cạnh Hoắc Khải. Thằng nhóc nắm lấy cổ và cổ áo mình, cả khuôn mặt đỏ gay, cảm giác xấu hổ vô cùng. Khi cậu ta vừa định nói mấy câu hàn học để lấy lại mặt mũi thì Hoắc Khải lại lên tiếng, bất kể cậu nghĩ thế nào thì tôi vẫn muốn nhờ cậu chuyển lời đến bố cậu, bảo ông ta chuẩn bị đi, sắp có sấm sét rồi đấy. Thằng nhóc không hiểu Hoắc Khải đang nói gì, chỉ biết đây là một câu mang ý uy hiếp. Cậu ta nhổ một bãi nước bọt rồi nói, chú nghĩ chú là ai mà tôi phải chuyển lời hộ? Không phải chuyển giúp tôi mà là giúp bố cậu, dĩ nhiên là cậu có thể không hiểu, cho nên tôi cũng không định giải thích làm gì giờ cậu đi được rồi đấy, hoắc khải nghiêng người tạo một lối đi. Thằng nhóc đang định nói thêm mấy câu thì lại bị người đàn ông trung niên kia kéo áo, nói nhỏ quân tử trả thù 10 năm không muộn. Chúng ta đi trước đã, vẫn còn cơ hội trị bọn này mà. Biểu hiện ban nãy của Giang Trí Hạo khiến người đàn ông trung niên này sợ hết hồn. Mặc dù hắn chỉ là một luật sư nhưng vẫn thấy được sức khủng bố của Giang Trí Hạo. Mấy tên mặc vest đen kia đều là tán thủ nghỉ hưu, bình thường có thể lấy một địch 4, năm. Hiện giờ Giang Trí Hạo lại đánh bay bọn họ dễ dàng chỉ với một cú đấm. Sức mạnh như vậy, chỉ cần chạm nhẹ một cái là bản thân cũng ăn đủ. Chỉ có kẻ ngu mới cố đấm ăn xôi mà thôi. Thằng nhóc cũng hiểu được chuyện này, nhưng cậu ta không giỏi nhẫn nhịn như người đàn ông trung niên. Cậu ta tiếp tục nhổ một bãi nước bọt về phía Hoắc Khải, Giang Trí Hạo lập tức dương nắm đấm lên khiến cậu ta sợ rụt cổ lại. Sau đó, cảm giác động tác của mình thật đáng xấu hổ thì lại hừ một tiếng rồi mới rời đi dưới sự bảo vệ của mấy tên mặc vest đen. Lúc ra ngoài, mấy tên đó mặt đầy cảnh giác, thậm chí còn nhìn Giang Chí Hạo với ánh mắt sợ hãi. Sức mạnh của người đàn ông này thật đáng sợ. Khi rời khỏi phòng bệnh, thằng nhóc lập tức hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh, "Chúng ta cứ đi như vậy sao?" "Đi chứ, không lẽ lại đánh nhau với bọn họ thật?" "Đâu cần thiết đâu." Tôi đã tra cái người họ giang này rồi, không có gia cảnh gì hết, xử lý không khó đâu, việc gì phải đánh nhau với cái loại này chứ, người đàn ông trung niên nói. Thằng nhóc hừ một tiếng rồi đáp, vậy chú phải chơi chết cái đám đó cho tôi. Dám động vào tôi thì đúng là chán sống rồi. chương 354, bắt đầu. Cả người đàn ông trung niên lẫn thằng nhóc đều không coi nhóm hoác khải ra gì. Bọn họ cho rằng đây chỉ là mấy kẻ đầu đường xó trợ dựa vào chút sức lực và bạo lực để giải quyết. Và lại nếu thật sự đánh nhau thì ai sợ ai chứ chẳng qua chỉ là không thèm tính toán với họ mà thôi trong phòng bệnh mã trấn xuyên đã đóng cửa lại thoát khỏi mấy ánh mắt hóng hớt kia mặc dù giang trí hạo không muốn dựa dẫm vào nhóm người vương vũ hành nhưng sau khi bọn họ đến thì vẫn chuyển linh linh đến một phòng đơn nói theo cách của vương vũ hành thì đây là chúng tôi quan tâm đến con gái liên quan cóc gì đến anh mấy năm trước Lúc Giang Chí Hạo và nhóm Vương Vũ Hành mới quen biết, Hoắc Khải luôn thông báo mệnh lệnh cho nhóm Vương Vũ Hành qua Giang Chí Hạo, không dễ gì mà tự mình xuất hiện. Còn Linh Linh lúc rảnh rỗi thì cũng sẽ đi theo cho vui. Vốn dĩ đám người Vương Vũ Hành lúc ấy mới vừa tròn 20, so sánh với Linh Linh chỉ 11-12 tuổi thì cũng chỉ là anh trai mà thôi. Nhưng Vương Vũ Hành lại cho rằng, cậu ta gọi Giang Chí Hạo là anh mà lại để con gái của Giang Chí Hạo gọi mình là anh nữa thì khác nào đang bắt nạt lão Giang vì vậy mà bọn họ đã coi Linh Linh như con gái nuôi luôn. Nhưng con gái nuôi này chỉ là suy nghĩ một phía của bọn họ, từ đầu đến cuối Linh Linh đều gọi bọn họ là anh, còn đám người này cứ gặp là gọi Linh Linh là con gái cho nên xương hô cứ loạn như nổi cám heo. Cái thằng đó quá đáng thật sự, chính nó sai trước còn không chịu nhận, lại dám đến đây gây sự, nói là Linh Linh nhà chúng ta làm nó bị xước tay, có thể kết thành tội trước tòa, đúng là vớ vẩn. Tề Thanh Sơn với vẻ mặt dữ tợn, gần giọng nói, theo tôi ấy, đáng ra phải đánh cho cái thằng đấy một trận rồi đánh luôn bố nó. Con không ra gì thì bố nó cũng thế cả thôi, đáng đánh hết. Lương Chính Phi ho khan một tiếng, nhìn anh ấy có vẻ yếu ớt ẻo lả, giọng nói cũng nhẹ nhàng, xếp vừa mới đến, anh tem tém lại, đây có phải lò mổ nhà anh đâu. Tề Thanh Sơn nhìn Hoác Khải rồi lúng túng cười nói, à thì, tại em tức quá ấy mà anh. Hoác Khải vẫn rất hiểu tính cách của bọn họ, cười đáp, làm điều cần làm, Nói điều nên nói, không có gì là sai ở đây cả. Nhưng đám người này không đáng nhắc đến đâu, nên chúng ta không cần nói nhiều làm gì. Hôm nay tốt ngày, nếu các cậu đã chuẩn bị xong hết rồi thì ta bắt đầu thôi. Em chờ mỗi câu này của thầy thôi." Vương Vũ Hành cười khà khà, chạy đến trước tủ quần áo của phòng bệnh rồi lấy ra mấy cái laptop. Không phải hàng hiệu gì mà là do bọn họ tự lắp ráp, tính năng cao hơn loại bình thường nhiều tranh đấu trong thị trường thứ cấp không giống như những người bình thường tưởng tượng là chỉ cần nhìn chằm chằm vào giá cổ phiếu trên màn hình, rảnh rỗi nhập vài con số là xong. Mỗi một giây ở đây đều quan trọng vô cùng, có những lúc không cần dịch chuyển gì trong vòng 2 tiếng mà chỉ cần mấy phút cuối, thậm chí là mấy giây cuối cùng để làm việc. Những thứ cần đọc và cần nhập vào trong mấy giây này nhiều vô kể. Esports mà đám thanh niên hay chơi bây giờ có tốc độ tay rất nhanh, nhưng nếu so với đám vương vũ hành thì còn kém xa. Ví dụ như Lương Chính Phi, tốc độ cao nhất của anh ấy là nhập hơn 20 con số trong một giây mà không để ra sai sót. Nghe thì có vẻ tầm thường đấy, nhưng thực tế đây lại là một chuyện khó vô cùng, chẳng mấy người trên thế giới có thể làm được việc này đâu. Mấy người đặt laptop lên, lắp đặt các loại plugin bàn phím vào, phòng bệnh bỗng trở thành một trung tâm tài chính hiện đại. Giang trí hạo tỉ mỉ thu dọn lại những đồ đạc thừa thái, để lại khoảng trống cho nhóm người lúc nhóm vương vũ hành bận rộn thì hoắc khải đi qua nói chuyện với linh linh cô bé này càng lớn càng xinh đẹp được giang trí hạo nâng như nâng trứng bát cháo năm xưa luôn khiến giang trí hạo cảm thấy có lỗi với cô bé ý nghĩ muốn tự sát cũng lại là một vết nhơ trong cuộc đời của anh ấy nhìn miếng vải trên mặt linh linh hoắc khải có thể tưởng tượng được trong lòng giang trí hạo khó chịu đến mức nào không chỉ có giang trí hạo đến chính anh còn cảm thấy tức giận chú ho linh linh vừa mới định nói ra thì liền ngưng lại rồi nói tiếp chú lý cháu không sao đâu mà bác sĩ nói cháu sẽ khỏe lại nhanh thôi đương nhiên rồi cháu sẽ không sao đâu nhưng chú sẽ không tha cho kẻ dám bắt nạt cháu đâu khoác khải nói linh linh cười nhạt nhìn vô cùng điềm tĩnh cô bé giống như khuê tú nhà giàu thời cổ đại bước ra từ trong tranh khiến người ta nhìn mà cảm thấy thư thái thật không biết cái thằng nhà giàu kia đã lên cơn điên gì mà dám bắt nạt cô bé Linh Linh không khuyên Hoác Khải đừng báo thù, cô bé tiếp xúc với Hoác Khải từ lâu, Hoác Khải cũng luôn dạy cho cô bé về triết lý nhân sinh. Đời người rất ngắn, làm người thì phải có cốt khí. Nghe thì có vẻ lỗ mãng nhưng đời người ngắn như thế, nếu không có cốt khí thì khác nào cái bóng của người khác, sống còn ý nghĩa gì nữa. Sau khi chết cũng sẽ chẳng được ai nhớ đến. Dĩ nhiên, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, cho dù muốn cạnh tranh thì cũng phải tìm một cơ hội tốt, không thể khiến bản thân mình phải chịu thiệt được. Linh Linh rất nghe lời Hoắc Khải và đều ghi nhớ trong lòng. Cái tên nhà giàu kia nhìn thì có vẻ là không làm sao, nhưng thực chất nếu cởi áo ra thì có thể thấy vết bầm tím trên khắp người của cậu ta. Cậu ta làm mặt của Linh Linh bị thương, nhưng cũng bị Linh Linh cầm gạch phang cho một trận. Không đánh vào đầu hay mặt mà chỉ đánh vào thể xác. Đau đớn nhưng lại chẳng bị thương quá nghiêm trọng mà Giang Chí Hạo nhìn có vẻ hung ác nhưng vẫn không ghê gớm được như Linh Linh. Lúc này, nhóm người Vương Vũ Hành đã lắp máy tính xong. Bọn họ bắt đầu lạch cái thao tác, chuẩn bị mọi việc trước khi hành sự. Bọn họ đã tra xét công ty của bố của thằng nhóc nhà giàu kia đến từng chân tơ kẽ tóc. Việc cần làm bây giờ rất đơn giản, đó là vào làm loạn thị trường thứ cấp một chút. Hiện giờ còn 50 phút nữa là kết thúc phiên làm việc buổi chiều, đủ để bọn họ làm xong mọi việc. Khoảng 3 phút sau, Vương Vũ Hành nói với Mã Trấn Xuyên, xong chưa đó. Xong rồi, đã chuyển tiền vào, nhưng hình như cổ phiếu này có nhà cái thì phải, Mã Trấn Xuyên nói. Vậy thì coi như người đó xui thôi, Vương Vũ Hành không quan tâm lắm. Cậu ta hỏi Lương Chính Phi, ép giá gắt chút, đỡ phải tốn nhiều tiền. Yên tâm, Lương Chính Phi một tay thao tác một tay cầm giấy và tốc ký lại những con số. Làm hai việc một lúc là chuyện vô cùng quen thuộc với anh ấy đây cũng là năng lực trời cho và trải qua luyện tập còn tề thanh sơn thì vặn cổ tay kêu rắc rắc rồi nói nhanh chút nha tôi không chờ nổi nữa rồi tất cả đều đã chuẩn bị xong vương vũ hành nhìn hoác khải hỏi thầy ơi hoác khải không buồn ngẩng đầu lên vẫy tay nói lâu lắm rồi tôi chưa làm mấy cái này các cậu tự túc đi vâng vương vũ hành cười khì khì nói với hai người kia thế thì chơi thôi trong nhóm vương vũ hành thuộc kiểu quyết đoán lại lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lúc này cậu ta lại có vẻ hơi trẻ con dù là cảm xúc hay hành động thì đều khác trước rất nhiều bởi vậy mới nói phản ứng của một người có quan hệ rất lớn với môi trường không khí nơi ở mấy năm chưa hợp tác lại đột nhiên bảo là một trận khiến mấy người nhiệt huyết sôi trào giống như quay lại cái thời khắc kích thích đó vậy cùng với mệnh lệnh của vương vũ hành màn hình máy tính thay đổi liên tục nhập số, hàng trăm hàng ngàn tài khoản đang tiến hành đầu tư. Giá cổ phiếu bắt đầu tăng lên. Nếu tính theo phút thì biên độ tăng không lớn, biến động duy trì ở hai điểm. 45 phút sau, Tề Thanh Sơn nói, 6.8 tệ, 10 triệu cổ phiếu. Mã Trấn Xuyên tiếp lời, 7.57 tệ, 8 triệu cổ phiếu. Cũng đủ dùng rồi, Vương Vũ Hành gật đầu, thu thập được gần 20 triệu cổ phiếu trong vòng 45 phút đã là khá lắm rồi. Bọn họ đã lấy được hầu như toàn bộ cổ phiếu của mấy nơi bán ra trong lúc này, mà biên độ của cổ phiếu cũng đã tăng 3%. Đã thu thập cổ phiếu blue chip xong thì mọi chuyện còn lại quá đơn giản, chỉ cần bùng nổ thôi. Lương Chính Phi đang điên cuồng nhập số, mỗi 5 phút, cổ phiếu tụt xuống gần 4 điểm, từ 6 điểm trở về 2 điểm. Lúc này, nhà cái của cổ phiếu cũng đã nhận ra sự bất thường và bắt đầu rót tiền vào để duy trì dao động nhưng nhóm vương vũ hành không đến để kiếm tiền mà muốn người khác thua thiệt. Một bên mua một bên bán rằng co nhau trong vòng 5 phút trước khi chốt phiên làm cho biên độ màu đỏ nhảy sang màu xanh 3 điểm. chương 355, xuống giá. Cùng lúc đó, thằng nhóc kia cùng luật sư và vệ sĩ đã về đến công ty. Cậu ta tới thẳng văn phòng của chủ tịch hội đồng quản trị, chẳng buồn gõ cửa mà đi thẳng vào trong, vừa vào phòng đã gào ầm lên, bố, cái thằng họ giang kia đúng là thích đâm đầu vào chỗ chết, dám tìm người động tới con, hôm nay con mà không. Cậu ta nói được nửa chừng thì người đàn ông ngồi sau bàn làm việc đã gần giọng quát im miệng. Thằng nhóc kia sững sờ, bấy giờ mới chú ý thấy mấy người đang đứng vây quanh bàn làm việc. Những người này nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mặt mũi ai cũng rất khó coi. Thằng nhóc không hiểu gì, bước tới hỏi, bố, sao thế hả bố? Ngồi ở chính giữa chiếc bàn làm việc là bố của cậu ta sử vĩnh ba. Với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty điện tử, Sử Vĩnh Ba cũng có chút bản lĩnh, dùng thời gian 20 năm biến một công xưởng nhỏ không đáng để mắt tới thành một công ty niêm yết cổ phiếu trên thị trường. Tuy rằng giá trị công ty chỉ có vài tỷ tệ, chỉ là nhân vật nhỏ lót chân tại sàn giao dịch, nhưng cũng ghê gớm lắm rồi. Mà khi con người đến độ tuổi trung niên, nhất là khi quy mô công ty đạt tới một phân tầng nhất định, muốn tiến thêm bước nữa không còn dễ dàng gì. Rất nhiều lúc càng muốn kiếm tiền thì có khả năng càng dễ lỗ. Vào lúc này, đa số các công ty sẽ khai thác nghiệp vụ mới, sử dụng mức độ ảnh hưởng của công ty để nhanh chóng phát triển thị trường mới, tăng thêm lợi nhuận. Nửa đời trước của Sử Vĩnh Ba đã cống hiến cho công ty, bây giờ kiếm được nhiều tiền nên tâm lý cầu tiến cũng không còn mạnh mẽ như lúc trước. Thêm vào đó, vài lần đầu tư thất bại cũng dần khiến hắn mất đi ý chí tiến lên. May mà khi niêm yết cổ phiếu từng có chuyên gia thảo luận với hắn về một con đường kiếm tiền khác, gọi là cắt sau hẹ. Rất nhiều cổ phiếu có nhà cái thao túng, đồng thời nhà cái này không phải là các nhà đầu tư hay tổ chức nhỏ lẻ, mà là chính bản thân công ty họ. Công ty niêm yết cổ phiếu muốn kiếm tiền thì cách nhanh nhất là lợi dụng thị trường chứng khoán thứ cấp để hốt bạc của dân chơi cổ phiếu nhỏ lẻ. Họ có nguồn tin nội bộ, cũng có thể tung ra một số thông tin thật giả lẫn lộn để phối hợp cùng giá cổ phiếu bất cứ lúc nào, cho nên đối với những người này mà nói, việc thao túng cổ phiếu dễ như ăn cháo. Muốn cổ phiếu tăng thì tăng, muốn cho nó giảm thì giảm. Công ty điện tử của Sử Vĩnh Ba Âm thầm sở hữu một đội ngũ chuyên nghiệp giúp công ty kiếm tiền tại thị trường chứng khoán thứ cấp. Đây là một khoản thu nhập, màu xám, không tính vào sổ sách công ty, nhưng khả năng kiếm tiền còn mạnh hơn bất kỳ nghiệp vụ nòng cốt nào. Nếu làm tốt, một năm chỉ ít cũng kiếm được thu nhập hơn một tỷ. Từ khi niêm yết cổ phiếu đến nay, việc thao túng cổ phiếu vẫn luôn thuận lợi, thỉnh thoảng có con cá lọt lưới, chắc hẳn cũng biết quy tắc nên sẽ không làm loạn với nhà cái, chỉ cần bắn một phát súng là co giò chạy rồi. Nhưng hôm nay, khi Sử Vĩnh Ba đang ngồi trong phòng làm việc tìm kiếm thông tin xem nên đi nghỉ mát ở đâu, chủ quản của phòng tài chính đột nhiên chạy tới báo với hắn rằng đã xảy ra sự cố. Khi hắn mở máy tính ra xem, giá cổ phiếu đã rất mất 5%. Sử Vĩnh Ba rất buồn bực, cổ phiếu của hắn đang chuẩn bị một chiêu hốt bạc mới, vừa mới tạo ra xu hướng, đã hứa hôm nay sẽ nâng giá lên 4%, làm sao lại rất nhiều như vậy được. Một tăng một giảm, tính ra là khoảng cách 9%, gần bằng mức kịch trần rồi. Chủ quản của phòng tài chính báo với hắn, nghi ngờ có nhà đầu tư lẻ tiến vào vất tiền. Nhưng hành vi của nhà đầu tư này khá kỳ lạ, cổ phiếu không nhiều nhưng bán ra một lượng lớn với giá chạm đáy, làm giá cổ phiếu tụt thẳng xuống nếu thực sự là nhà đầu tư lẻ chắc hẳn không nên làm như vậy, bởi vì giá cổ phiếu rất xuống chỉ gây thiệt cho họ chứ không có lợi ích nào cả. Khả năng duy nhất là có người muốn cướp cái, nhưng cho dù cướp cái cũng không cần bạo lực như vậy, thực sự không thấy tí lý lẽ nào luôn. Họ đâu biết rằng, tuy Giang Chí Hạo không đồng ý cho Vương Vũ Hành và đồng bọn báo thù, nhưng Vương Vũ Hành vẫn chuẩn bị từ trước rồi. Hai ngày trước, họ đã thu mua không ít cổ phiếu cộng hết vào chắc có khoảng 5 đến 60 triệu cổ phiếu. Nhưng hành động của hai ngày trước khá kín kẽ, chỉ lặng lẽ thu mua theo biến động của giá cổ phiếu, cho dù đến tận hôm nay, tất cả cổ phiếu Blue Chip được sang tay trong vòng 40 phút, không trở lại một xu nào. Bây giờ đã chuẩn bị đủ lượng cần thiết rồi, tự khắc sẽ không cần biết lý lẽ gì nữa. Theo suy nghĩ của Vương Vũ Hành, làm chuyện gì cũng phải làm đến tận cùng, thế nào là làm người phải trừ lại một con đường, sau này còn tiện nhìn mặt nhau thị trường chứng khoán thứ cấp chính là nơi đấu tranh tôi sống anh chết ai càng nhân từ càng chết nhanh hơn còn đợi gì nữa mau chóng cho người làm việc đi xử vĩnh ba suốt ruột hắn biết rõ một khi nhà cái lung lay đồng nghĩa với điều gì có nghĩa là thu nhập hơn một tỷ tệ bốc hơi hơn nữa đây còn là lợi nhuận cố định hàng năm nữa một món tiền to như thế ai mà không kích động chủ quản của phòng tài chính vừa nhìn màn hình vừa nói đang làm rồi ạ nhưng hỏa lực của đối phương quá hung hăng, đập tiền mà không tiếc tổn thật, cổ phiếu blue chip của chúng ta cùng lắm chỉ có thể giữ mức ngang bằng với họ thôi. Bởi vì nhà cái của công ty đã thao túng giá cổ phiếu trong thời gian quá dài, khi không có nhà đầu tư nhỏ lẻ nào tiến vào, chỉ cần tới vài chục triệu tiền vốn là đủ rồi, tính ra còn chưa tới 10 triệu cổ phiếu. Cũng vì lần này phải hốt bạc từ nhà đầu tư lẻ, phải tạo xu thế nên lượng cổ phiếu găm lại mới nhiều hơn, khoảng 10 triệu cổ phiếu. Chủ quản phòng tài chính cảm thấy chắc hẳn số lượng này đủ để giữ thế cầm hòa với đối phương, nhưng trên thực tế số lượng cổ phiếu trong tay vương vũ hành còn nhiều hơn bên này mấy lần. Đừng nói nhiều thế làm gì. Bây giờ tôi chỉ biết giá cổ phiếu đang lao dốc. Nếu những nhà đầu tư lẻ kia cũng bán ra theo thì tiền vốn trong mấy ngày nay của chúng ta phải tính thế nào? Thành bong bóng xà phòng hết, mặt mũi xử vĩnh ba tái mét. Muốn tạo ra xu thế thì phải đẩy giá cổ phiếu lên cao. Mà nâng giá cổ phiếu có nghĩa là phải tốn thêm nhiều tiền dùng lượng cổ phiếu trong tay làm bước đệm. Muốn cắt sau hẹ, đồng nghĩa với việc công ty lót tiền vào trước. Nên khi giá cổ phiếu đột một giảm xuống, đối với họ mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Chủ quản phòng tài chính vội vàng nói, tôi đã bảo họ tranh thủ thời gian phản đòn rồi, còn 3 phút cuối cùng trước khi chốt giá giao dịch, chắc có thể kéo được giá lên một chút suy nghĩ của người này được xây dựng trên tiền đề lượng cổ phiếu của đôi bên ngang bằng nhau. Sử Vĩnh Ba không hề biết lượng cổ phiếu trong tay Vương Vũ Hành là bao nhiêu, hắn cũng không quá hiểu về thị trường này, chỉ biết một số thưởng thức cơ bản. Phiên giao dịch nhanh chóng trôi tới thời gian chốt giá giao dịch. Mỗi phút mỗi giây qua đi, thằng nhóc kia cũng đứng ngay bên cạnh. Cậu ta không hề hiểu gì về cổ phiếu, nhưng cũng ra được, hôm nay công ty gặp phải rắc rối. Chỉ nhìn sắc mặt của bố cậu ta cũng biết có lẽ sẽ tổn thất rất nhiều tiền. Cho nên dù đang có bao nhiêu oán giận chất chứa trong lòng, cậu ta cũng không dám bộc phát vào lúc này. Luật sư trung niên quay về cùng cậu ta cũng đứng ngay bên cạnh, lặng lẽ đợi kết quả. Thời gian 3 phút trôi qua rất nhanh, khi một giây cuối cùng kết thúc, giá cổ phiếu được cố định, sắc mặt Sử Vĩnh ba xanh đến mức không thể xanh hơn nữa. Giá cổ phiếu được kéo lên như dự đoán của chủ quản phòng tài chính không xuất hiện mà thứ xuất hiện trong tầm mắt hắn chỉ là giá cổ phiếu rất kịch trần, rất chói mắt. Đúng vậy, tại khớp lệnh định kỳ sau cùng, mã cổ phiếu này kết phiên bằng cách xuống giá kịch trần. Dù là Sử Vĩnh Ba hay chủ quản phòng tài chính đều không dám tin vào sự thật này. Sao có thể rớt giá kịch trần cơ chứ? Người của mình đã tung đại đa số lượng cổ phiếu blue chip ra rồi, theo lý mà nói, cho dù không thể kéo giá về vị trí vốn có thì chí ít cũng có thể duy trì trạng thái bất động mà. Thế nhưng bây giờ, giá cổ phiếu rất kịch trần. Sử Vĩnh ba sầm mặt nhìn chủ quản phòng tài chính, nghiến răng nghiến lợi hỏi, chuyện gì thế này? Không phải cậu nói sẽ kéo giá lên sao? Chủ quản phòng tài chính cũng đờ đẫn, lắp ba lắp bắp nói, có lẽ, có lẽ lượng cổ phiếu blue chip của đối phương nhiều hơn chúng ta. Thị trường cổ phiếu chính là nơi anh mua thì tôi bán, nếu lượng blue chip của hai bên ngang nhau, tôi mua với giá cao, anh bán với giá thấp, tôi có thể tiếp quản toàn bộ số cổ phiếu của anh nhưng nếu cổ phiếu của bên bán nhiều hơn, đợi khi nguồn vốn của bên mua cạn kiệt, số cổ phiếu giá thấp còn lại sẽ không được sang nhượng với giá cao nữa. Cái gọi là phá cổ chỉ đơn giản như thế. Bây giờ giá cổ phiếu dừng lại ở mốc rất kịch trần, chỉ có thể nói lên một điều rằng, số lượng cổ phiếu blue chip của đối phương nhiều hơn bên mình. Sử vĩnh ba tức giận vỗ bàn, quát mắng, đừng nói những câu thừa thái này với tôi, lập tức đi điều tra, rốt cuộc là chuyện gì. Do ai làm? tôi muốn bóp chết kẻ đó. Tốn mấy chục triệu tệ, chảy ra chóc phải để tạo xu thế mà vì một lần rớt giá kịch trần mà bỏ phí hết, làm sao xử vĩnh ba không tức cho được. Chủ quản phòng tài chính hết sức cay đắng, có thể dùng nhiều cổ phiếu blue chip như thế này để cướp cái, không phải nhân vật tầm thường, hắn muốn bóp chết người ta đâu dễ dàng vậy được. Nhưng sao lại có kiểu cướp cái bạo lực thế chứ, theo quy tắc thông thường là phải thăm dò trước, xem đối phương có ý định rút lui không, nếu người ta bằng lòng chủ động rời sàn, có thể giảm bớt tổn thất của đôi bên. Đâu như hôm nay, đây rõ ràng là không nói không rằng, xông tới ấn đầu người ta vào hố xí, không chết không chịu thôi. Chương 356, mất mặt. Phiên giao dịch kết thúc, Sử Vĩnh Ba tức đến mức muốn nhai đầu người ta. Hắn muốn tìm ra hung thủ đứng sau lần phá rối này, nhưng chủ quản phòng tài chính lại không lạc quan như vậy. Một ekip dám xông lên làm loạn không cần quan tâm đến quy tắc cho thấy họ không sợ công ty niêm yết cổ phiếu. Nếu họ sợ, họ đã không làm như vậy. Và lại, cho dù hắn tìm được người ta thì thế nào, hắn đánh trả người ta kiểu gì. Nếu dồn người ta tới đường cùng thì sự việc hắn tự mình làm nhà cái sẽ vỡ lở, thế thì càng rắc rối hơn. Không đến mức bất đắc dĩ, chủ quản phòng tài chính không mong chuyện này xảy ra. Theo cách nghĩ của người này thì tốt nhất là có thể hòa giải cùng đối phương, giữ hòa khí mới có thể sinh tài lộc sử vĩnh ba không cần biết người này nghĩ thế nào tóm lại chỉ cần xử lý được sự việc này làm cách nào cũng được chủ quản phòng tài chính tuân lệnh rồi rời đi trong phòng làm việc chỉ còn lại sử vĩnh ba và con trai sử hảo vũ ngẩng đầu nhìn sử hảo vũ đứng ở đó và luật sư trung niên bên cạnh sử vĩnh ba vốn đã không vui nên lạnh lùng quát hai người còn đứng đần ra đấy làm gì có việc gì thì nói đi sử hảo vũ diếu võ dương oai trước mặt người khác chứ không dám làm vậy trước mặt bố mình không phải vì sợ ăn đòn, có thể nói rằng cậu ta ăn đòn từ nhỏ đến lớn rồi. Chủ yếu vì sự hảo vũ biết rõ, bản thân mình có thể ngung nghênh như vậy hoàn toàn nhờ vào bố mình. Ngày thường cậu ta muốn mua gì thì mua, cũng là nhờ tiền mà bố cậu ta cho. Không có ông bố này, cậu ta thực sự không sống tiếp được. Thế nên cậu thiếu niên 14-15 tuổi này vẫn phân biệt được rõ ràng, người nào đắc tội được, người nào không thể đắc tội được. Cậu ta không nói gì, luật sư trung niên đứng bên cạnh thì không thể im lặng mãi, đành nói, hôm nay tôi cùng cậu chủ tới bệnh viện, tìm hai bố con nhà kia. Nhưng thái độ của đối phương rất tệ hại, khả năng chúng tôi thua kiện khá cao. Bố con nào cơ, sử vĩnh ba buột miệng hỏi. Hắn căn bản không để tâm tới chuyện của hai bố con Giang Trí Hạo, chỉ bảo luật sư của công ty dẫn con trai mình đi uy hiếp, cũng không muốn đâm đầu vào rắc rối nhiều hơn. Chuyện nhỏ nhặt này, không đáng để hắn phải lo lắng. Luật sư Trung Niên vội vàng giải thích là cô gái đánh cậu chủ chuyện vật vãnh này mà cũng đến làm phiền tôi à? Nếu đến cả loại người đấy mà ông cũng không giàn xếp được thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc mà cút đi. Sử Vĩnh Ba chửi ầm lên. Luật sư Trung Niên thấy ấm ức lắm, không phải hắn không dàn xếp được mà người ta không muốn nói năng hợp tình hợp lẽ với hắn, nhưng về đến đây lại gặp ngay một người cũng chẳng cần quan tâm đến lý lẽ như Sử Vĩnh Ba. Sử Hạo Vũ lên tiếng: "Bố ơi." mấy người đó thực sự hống hách lắm luôn không những không xin lỗi mà còn đòi đánh con cơ nếu không vì hôm nay con gọi thêm mấy thằng vệ sĩ không biết đã bị chúng nó đánh đến mức nào rồi với cả chúng nó còn bảo bố phải cần thật đấy sớm muộn gì cũng gây rắc rối cho bố chúng nó là cái thá gì mà dám nói như thế thế thì tao chống mắt chờ chúng nó tới gây rắc rối đây tâm trạng xử vĩnh ba vốn đã không vui nghe được mấy câu đổ thêm dầu vào lửa này càng thêm thức tối mà không biết chút vào đâu. Đúng là không được ngày đẹp, đến cả một kẻ không tiền không thế cũng đòi uy hiếp hắn cơ đấy. Bối cảnh của Giang Trí Hạo, hắn từng điều tra rồi, mấy năm trước là công nhân ở công trường, sau này hình như tới tỉnh khác làm thuê, rất nhiều năm sau mới quay về. Chắc là gom được ít tiền nên mua một căn nhà tầm 70, 80 mét vuông trong thành phố, ngày thường đi lại bằng xe điện bình thường. Loại người như thế này, bình thường sử vĩnh ba không thèm liếc thêm một cái. Hắn lười nghĩ ngợi nên nói với luật sư trung niên, chuyện này cứ liều liệu mà làm, cần tiền hay người thì tự đi tìm. Tôi không muốn biết quá trình, tôi chỉ cần kết quả. Còn nữa, nếu sau này vì một tí chuyện còn con này mà tới làm phiền tôi thì tự cuốn xéo ra khỏi công ty đi. Luật sư trung niên không dám nói nhiều, vội vàng đáp lời rồi rời khỏi văn phòng. Còn sử hạo vũ do dự trong chốc lát mới hỏi, bố ơi, ban nãy xảy ra chuyện gì thế, con thấy hình như họ nói gì mà giá cổ phiếu. Nói với mày mày cũng không hiểu, được rồi, cần làm gì thì đi làm đi, đừng làm phiền tao, sử vĩnh ba sốt ruột nói. Sử hạo vũ ầm một tiếng, cũng không nói gì nữa. Cậu ta có thể hỏi một câu về tình hình công ty chỉ đơn thuần là buột miệng nhắc tới chứ không phải muốn giúp đỡ gì. Có bao nhiêu chuyên gia ở đó kia kìa, đâu đến lượt cậu ta. Trần trừ trong chốc lát, Sử hạo vũ vẫn không kiềm chế được, bố ơi, con muốn xin ít tiền. Lại xin tiền, không phải mới cho mày 10.000 tệ à, mới mấy ngày đã tiêu hết rồi. Chẳng phải trước đó có buổi tụ tập với bạn bè sao, con đãi họ, không những không đủ, còn phải vay tiền người khác nữa. Bố nói xem, công ty nhà ta to như vậy, con vay tiền người ta còn ra thể thống gì. Và lại, nếu không phải vì vay tiền, con cũng không đánh nhau với con nhỏ đó đâu, sử hạo vũ nói. Mấy ngày trước quả thực có người bạn cùng lớp tổ chức mừng sinh nhật. Đáng lý ra chuyện này không liên quan gì tới cậu ta lắm, nhưng sự hảo vũ bình thường tiêu tiền bừa bãi, thanh niên trẻ cũng thích nổi bật, cứ phải móc hầu bao ra đãi khách mới chịu. Thế mà vì vung tay quá chán, số tiền tiêu vặt hàng chục ngàn tệ không đủ, cậu ta không dám xin tiền xử vĩnh ba ngay lập tức, bèn tìm người bạn mừng sinh nhật kia để đòi. Lý do rất đơn giản, hôm nay sinh nhật cậu, đáng lý ra cậu phải là người đãi khách. Bây giờ tôi đã bỏ ra phần lớn số tiền rồi, cậu bỏ ra số lẻ này chắc cũng không quá đáng nhỉ. Thế nhưng điều kiện gia đình của người bạn mừng sinh nhật kia cũng không dư giả như cậu ta, dự trù ban đầu chỉ có vài trăm tệ thôi, kiếm đâu ra mấy ngàn tệ bù vào cái lỗ hổng do sử hạo vũ khoét ra chứ. Sử hạo vũ lập tức mắng đối phương là thằng khố rách áo ôm, không còn tiền còn đòi sinh nhật, đúng lúc bị Linh Linh đi ngang qua nghe được. Xuất phát từ tình cảm bạn bè, Linh Linh xông tới chỉ trích sử hạo vũ không nên sỉ nhục bạn cùng lớp như vậy. Người ta vốn không định làm tiệc sinh nhật xa xỉ thế này, do cậu chủ động đòi đãi khách, bây giờ không mang đủ tiền, đòi người khác phải lấp lỗ hổng cho cậu là thế nào. Có bản lĩnh ra vẻ thì phải ra vẻ cho chót, đừng ra vẻ nửa chừng rồi thôi. Sử hạo vũ ngày thường ngang ngược quen rồi. Người bên cạnh đều nịnh nọt lấy lòng vì gia cảnh của cậu ta, chẳng ai không khách sáo với cậu ta như Linh Linh sử hạo vũ tự thấy xấu hổ hôm đó cũng uống rượu cộng thêm tuổi trẻ nóng này hùng hùng hổ hổ mắng chả trông linh linh có vẻ điềm tĩnh chứ thực ra còn nóng tính hơn giang trí hạo nhiều không nói năng gì trở tay nhặt cục gạch lên đập cậu ta vì thế mà hai người lao vào đánh nhau vóc dáng đôi bên trông có vẻ ngang nhau chứ khả năng chiến đấu một trời một vực sử hạo vũ gần như bị đè xuống mà đánh sau cùng được người ta lôi ra nhân cơ hội linh linh không chú ý bèn lấy mảnh vỡ của lọ hoa cào rách mặt cô bé tóm lại cậu ta vẫn chịu thiệt nhiều hơn trong lòng xử Hạo vũ vẫn luôn nghĩ rằng đây là mối nhục của bản thân đến một đứa con gái cũng không đánh lại được quá mất mặt mà sau khi bố cậu ta xử vĩnh ba biết chuyện hắn cũng cảm thấy con trai mình chịu thiệt bèn bảo luật sư của công ty tới đó hù dọa người ta cho dù đối phương không chịu đền bù chỉ ít cũng không thể để chúng nói xấu con trai mình Mày còn có mặt mũi mà kể lể à? Một thằng con trai mà không đánh nổi một con nhỏ, mất hết cả thể diện, Sử Vĩnh ba tức tối mắng vài nhưng vẫn rút một sắp tiền từ trong ngăn kéo ném cho cậu ta, chỉ có từng này thôi. Mày tiêu vừa vừa phải phải thôi, đừng lần nào tới tìm tao cũng đòi tiền. Tao là bố mày chứ không phải máy rút tiền. Hê hê, cảm ơn bố. Bố tuyệt nhất trên đời, Sử Hạo Vũ vui vẻ nịnh nọt mấy câu rồi mới cầm tiền đi hai bố con này đều không coi bố con nhà họ giang ra gì cũng không liên tưởng sự việc ở thị trường cổ phiếu lúc chiều với giang trí hạo lời nói mà sử hạo vũ truyền đạt lại tuy không quá giống với những gì Hoắc khải nói nhưng ý chính thì không khác gì nhưng sử vĩnh ba chỉ coi những câu này như tiếng đánh rắm cũng không tự đái một bãi rồi soi lại bộ dạng của bản thân còn dám uy hiếp người ta sao bây giờ mấy người này không biết thân biết phận thế nhỉ nhưng vẫn phải cẩn trọng bên phía thị trường cổ phiếu nếu thực sự có người dùng bạo lực để cướp cái, thế thì hơi phiền phức rồi. Sử Vĩnh Ba ngồi sau bàn làm việc, mặt mũi xa sầm đợi cấp dưới điều tra tình hình xong rồi báo cáo lại. Ngoài miệng hắn nói muốn bóp chết đối phương, thực chất trong lòng cũng hiểu, tốt nhất là biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có, giữ hòa khí sinh tài lộc. Nếu thực sự bung bét ra thì không ai được lợi lộc. Nhưng rốt cuộc là thần tiên phương nào mà lỗ mãng, mà khó tin đến vậy. Lúc này đây, trong phòng bệnh, Vương Vũ Hành và những người khác đang đập tay ăn mừng. Lần rớt giá kịch trần tại phiên khớp lệnh định kỳ cho thấy thủ đoạn của họ đã thành công rồi. Tuy rằng nhiều năm rồi không hợp tác, nhưng lần này ra tay vẫn chứng minh được sức mạnh của nhóm địa phủ. Thầy ơi, xong rồi, Vương Vũ Hành bước tới bên cạnh Hoác Khải, mỉm cười báo công, thầy thấy chúng em vất vả nửa ngày trời, có nên khen đôi câu không ạ? Những việc khác đã làm cả rồi chứ, Hoác Khải hỏi. Vương Vũ Hành nhìn Lương Chính Phi, Lương Chính Phi gật đầu nói, đè hết giá cổ phiếu của mấy công ty liên quan rồi. Mặt ngựa đã soạn xong nội dung, đang cùng đầu châu tung tin ra. Chắc đến sáng sớm ngày mai sẽ có một lượng bán ra lớn, áp lực của phiên sau sẽ nhỏ hơn rất nhiều. chương 357, vấn đề. Lần rớt giá buổi chiều vẫn có không ít thành phần đầu cơ tiến vào mua lại, khiến đám người vương vũ hành lãng phí không ít cổ phiếu. Nhưng đợi ngày mai tin tức tiêu cực được tung ra, chắc hẳn những người này sẽ lập tức bán ra theo, đến lúc đó ăn chọn lần rớt giá thứ hai sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi đám người vương vũ hành theo hóc khải làm việc, đa số học được mấy thủ đoạn đập phá như thế này. Dạng lợi dụng số lượng tranh lệch của số cổ phiếu để quấy phá chỉ là thủ đoạn thấp kém nhất. Cao cấp hơn một chút là tiến hành chèn ép toàn bộ các công ty có liên quan tới công ty của Sử Vĩnh Ba, chỉ cần có hoạt động trên thị trường chứng khoán thứ cấp đồng thời tung tin đồn ra bên ngoài nói rằng việc hợp tác của họ hoặc nội bộ công ty họ xuất hiện vấn đề lớn dẫn đến tổn thất kinh tế nghiêm trọng, thế nên giá cổ phiếu mới rất thảm hại một cách vô duyên vô cớ. Cho dù mấy công ty này đang thông cáo bác bỏ tin đồn rằng không có chuyện ấy, cũng không tác dụng gì. Bởi vì trong đa số trường hợp, nguồn vốn thao túng một mã cổ phiếu chỉ có một nửa thuộc về nhà cái, nửa còn lại thuộc về các nhà đầu tư đơn lẻ. Ai có thể làm lung lay cảm xúc của các nhà đầu tư đơn lẻ, để họ đi theo mình, người đó đã thắng chắc rồi. Lần rớt giá buổi chiều vẫn có không ít thành phần đầu cơ tiến vào mua lại, khiến đám người vương vũ hành lãng phí không ít cổ phiếu. Nhưng đợi ngày mai tin tức tiêu cực được tung ra, chắc hẳn những người này sẽ lập tức bán ra theo, đến lúc đó ăn chọn lần rớt giá thứ hai sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi đám người vương vũ hành theo hoắc khải làm việc, đa số học được mấy thủ đoạn đập phá như thế này dạng lợi dụng số lượng chênh lệch của số cổ phiếu để quấy phá chỉ là thủ đoạn thấp kém nhất. Cao cấp hơn một chút là tiến hành chèn ép toàn bộ các công ty có liên quan tới công ty của Sử Vĩnh Ba, chỉ cần có hoạt động trên thị trường chứng khoán thứ cấp. Đồng thời tung tin đồn ra bên ngoài nói rằng việc hợp tác của họ hoặc nội bộ công ty họ xuất hiện vấn đề lớn dẫn đến tổn thất kinh tế nghiêm trọng, thế nên giá cổ phiếu mới rất thảm hại một cách vô duyên vô cớ, cho dù mấy công ty này đang thông cáo bác bỏ tin đồn rằng không có chuyện ấy cũng không tác dụng gì bởi vì trong đa số trường hợp nguồn vốn thao túng một mã cổ phiếu chỉ có một nửa thuộc về nhà cái nửa còn lại thuộc về các nhà đầu tư đơn lẻ ai có thể làm lung lay cảm xúc của các nhà đầu tư đơn lẻ để họ đi theo mình người đó đã thắng chắc rồi mà đặc điểm nổi bất nhất của nhà đầu tư đơn lẻ mới nghe tin đồn đã tưởng là sự thật trước giờ họ vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi với tin tức tốt nhưng luôn tin sái cổ mọi tin tức xấu chỉ cần có một chút tin tức tiêu cực họ chạy đi còn nhanh hơn thỏ thông cáo bác bỏ tin đồn của công ty căn bản không đủ để họ tin bao giờ giá cổ phiếu thực sự tăng lên thì các nhà đầu tư đơn lẻ mới vỡ lẽ hóa ra không có chuyện gì thật đợi khi họ đuổi theo giá trị cao tiến vào thị trường nhà cái lại tung ra một ít tin đồn tiêu cực không rõ thật giả nữa đập sàn bán ra lại thêm một đống người vào chồng, Không tự xẻo thịt thì không có cơ hội rời sàn đâu nhé. Bởi vì nhà cái biết rất rõ phân bổ lượng tiền trên thị trường, nhà đầu tư đơn lẻ nấn ná trên sàn giao dịch càng nhiều thì họ càng không chịu kéo giá lên. Khi nào bạn xẻo thịt rồi bỏ đi, giá cổ phiếu tự nhiên sẽ rớt, họ mới khởi động lại một vòng cắt giao hẹ mới. Chiêu trò này nghe có vẻ đơn giản, trên thực tế nếu không phải nhà cái thao túng cổ phiếu thì rất khó thực thi mà chiêu trò càng đơn giản thì khi áp dụng càng đem lại hiệu quả cao. Vương Vũ Hành và những người khác không lạ gì chiêu trò này, chiều nay khi phá rối, họ tiện tay đập luôn vài phần trận của giá cổ phiếu các công ty liên kết quan trọng. Chắc hẳn mấy công ty kia cũng đang mờ mịt lắm, chẳng hiểu tại sao, tin tức tiêu cực từ đâu ra thế. Tốc độ của du hồn vẫn không kém gì năm đó, đỉnh à nha, Vương Vũ Hành dựng ngón cái lên với Lương Chính Phi. Lương Chính Phi mỉm cười thẹn thùng, không kiêu ngạo, không nóng này. Có thể làm được bao nhiêu việc trong mấy chục phút ngắn ngủi, chỉ có tốc độ như thần của Lương Chính Phi mới làm được. Đổi lại thành người khác, không phải không làm được, cùng lắm thì kiếm thêm vài người khác cùng làm. Nhưng nếu xét về mặt cá nhân, bản lĩnh của Lương Chính Phi ở phương diện này quả thực không ai bị được. Người được hoác khải coi trọng không phải nhân tài bình thường, ít nhiều gì cũng có khả năng đặc biệt trên một lĩnh vực nào đó. Ví dụ như mặt ngựa mã chấn xuyên, thiên phú của anh ấy là viết thông tin rất có sức thuyết phục, dễ dàng lay động cảm xúc của các nhà đầu tư đơn lẻ. Không phải ai cũng huy động được sức mạnh của con chữ, một số người cực kỳ giỏi giang trong việc châm dầu vào lửa này. Mà đầu châu tề thanh sơn, trông có vẻ cao lớn và thô kệch, thực chất tính toán cực kỳ tỉ mỉ, anh ấy chủ yếu phụ trách điều chỉnh dòng tiền ra vào. Cho dù chỉ là khoản chi một xu thôi, anh ấy có thể nhớ rõ 10 mươi, cực kỳ nhạy cảm với các con số nếu không theo chân Hoắc Khải làm một người thao túng sản giao dịch, anh ấy hoàn toàn có thể tới bất kỳ công ty lớn nào làm kế toán cao cấp. Nếu tách riêng từng người ra, họ đã là nhân tài hiếm có rồi, khi tụ lại một chỗ càng không ai địch nổi. Họ làm việc, Hoắc Khải rất yên tâm, nên anh không hỏi thêm nữa, nếu đã như thế thì hôm nay đến đây thôi đã. Anh Giang, anh làm thủ tục xuất viện cho Linh Linh đi, chúng ta ra ngoài ăn một bữa. Vết thương của Linh Linh chủ yếu tập trung ở phần mặt, vết thương này cũng không thể chữa trị được bằng cách nằm viện. Bệnh viện này trông qua cũng ổn, nhưng Hoác Khải biết không ít bệnh viện chuyên ngành chữa trị các vết thương ngoài da, tới đó điều trị mới đảm bảo sẽ không có vết sẹo khó coi nào nằm lại trên gương mặt như hoa như ngọc của Linh Linh. Giang Trí Hạo cực kỳ tin tưởng Hoác Khải, anh ấy không hỏi sau khi xuất viện có ảnh hưởng gì tới con gái hay không. Chỉ cần Hoác Khải mở lời, không cần biết yêu cầu anh ấy làm gì, anh ấy sẽ lập tức làm ngay. Linh Linh cũng không hề hoài nghi người chú đã quan sát mình trưởng thành. Giang Chí Hạo nhanh chóng làm xong thủ tục, mấy người họ giúp nhau thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Giang Chí Hạo vẫn cưỡi chiếc xe điện của mình, Hoắc Khải và những người khác ngồi vào Audi A8 của Vương Vũ Hành. Tuy rằng chiếc xe này không phải dòng sedan đỉnh nhất, nhưng cũng đã là rất khá khẩm trong hàng ngũ siêu xe bình dân rồi. Vương Vũ Hành vẫn là một người biết chừng mực, bây giờ cậu ta có tài sản không ít, đừng nói đến một chiếc sedan tiền triệu, cho dù là Rolls Royce hàng chục triệu tệ trở lên, cậu ta cũng mua được. Nhưng Vương Vũ Hành vẫn luôn tuân thủ quy tắc mà Hoắc Khải đặt ra, muốn làm cái ở thị trường chứng khoán thứ cấp, phải học cách khiêm tốn. Thân phận của mình càng thấp kém thì người khác càng khó tìm đến mình. Dù sao thì làm cái cũng rất đắc tội với người khác, không cần biết là nhà đầu tư đơn lẻ hay doanh nghiệp, đều hận mình tới xương tủy. Mà Vương Vũ Hành không muốn để cuộc sống của mình quá túng bẫn, chỉ ít thì chiếc xe mình ngồi cũng phải thoải mái. Thế nên cậu ta mở một đại lý xe hơi, buôn bán xe mới, cũng buôn bán cả xe cũ. Chiếc Audi A8 này là một chiếc xe cũ được cậu ta mua về. Lúc mua chỉ cần gần 600 000 tệ, xe mới chưa đi được một năm, tỷ lệ giá thấp chất lượng rất cao. Độ thoải mái và cung cách cũng miễn cưỡng phù hợp với tiêu chuẩn của cậu ta. Hoắc Khải, Mã Trấn Xuyên, Tề Thanh Sơn cộng thêm Linh Linh vừa vặn ngồi kín chiếc xe này. May mà đây không phải phiên bản 4 chỗ cao cấp nhất, nếu không sẽ không vừa đâu. Mấy người kia lái xe chậm chạp đi sau Giang Chí Hảo, cũng không suốt ruột. Mấy người này mồm năm miệng mười nói chuyện cùng Hoác Khải, mấy năm rồi không gặp, có quá nhiều thứ muốn nói. Đến cả Linh Linh ngồi ở ghế phụ lái cũng liên tục nghiêng người. Cô bé không nói nhiều như những người khác, chỉ có đôi mắt đó luôn chăm chú dõi theo Hoác Khải. Cô nhóc này năm nay 15 rồi, qua thêm hai tháng nữa sẽ đi học cấp 3. Từ hồi 5 tuổi, Linh Linh đã biết Hoác Khải, đến giờ là hơn 10 năm. Thời gian 10 năm khiến ấn tượng của cô bé đối với người chú này rất sâu đậm, mà bây giờ dáng vẻ của chú thay đổi rồi, khiến cô bé thấy rất tò mò. Làm sao mà một người có thể thay đổi hoàn toàn được nhỉ? Tâm lý tò mò cộng thêm lòng sùng bái đã được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ khiến đôi mắt to tròn của cô bé chưa từng rời khỏi cơ thể Hoắc Khải trong lòng thiếu nữ luôn có thơ văn, ở cái tuổi chớm biết yêu này, lúc nào cũng nghĩ tới mấy thứ có có không không. Thậm chí tâm lý của Linh Linh còn chưa hoàn toàn chín chắn, người chú quan sát cô bé trưởng thành này chính là hình mẫu lý tưởng nhất của cô bé. Mỗi khi có ý nghĩ này, cô bé luôn thấy tim mình đập nhanh hơn, gò má cũng ửng hồng. Nhưng cô bé biết rõ mình vẫn còn nhỏ, vẫn không đủ tư cách nói gì với đối phương. Chính vì như thế, nhiều lúc Linh Linh khẩn thiết mong mình lớn nhanh hơn một chút, đợi khi hoàn toàn thành niên, có lẽ cũng có cơ hội. Chú ơi, chú có bạn gái chưa? Linh Linh đột nhiên hỏi. Cô bé đã muốn hỏi câu này lâu lắm rồi. Âm thanh trong xe nhanh chóng nhỏ đi, mấy người kia nhìn Linh Linh rồi nhìn sang Hoắc Khải, dường như nghĩ tới điều gì đó, ai nấy cười hề hề với vẻ mặt kỳ quái. Linh Linh biết họ đang cười cái gì, bởi vì khi còn nhỏ xíu, đồng ngôn vô kỵ, cô bé này đã nói khi nào lớn lên muốn lấy chú Lý. Khi nói câu này, Cô bé còn nhỏ lắm, không ai tưởng thật, nhưng tuổi tác tăng dần lên, một số câu có lẽ không dễ quên như thế nữa. Hoắc Khải cũng biết thừa tính cách của đám người này, rất thích đùa cợt, anh cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đáp, "Chú đã kết hôn rồi, còn có một đứa con, nhưng lần này đến đây vội quá, lần sau có thời gian sẽ dẫn mọi người đến gặp." "Tôi từng gặp rồi nhé." Vương Vũ Hành khoe khoang, "Vợ thầy xinh lắm, em gái nhỏ cũng rất đáng yêu." "Thật hay đùa vậy, sếp anh có cả con luôn rồi à? Tề Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Linh Linh cũng xứng người, chú đã kết hôn và sinh con rồi. Trong lòng cô bé cực kỳ thất vọng, sao mà kết hôn nhanh thế chứ? Sao không đợi cô bé? Đối với bề ngoài của mình, Linh Linh vẫn rất tự tin. Thỉnh thoảng có người tự xưng là người tìm kiếm ngôi sao hoặc người của công ty giải trí tới tìm cô bé, muốn kéo cô bé vào giới giải trí hoặc làm người mẫu. Mới 15 tuổi đã có dung mạo hại nước hải dân khiến nội tâm của cô bé này tràn ngập khao khát tốt đẹp. Chỉ là bây giờ, hiện thực nói với cô bé rằng, đôi lúc tuổi tác cũng là một loại khiếm khuyết. Mà đặc điểm nổi bất nhất của nhà đầu tư đơn lẻ, mới nghe tin đồn đã tưởng là sự thật. Trước giờ họ vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi với tin tức tốt, nhưng luôn tin sái cổ mọi tin tức xấu. Chỉ cần có một chút tin tức tiêu cực, họ chạy đi còn nhanh hơn thỏ thông cáo bác bỏ tin đồn của công ty căn bản không đủ để họ tin, bao giờ giá cổ phiếu thực sự tăng lên thì các nhà đầu tư đơn lẻ mới vỡ lẽ, hóa ra không có chuyện gì thật. Đợi khi họ đuổi theo giá trị cao tiến vào thị trường, nhà cái lại tung ra một ít tin đồn tiêu cực không rõ thật giả nữa. Đập sàn bán ra, lại thêm một đống người vào trong. Không tự xẻo thịt thì không có cơ hội rời sàn đâu nhé. Bởi vì nhà cái biết rất rõ phân bổ lượng tiền trên thị trường, nhà đầu tư đơn lẻ nấn ná trên sàn giao dịch càng nhiều thì họ càng không chịu kéo giá lên. Khi nào bạn xẻo thịt rồi bỏ đi, giá cổ phiếu tự nhiên sẽ rớt, họ mới khởi động lại một vòng cắt giao hẹ mới. Chiêu trò này nghe có vẻ đơn giản, trên thực tế nếu không phải nhà cái thao túng cổ phiếu thì rất khó thực thi. Mà chiêu trò càng đơn giản thì khi áp dụng càng đem lại hiệu quả cao. Vương Vũ Hành và những người khác không lạ gì chiêu trò này, chiều nay khi phá rối, họ tiện tay đập luôn vài phần trận của giá cổ phiếu các công ty liên kết quan trọng. Chắc hẳn mấy công ty kia cũng đang mờ mịt lắm, chẳng hiểu tại sao, tin tức tiêu cực từ đâu ra thế. Tốc độ của du hồn vẫn không kém gì năm đó, đỉnh à nha, vương vũ hành dựng ngón cái lên với lương chính phi. Lương chính phi mỉm cười thẹn thùng, không kiêu ngạo, không nóng nảy. Có thể làm được bao nhiêu việc trong mấy chục phút ngắn ngủi, chỉ có tốc độ như thần của lương chính phi mới làm được đổi lại thành người khác, không phải không làm được, cùng lắm thì kiếm thêm vài người khác cùng làm. Nhưng nếu xét về mặt cá nhân, bản lĩnh của Lương Chính Phi ở phương diện này quả thực không ai bị được. Người được Hoác Khải coi trọng không phải nhân tài bình thường, ít nhiều gì cũng có khả năng đặc biệt trên một lĩnh vực nào đó. Ví dụ như mặt ngựa mã Trấn xuyên, thiên phú của anh ấy là viết thông tin rất có sức thuyết phục, dễ dàng lay động cảm xúc của các nhà đầu tư đơn lẻ không phải ai cũng huy động được sức mạnh của con chữ, một số người cực kỳ giỏi giang trong việc châm dầu vào lửa này. Mà đầu châu tề thanh sơn, trông có vẻ cao lớn và thô kệch, thực chất tính toán cực kỳ tỉ mỉ, anh ấy chủ yếu phụ trách điều chỉnh dòng tiền ra vào. Cho dù chỉ là khoản chi một xu thôi, anh ấy có thể nhớ rõ mười mươi, cực kỳ nhạy cảm với các con số. Nếu không theo chân hoác khải làm một người thao túng sàn giao dịch, anh ấy hoàn toàn có thể tới bất kỳ công ty lớn nào làm kế toán cao cấp nếu tách riêng từng người ra họ đã là nhân tài hiếm có rồi khi tụ lại một chỗ càng không ai địch nổi họ làm việc hoác khải rất yên tâm nên anh không hỏi thêm nữa nếu đã như thế thì hôm nay đến đây thôi đã anh giang anh làm thủ tục xuất viện cho linh linh đi chúng ta ra ngoài ăn một bữa vết thương của linh linh chủ yếu tập trung ở phần mặt vết thương này cũng không thể chữa trị được bằng cách nằm viện bệnh viện này trông qua cũng ổn nhưng Hoắc Khải biết không ít bệnh viện chuyên ngành chữa trị các vết thương ngoài da, tới đó điều trị mới đảm bảo sẽ không có vết sẹo khó coi nào nằm lại trên gương mặt như hoa như ngọc của Linh Linh. Giang Chí Hạo cực kỳ tin tưởng Hoắc Khải, anh ấy không hỏi sau khi xuất viện có ảnh hưởng gì tới con gái hay không. Chỉ cần Hoắc Khải mở lời, không cần biết yêu cầu anh ấy làm gì, anh ấy sẽ lập tức làm ngay. Linh Linh cũng không hề hoài nghi người chú đã quan sát mình trưởng thành. Giang Chí Hạo nhanh chóng làm xong thủ tục Mấy người họ giúp nhau thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Giang Chí Hạo vẫn cưới chiếc xe điện của mình, Hoắc Khải và những người khác ngồi vào Audi A8 của Vương Vũ Hành. Tuy rằng chiếc xe này không phải dòng sedan đỉnh nhất, nhưng cũng đã là rất khá khẩm trong hàng ngũ siêu xe bình dân rồi. Vương Vũ Hành vẫn là một người biết chừng mực, bây giờ cậu ta có tài sản không ít, đừng nói đến một chiếc sedan tiền triệu, cho dù là Rolls-Royce hàng chục triệu tệ trở lên, cậu ta cũng mua được nhưng Vương Vũ Hành vẫn luôn tuân thủ quy tắc mà Hoắc Khải đặt ra, muốn làm cái ở thị trường chứng khoán thứ cấp, phải học cách khiêm tốn. Thân phận của mình càng thấp kém thì người khác càng khó tìm đến mình. Dù sao thì làm cái cũng rất đắc tội với người khác, không cần biết là nhà đầu tư đơn lẻ hay doanh nghiệp, đều hận mình tới xương tủy. Mà Vương Vũ Hành không muốn để cuộc sống của mình quá túng bẫn, chỉ ít thì chiếc xe mình ngồi cũng phải thoải mái. Thế nên cậu ta mở một đại lý xe hơi, buôn bán xe mới, cũng buôn bán cả xe cũ. Chiếc Audi A8 này là một chiếc xe cũng được cậu ta mua về. Lúc mua chỉ cần gần 600.000 tệ, xe mới chưa đi được một năm, tỷ lệ giá chất lượng rất cao. Độ thoải mái và cung cách cũng miễn cưỡng phù hợp với tiêu chuẩn của cậu ta. Hoắc Khải, Mã Trấn Xuyên, Tề Thanh Sơn cộng thêm Linh Linh vừa vặn ngồi kín chiếc xe này. May mà đây không phải phiên bản 4 chỗ cao cấp nhất, nếu không sẽ không vừa đâu mấy người kia lái xe chậm chạp đi sau Giang Trí Hảo, cũng không suốt ruột. Mấy người này mồm năm miệng mười nói chuyện cùng Hoác Khải, mấy năm rồi không gặp, có quá nhiều thứ muốn nói. Đến cả Linh Linh ngồi ở ghế phụ lái cũng liên tục nghiêng người. Cô bé không nói nhiều như những người khác, chỉ có đôi mắt đó luôn chăm chú dõi theo Hoác Khải. Cô nhóc này năm nay 15 rồi, qua thêm 2 tháng nữa sẽ đi học cấp 3. Từ hồi 5 tuổi, Linh Linh đã biết Hoác Khải, đến giờ là hơn 10 năm. Thời gian 10 năm khiến ấn tượng của cô bé đối với người chú này rất sâu đậm, mà bây giờ dáng vẻ của chú thay đổi rồi, khiến cô bé thấy rất tò mò. Làm sao mà một người có thể thay đổi hoàn toàn được nhỉ? Tâm lý tò mò cộng thêm lòng sùng bái đã được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ khiến đôi mắt to tròn của cô bé chưa từng rời khỏi cơ thể hoắc khải. Trong lòng thiếu nữ luôn có thơ văn, ở cái tuổi chớm biết yêu này, lúc nào cũng nghĩ tới mấy thứ có có không không thậm chí tâm lý của Linh Linh còn chưa hoàn toàn chín chắn, người chú quan sát cô bé trưởng thành này chính là hình mẫu lý tưởng nhất của cô bé. Mỗi khi có ý nghĩ này, cô bé luôn thấy tim mình đập nhanh hơn, gò má cũng ửng hồng. Nhưng cô bé biết rõ mình vẫn còn nhỏ, vẫn không đủ tư cách nói gì với đối phương. Chính vì như thế, nhiều lúc Linh Linh khẩn thiết mong mình lớn nhanh hơn một chút, đợi khi hoàn toàn thành niên, có lẽ cũng có cơ hội. Chú ơi, chú có bạn gái chưa? Linh Linh đột nhiên hỏi. Cô bé đã muốn hỏi câu này lâu lắm rồi. Em mờ thanh trong xe nhanh chóng nhỏ đi, mấy người kia nhìn Linh Linh rồi nhìn sang Hoắc Khải, dường như nghĩ tới điều gì đó, ai nấy cười hề hề với vẻ mặt kỳ quái. Linh Linh biết họ đang cười cái gì, bởi vì khi còn nhỏ xíu, đồng ngôn vô kỵ, cô bé này đã nói khi nào lớn lên muốn lấy chú Lý. Khi nói câu này, cô bé còn nhỏ lắm, không ai tưởng thật, nhưng tuổi tác tăng dần lên, một số câu có lẽ không dễ quên như thế nữa. Hoác Khải cũng biết thừa tính cách của đám người này, rất thích đùa cợt, anh cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đáp chú đã kết hôn rồi, còn có một đứa con, nhưng lần này đến đây vội quá, lần sau có thời gian sẽ dẫn mọi người đến gặp. Tôi từng gặp rồi nhé, Vương Vũ Hành khoe khoang, vợ thầy xinh lắm, em gái nhỏ cũng rất đáng yêu. Thật hay đùa vậy, sếp, anh có cả con luôn rồi à, Tề Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Linh Linh cũng xứng người, chú đã kết hôn và sinh con rồi. Trong lòng cô bé cực kỳ thất vọng, sao mà kết hôn nhanh thế chứ, sao không đợi cô bé. Đối với bề ngoài của mình, Linh Linh vẫn rất tự tin. Thỉnh thoảng có người tự xưng là người tìm kiếm môi sao hoặc người của công ty giải trí tới tìm cô bé, muốn kéo cô bé vào giới giải trí hoặc làm người mẫu. Mới 15 tuổi đã có dung mạo hại nước hại dân khiến nội tâm của cô bé này tràn ngập khao khát tốt đẹp. Chỉ là bây giờ, hiện thực nói với cô bé rằng, Đôi lúc tuổi tác cũng là một loại khiếm khuyết. Chương 358, gặp mặt. Nhưng Linh Linh lại không cam chịu, cô bé là một cô gái rất tự tin, biết mình còn rất trẻ. Có lẽ, tuổi tác cũng là một loại yếu điểm, nhưng cũng không hoàn toàn là yếu điểm. Ít nhất thì cô bé có nhiều thời gian để chờ đợi và tranh giành. Sự mơ hồ của độ tuổi còn non trẻ không đủ tiếp sức cho cô bé để ngay lập tức có hành động nào đó quá mãnh liệt tất cả suy nghĩ đều chỉ là do tình cảm mông lung ở trong lòng dẫn lối. Hoác Khải cũng không rõ trong lòng Linh Linh nghĩ gì. Trong mắt anh, nhóc con này từ đầu đến cuối chỉ là cô bé vẫn ngoáy mông tròn, chạy lon ton sau lưng mình mà thôi. Chiếc xe nhanh chóng đến nhà hàng đã đặt trước, nếu đã là cùng Hoác Khải ăn cơm thì đương nhiên đẳng cấp cũng phải xứng tầm. Đằng trước có thể nhìn thấy gian trí hạo đỗ xe bên đường, Vương Vũ Hành ngó ngang ngó dọc tìm chỗ đỗ xe thích hợp. Lúc này, giang trí hạo vừa đỗ xe xong thì nghe thấy có giọng nói vang lên bên cạnh đúng là anh rồi anh ấy quay đầu lại thì nhìn thấy một người lạ từng quen người này không phải ai khác mà chính là người đã từng là vợ của anh trung giai vi năm đó khi giang trí hạo đi đến tịch quốc muốn dùng thời gian còn lại để kiếm tiền cho linh linh an ổn sống tiếp thì đã ly hôn với trung giai vi trung giai vi sau khi ly hôn thì chính thức đi đến mối quan hệ với sếp của cô ta nhưng đáng tiếc Người kia đã có gia đình, hơn nữa người vợ cũng rất đanh đá. Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, ông xếp bị vợ đánh cho một trận rồi đuổi Chung Gia Vi ra khỏi công ty, nghe nói sự việc ồn ào đến nỗi khiến hai người trong cuộc đều mất mặt. Mấy năm nay, Giang Trí Hạo cũng không hề liên lạc với Trung Gia Vi, mà Trung Gia Vi cũng chưa từng liên lạc với anh ấy. Thậm chí, tình hình của con gái Linh Linh, cô ta cũng không quan tâm chút nào. Sau khi biết đến cuộc sống giàu sang Trung Giai Vi đã không thể trở lại như trước nữa. Cô ta chỉ hy vọng tìm được một người đàn ông nhiều tiền, có thể thỏa mãn dục vọng vật chất của mình. Đến giờ đã qua 10 năm rồi hai người mới tình cờ gặp lại, Giang Chí Hạo vẫn không thay đổi, vẫn là dáng vẻ thô lỗ đó. Mà Trung Giai Vi nhìn có vẻ thành thục với lớp trang điểm trên khuôn mặt càng dày và đậm hơn trước. Ở bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi. Trung Giai Vi một tay khoác lên cánh tay người kia, tay còn lại thì xách cái túi nhỏ, nhìn có vẻ sống rất tốt. Lâu rồi không gặp, Trung Giai Vi mỉm cười nói, cô ta cố ý kéo người bên cạnh, giới thiệu, đây là bạn trai tôi, Vạn Đỗ Hoành, phó tổng giám đốc công ty tập đoàn Mã Lạc. Đây là chồng cũ của em, đã 10 năm không gặp rồi. Vạn Đỗ Hoành ừ một tiếng, tỏ ra vừa lạnh nhạt vừa khó chịu nói, đã là chồng cũ của em thì hai người nói chuyện trước đi, anh vào trước xem hôm nay có món gì đặc biệt. Vâng, anh vào trước đi nhé, Trung Giai Vi nói. Từ biểu hiện và ngữ điệu trong lời nói của hai người có thể đoán được, vạn đỗ hoành rõ ràng chiếm ưu thế. Tuy Trung Gia Vi đã cố gắng che giấu sự tự ti trước mặt bạn trai nhưng Giang Trí Hạo đi theo hóc Khải nhiều năm như thế, sao lại không học được chút khả năng nhìn người. Anh ấy chỉ cần liếc một cái là nhìn ra Trung Giai Vi không bình tĩnh như những gì cô ta thể hiện ra, nói ông ta có vẻ không vui, có lẽ là để ý quan hệ của cô và tôi, cho nên cô cũng vào đi. Không cần, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Anh xem, buổi chiều anh ấy còn đưa tôi đi mua túi. Chiếc túi này hơn 30 ngàn đấy, là túi LV, trung Giai Vi giơ chiếc túi trong tay lên cho Giang Trí Hạo nhìn thấy. Sau đó nói anh thì sao, bây giờ làm gì? Vẫn làm việc ở công trường à? Khi nói chuyện, Trung Giai Vi liếc nhìn chiếc xe mà Giang Trí Hạo lái đến. Giang Trí Hạo hiểu ý cô ta, nói tôi không làm việc ở công trường nữa mà hùn chút vốn mở một cửa hàng đồ kho rồi ô tôi nhớ rồi trước đây bà nội anh cũng làm cái này trung giai vi gật đầu nói cửa hàng đồ kho cũng được tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng ít nhất có thể no bụng anh không có văn hóa cũng không có bằng cấp rất phù hợp với nghề này nhưng vẫn phải chú ý làm đồ ăn phải vệ sinh nếu không người ta ăn vào có vấn đề gì thì rất phiền phức có lẽ trong lòng trung giai vi giang trí hạo vẫn luôn là một công nhân chuyển gạch nghèo khó không có trình độ coi như bây giờ mở được một cửa hàng thì sao cửa hàng đồ kho chỉ là loại vớ vẩn, giỏi lắm thì một tháng kiếm được hơn trăm, hai trăm ngàn. Mà bạn trai bây giờ của cô ta, làm bất kỳ công việc gì thì lương khởi điểm một năm cũng phải mấy triệu tệ. Nếu lương không cao thì sao có thể mua nổi cho cô ta túi hàng hiệu, ở nhà to, đi xe sang chứ? Mười năm không gặp, Giang Trí Hạo vẫn hèn kém như những gì cô ta nghĩ khiến Trung Giai Vi cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn năm đó nguyên liệu nấu ăn tôi dùng đều không có vấn đề gì, Giang Trí Hạo trả lời. Anh ấy là một người thật thà, cho dù làm bất kỳ việc gì cũng không thích lừa ai. Nguyên liệu mà cửa hàng đồ ăn và chọn dùng đều là những thứ tươi ngon nhất, tuyệt đối không dùng những nguyên liệu chất lượng kém. Có thể kiếm được bao nhiêu tiền, Giang Trí Hạo cũng không quan tâm lắm, vì anh ấy vẫn còn một sổ tiết kiệm hơn 20 triệu tệ. Nếu bây giờ không làm gì thì cả đời cũng không sợ thiếu tiền tiêu. Trong 10 năm đi theo Hoắc Khải, Mỗi năm anh ấy đều nhận được ít nhất là 2 triệu tiền thù lao, có lúc vì bị thương mà còn được lĩnh thưởng thêm. Mà bản thân anh ấy thì lại không có yêu cầu gì nhiều về mặt vật chất. Những năm qua, anh ấy cũng chỉ mua một căn hộ nhỏ, một cửa hàng nhỏ và một chiếc xe tải mấy chục ngàn để chở hàng, còn lại hầu hết là chi dùng cho những nhu cầu của Linh Linh. Linh Linh sống cùng bố, cũng học được tính cách cần cù tiết kiệm này của anh ấy, bình thường đều mặc quần áo rẻ tiền, tính tổng những thứ trên người nhiều nhất cũng chỉ 200 tệ. Cô bé không giống những nữ sinh khác thích ăn đồ vật, thử dùng đồ mỹ phẩm và các sản phẩm dưỡng da. Nhưng mấy người vương vũ hành lại thường xuyên mua đồ tốt cho cô bé. Nào là túi hàng hiệu, quần áo mấy ngàn tệ một chiếc, điện thoại 78 ngàn trở lên. Tóm lại là cô bé cũng không thiếu đồ tốt, nếu tính tổng giá trị tủ quần áo của cô bé có lẽ còn nhiều hơn Trung Giai Vi. Trung Giai Vi ồ một tiếng, nhìn trái nhìn phải, hỏi anh đến đây ăn cơm hay làm gì? đồ ăn ở đây rất đắt. Đợi người, Giang Trí Hạo trả lời ngắn gọn. Trung Giai Vi cũng nhận ra anh ấy không muốn nói nhiều với cô ta nên liền nói, vậy được rồi, anh ở đây đợi nhé, tôi vào trước đây. Giang Trí Hạo nhìn cô ta, bỗng nhiên hỏi, một lát nữa Linh Linh cũng đến, cô có muốn gặp con không? Tuy năm đó, Giang Trí Hạo biết vợ mình ngoại tình, nhưng những năm qua anh ấy không hề nói cho con gái biết điều đó vì anh ấy biết rằng khi con gái càng lớn thì những chuyện như thế sẽ càng trở nên khó chấp nhận. Chưa nói đến sâu xa, Giang Trí Hạo chỉ muốn Linh Linh có thể giữ lại những hình ảnh tốt đẹp về mẹ. Nhưng anh ấy lại không biết rằng, Linh Linh đã biết chuyện này từ rất lâu rồi. Là do Hoác Khải đã nói cho cô bé biết. Vì Hoác Khải cảm thấy nam nữ đều bình đẳng, lỗi lầm của Trung gia Vi thì không nên bắt Giang Trí Hạo phải gánh vác. Ít nhất, lý do ly hôn không phải là do lỗi của Giang Trí Hạo. Còn Linh Linh có thể chấp nhận hay không thì Hoác Khải cũng không cân nhắc đến vấn đề này. Anh luôn cho rằng, con cái không phải hoa trong lồng kính mà là một động vật cao cấp có suy nghĩ độc lập. Nếu tất cả mọi người cùng chung giống loại vậy tại sao lại cho rằng đứa trẻ không chấp nhận được? Cô bé cũng có quyền được biết sự thật, mà cũng nên biết sự thật. Cho nên, Hoác Khải nói cho Linh Linh biết chuyện đó, mà lúc đầu, Linh Linh cũng thật sự tỏ ra không thể chấp nhận, nhưng vài ngày sau, dường như cô bé cũng đã hiểu ra. Chuyện này, Linh Linh cũng giấu giang trí hạo, khiến anh ấy nghĩ rằng bản thân cô bé chưa biết gì hết. Kêu chung dài vì gặp Linh Linh, trong lòng giang trí hạo cũng không thấy thoải mái. Anh ấy hy vọng hai mẹ con có thể cắt đứt quan hệ thì càng tốt. Nhưng đâu phải người dưng nước lã chứ, dù sao Linh Linh cũng là do cô ta mang thai 10 tháng, khổ nhọc sinh ra, không thể đối xử quá tuyệt tình. Nếu thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ thì năm đó, có lẽ anh đã quyết chết cùng Trung Giai Vi linh linh cũng đến à trung giai vi nhìn ngó xung quanh vừa hay nhìn thấy vương vũ hành và những người khác đỗ xe bên đường cửa xe mở ra linh linh bước từ trên xe xuống cùng với hoác khải vương vũ hành và những người khác đi về bên này lúc chưa xuống xe linh linh đã nhìn thấy trung giai vi rồi cô bé cũng không tỏ ra vui vẻ gì mà vẫn bình tĩnh còn vương vũ hành và mấy người khác có chút không vui họ đều biết quá khứ của gian trí hảo cũng biết đến trung giai vi Giang Trí Hạo là bạn tốt của họ, vậy thì Trung Giai Vi chính là người phụ nữ xấu xa đối xử tồi tệ với bạn tốt của họ. Nếu đã như vậy thì sao còn phải cười tươi chào đón, không lên cho một bà tai lật mặt đã là tốt lắm rồi. chương 359, Ngân hàng Mấy người đi tới trước mặt bọn họ, Trung Giai Vi tỏ ra kinh ngạc, ôm lấy Linh Linh, con gái, không ngờ lại gặp được con ở đây, mẹ nhớ con chết mất. Linh Linh nhanh nhẹn đẩy cô ta ra, lạnh nhạt nói, nếu bà thật sự nhớ tôi thì sao không tới thăm. Mẹ, Trung Giai Vi nghẹn lời, cô ta tìm mấy người bạn trai đều là những người có tiền có quyền. Đã là kiểu người có quyền thế thì sao có thể thích cô ta mang theo con của chồng trước được. Vì sợ bạn trai tức giận nên cô ta vẫn luôn không dám đi tìm con gái, trong 10 năm số lần đi thăm Linh Linh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đang lúc không biết giấu mặt vào đâu thì Trung Giai Vi nhìn thấy trên mặt Linh Linh có băng miếng vải xô, liền chuyển chủ đề, kêu lên, mặt con làm sao vậy? Bị thương sao? Là ai làm? Giang Trí Hạo, anh nuôi con kiểu gì vậy? Tại sao để con bé bị thương thế này? Một loạt những câu hỏi khiến Giang Trí Hạo chỉ biết cùi gầm mặt xuống. Anh ấy vẫn tự trách về việc con gái bị thương nên dù bị ai đó trách mắng về chuyện này thì anh ấy cũng không nói một lời. Không liên quan đến bố, là do tôi tự làm, Linh Linh nói giọng điệu của cô bé vẫn lạnh nhạt như thế khiến trung giai vi không vui theo cô ta con gái nên thân thiết với mình nhất bây giờ chia xa như thế đều do giang trí hạo hèn kém nếu năm đó anh ấy có một chút năng lực thì mình cũng không ly hôn mà không ly hôn thì con gái cũng sẽ không chia cắt với cô ta cho nên trung giai vi mang tất cả những chuyện không hài lòng đều đổ lên đầu giang trí hạo con gái còn nhỏ anh lại không chăm sóc nó cho tốt thì sao xứng làm bố giang trí hạo anh đừng cho rằng tôi ly hôn với anh thì sẽ không quan tâm đến chuyện gì nếu anh chăm sóc con không tốt thì sau này tôi cũng không để anh sống yên nói rồi trung giai vi tỏ vẻ đau lòng kéo linh linh sau đó lấy ra một sấp tiền đặt vào tay cô bé nói nhìn con gầy quá tại sao ăn lại không mập lên bố con không cho con tiền ăn quả đúng không còn bộ quần áo này nhìn cũng biết là hàng rẻ tiền mua ở lề đường rồi con cầm lấy tiền sau này mẹ đưa con đi mua quần áo đẹp con cũng là thiếu nữ rồi, không thể bị bạn bè coi thường được, sau này nếu thiếu tiền thì đến tìm mẹ. Bố con không có tiền thì mẹ cho con." Linh Linh rụt tay lại, đút tiền trả vào trong túi của Trung Gia Vi, thản nhiên nói, "Bố tôi đối với tôi rất tốt, chúng tôi không thiếu ăn, không thiếu mặc lại càng không thiếu tiền, không cần bà phải quan tâm." Số tiết kiệm của Giang Trí Hạo có bao nhiêu tiền, Linh Linh đều biết. Giữa hai bố con không có điều gì phải giấu giếm. Hơn nữa, ngoài Giang Chí Hạo Linh Linh cũng có một kết nhỏ của riêng cô bé do Hoác Khải chuẩn bị cho. Mỗi năm vào dịp sinh nhật, Hoác Khải, Vương Vũ Hành và những người khác đều tặng cho cô bé bao lì xì lớn. Cả mỗi dịp Tết hay thi lên lớp đều có lì xì không ít. Tích dần tích dần vào cũng đã được mấy triệu tệ. Linh Linh vẫn luôn không hoang phí, giữ tiền tiết kiệm, đợi khi nào có việc gấp thì dùng. Trung dài vì đâu biết tiền tiết kiệm của con gái còn nhiều hơn của cô ta. Mấy năm nay, cô ta hưởng thụ cuộc sống xa hoa do mấy người bạn trai đem đến nên cũng hình thành nên thói vung tay tiêu tiền như rác. Có ít tiền lại tiêu hết, gần như không tiết kiệm được mấy, tài sản duy nhất là một căn hộ 90 mét vuông mà người bạn trai thứ hai mua cho cô ta. Con bé này, sao lại khách sáo với mẹ thế? Mẹ là mẹ của con, cũng không phải người ngoài. Hơn nữa, trình độ của bố con mẹ còn không biết chắc. Cửa hàng đồ kho kia thì kiếm được bao nhiêu tiền? Nếu thật sự kiếm được tiền thì cũng không đi xe điện, Bây giờ là thời đại nào rồi? Đến khi con 18 tuổi, mẹ đưa con đi học bằng lái, đến lúc đó sẽ mua cho con một chiếc xe. Trung Giai vì đứng nói lại nhảy, phất lờ hoác khải và những người khác đang đứng bên cạnh. Trong mắt của cô ta, đây đều là những kẻ không quan trọng, không có cảm giác tồn tại. Người lăn lộn cùng với Giang Trí Hạo thì có thể là nhân vật lớn đến đâu chứ? Còn chiếc Audi của Vương Vũ Hành, Trung Giai Vi nhìn thấy rồi. Đi Audi thì sao chứ, vậy cũng chỉ có thể chứng minh người lái xe có chút năng lực, còn Giang Trí Hảo cũng chỉ là tầng lớp thấp kém đi xe điện mà thôi. Tôi nói rồi, tôi không cần. Hơn nữa, tôi thấy bà cũng không hiểu bố tôi lắm đâu, giọng nói của Linh Linh đã mang chút tức giận. Cô bé hiểu rõ sự vất vả của bố cô trong những năm qua, một tay bố nuôi cô lớn, gà chống nuôi con. Lần này cô bị thương, sự tự trách của bố, người mù cũng có thể nhận ra. Có lẽ, ông bố này thật sự không quá tài giỏi nhưng tình yêu của bố dành cho cô bé thì không ai có thể sánh được cho dù là người mẹ sinh ra cô bé thì linh linh cũng nhất định không cho phép cô ta nói lời khó nghe với giang trí hạo bỗng nhiên linh linh tức giận khiến trung giai vị im bặt lúc này hoác khải cũng đi đến hỏi cuộc sống của lão giang rất ổn không cần người khác phải lo nếu cô cảm thấy mình sống tốt hơn anh ấy chúng tôi cũng không nói gì nhưng linh linh nói không sai họ thực sự không thiếu tiền nếu cần phải mua gì, chúng tôi sẽ mua cho họ. Anh là ai, dựa vào cái gì mà nói với tôi, Trung Giai Vi tỏ vẻ không vui nói. Anh ấy là ông chủ của tôi, Giang Trí Hạo nói. Trung Giai Vi xứng người, liếng nhìn chiếc Audi dừng bên kia, trong lòng nghĩ, quả nhiên là cô ta đã đoán đúng. Ông chủ là người lái xe đến, Giang Trí Hạo vẫn là kẻ hèn kém như trước. Đã là ông chủ có khả năng kiếm nhiều tiền, lại trẻ như thế, Trung Giai Vi cũng không dám lên giọng nữa. Nhưng nói đến chuyện của Giang Trí Hạo, cô ta cũng không thèm quan tâm. Anh là ông chủ chứ không phải bố của anh ta. Anh ta không có bản lĩnh kiếm tiền, phải dựa vào anh nuôi. Tôi là mẹ của Linh Linh, con bé cần gì, không cần các anh lo. Trung Giai Vi nói, người làm bố không mua nổi thì người làm mẹ là tôi vẫn mua được. Vương Vũ Hành đứng bên cạnh không đủ nhẫn nại để nghe tiếp nên nói với Giang Trí Hạo, Lão Giang, tôi muốn anh rút sổ tiết kiệm ra ném vào mặt cô ta. Đứng trước mặt chúng tôi nói chuyện tiền nong, muốn gọi đòn à. Trung Giai Vi nhìn Vương Vũ Hành, nhận ra cậu ta vừa bước xuống từ vị trí tài xế, bĩu môi nói anh chỉ là thằng tài xế quen, còn giả bộ làm sói đầu đàn. Lại còn rút sổ tiết kiệm ném vào mặt tôi. Nào ném đi, để tôi nhìn xem anh ta có bao nhiêu tiền, 200 ngàn à. Cô thật là lấy mắt chó nhìn người, 200 ngàn cũng đáng. Vương Vũ Hành nói được một nửa thì bị Hoắc Khải ngăn lại. Nói thế nào thì trung dai Vi cũng là mẹ ruột của Linh Linh. Vuốt mặt phải nể mũi, cũng phải giữ thể diện cho Linh Linh, mặc dù cô bé có lẽ cũng không thích người mẹ này. Lời nói quá khó nghe, Hoắc Khải không cho nói và cũng không cần nói. Còn việc ném sổ tiết kiệm thì cũng không phải không thể làm. Hoắc Khải cũng không phải dạng quân tử chỉ biết nói câu cái gì mà trả thù 10 năm chưa muộn. Có thù phải báo thù mà phải làm ngay chứ sao phải đợi 10 năm. Nếu phải đợi tức là bây giờ người đó chưa có đủ lực để trả thù. Vậy thì sao xứng gọi là quân tử? Cứ khư khư nhớ mối thù 10 năm thì cũng không thể coi là quân tử. Lão Giang, anh mở áp ngân hàng trên điện thoại ra, Hoác Khải nói. Giang Trí Hạo ngẩng đầu nhìn anh, cũng không làm ngay. Anh ấy đang do dự, có cần tặng cho vợ cũng bất ngờ lớn thế nào. Nhưng lời nói của Hoác Khải, anh ấy lại không thể không nghe, chỉ biết rằng người ta vì mình mà đứng ra nói giúp. Anh ấy nhìn Trung Giai Vi rồi đưa điện thoại ra, chuẩn bị mở app của ngân hàng cho cô ta xem. Trung Giai Vi bĩu môi, trong lòng nghĩ, giả vờ cũng giống lắm, nói anh cầm thì cầm. Cô ta cũng chuẩn bị tâm lý, nếu Giang Trí Hạo dám cầm điện thoại ra chắc là có chút tiền tiết kiệm, khả năng có hơn 300 ngàn. Giỏi nhất cũng chỉ có 500 ngàn là nhiều. Nhưng như thế thì sao? Có thể chứng minh được điều gì? đừng nói là 500 ngàn, coi như có một triệu cũng không phải là tầng lớp thấp hèn sao. Mà bạn trai của cô ta, không ai lương một năm dưới mấy triệu, tiền người ta kiếm một năm có khi cả đời anh còn không kiếm được. Giang Trí Hạo đưa điện thoại đã mở áp ngân hàng ra, Hoắc Khải nhận lấy, trượt trượt trên màn hình vài cái. Sau đó dơ ra trước mặt Trung Giai Vi, nói, sau khi nhìn rõ con số, hy vọng sau này cô nói chuyện với anh ấy cẩn thận một chút. Một đêm vợ chồng, trăm năm tình nghĩa, coi như ly hôn nhiều năm rồi nhưng khi có thể nói chuyện đàng hoàng thì vẫn phải nói đàng hoàng. Nếu đổi lại vào lúc khác, nghe những lời như vậy thì Trung Giai Vi chắc chắn sẽ không để yên. Nhưng bây giờ, cô ta không làm vậy. Bởi vì áp ngân hàng mà Hoác Khải đang mở hiện thị con số khiến cô ta sững người. Số có nhiều chữ số như vậy khiến cô ta còn cho rằng mình đang bị hoa mắt. Cô ta bất giác đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn lại, con số không thay đổi. Chục, trăm, ngàn, chục ngàn. Đếm từng con số đến số thứ 8 lại nhìn thấy số 2 đứng đầu, trung dai vi dường như ngừng thở. Hơn 20 triệu. Sao lại thế được? chương 360, đánh người có những hơn 20 triệu. Hơn nữa cô ta nhìn thấy rất rõ, hơn 20 triệu này là tiền tiết kiệm định kỳ. Nếu không có kỳ hạn thì cô ta còn có thể nói rằng số tiền này là của người khác gửi vào tài khoản của Giang Trí Hạo, có thể chuyển tiền đi bất cứ lúc nào nhưng tiền tiết kiệm định kỳ thì không thể, bởi vì trên thế giới này có ai tự nhiên lại đặt số tiền lớn như vậy vào tài khoản của người khác được. Số tiền ấy chỉ có thể là của Giang Trí Hạo. Anh, sao anh lại có nhiều tiền như thế? Trung Giai Vi lắp bắp nói. Đây là một câu hỏi thốt ra theo bản năng. Trong mắt cô ta, Giang Trí Hạo luôn là một người không giỏi kiếm tiền. Không có trí lớn, chỉ có mỗi sức khỏe, cơ bắp trên người anh ấy rất thu hút những người phụ nữ bình thường mang tới cảm giác an toàn tuyệt đối cho bọn họ. Nhưng đó không phải thứ mà cô ta muốn, cô ta muốn có một cuộc sống xa hoa thích thứ gì là có thể mua được thứ đó. Bây giờ Giang Trí Hạo đột nhiên lấy ra khoản tiền tiết kiệm hơn 20 triệu, làm điên đảo mọi suy nghĩ của Trung Gia Vi. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô ta, cô ta hoài nghi Giang Trí Hạo đã đi cướp ngân hàng với người ta, nếu không sao một người chỉ biết làm việc bằng sức lực ở công trường lại kiếm được nhiều tiền như thế. Giang Chí Hạo không trả lời câu hỏi này của cô ta. Vương Vũ Hành lên tiếng trước, anh ấy kiếm tiền thế nào không liên quan gì đến cô. Cô chỉ cần biết lão Giang không vô dụng như trong sự tưởng tượng của cô là được. Nếu không còn chuyện gì nữa thì giải tán, chúng tôi còn phải ăn cơm nữa. Phải rồi, cô cũng ăn cơm ở nhà hàng này hả? Vậy bọn tôi đổi chỗ khác đây, kẻo lại ăn mất ngon. Vương Vũ Hành đã bước vào xã hội từ sớm, thời kỳ đó không thể yếu đuối được, nếu yếu đuối thì rất dễ bị bắt nạt vậy nên tính cậu ta mới hung hăng như vậy đương nhiên cạnh tranh trên thị trường chứng khoán thứ cấp cũng cần tính cách như thế anh không đủ mạnh thì làm sao cạnh tranh được với những nhà tư bản khác cậu ta không thích ai thì tuyệt đối sẽ không khách sáo một câu nào đời người ngắn ngủi lấy đâu ra nhiều lời khách sáo như thế vương vũ hành không cố kỵ điều gì nhưng hoác khải thì không ít nhiều gì anh cũng phải trừ mặt mũi cho Giang Trí Hạo và Linh Linh, nói thế nào thì Trung Giai Vi cũng có mối liên hệ rất sâu với bố con họ. Được rồi, đi ăn thôi, hôm nay chúng ta có chuyện phải bàn, đừng làm lỡ thời gian, vào trước đi, Hoắc Khải nói. Giang Trí Hạo im lìm gật đầu, cất điện thoại vào trong túi. Hoắc Khải dẫn đầu, mấy người khác lần lượt vào nhà hàng. Những người đi lướt qua Trung Giai Vi đều không nói gì, bao gồm cả Linh Linh bọn họ phớt lờ cô ta như vậy khiến Trung giai vi càng khó chịu hơn. Mãi đến khi bọn họ đã vào trong cả rồi, cô ta đứng ở cửa một lúc rồi mới quay lại nhà hàng. Lúc cô ta tìm được bạn trai của mình thì Vạn Đỗ Hoành đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nói, "Nói gì mà lâu thế? Có nhiều chuyện muốn nói với chồng trước của cô lắm hả?" Hiển nhiên là ông ta đang rất khó chịu, Trung giai vi nhìn ra được, cô ta vội vàng giải thích, "Không ạ, à? chỉ gặp được người quen khác nên nói thêm vài câu thôi, anh đừng giận. Tôi có gì phải giận, chỉ là một tên bốc gạch mà thôi, vạn đỗ hoành nói với vẻ khinh thường. Trước kia Trung Giai Vi đã kể lại chuyện về Giang Trí Hạo cho ông ta nghe, vậy nên ấn tượng của vạn đỗ hoành về Giang Trí Hạo cũng dừng lại ở lúc đó. Bờ môi Trung Giai Vi mấp máy, cô ta rất muốn nói cho ông ta biết rằng Giang Trí Hạo không còn là công nhân bốc gạch như trước kia nữa. Giờ đây anh ấy có những hơn 20 triệu tiền tiết kiệm. Sau một hồi do dự, cô ta vẫn không nói ra chuyện này, bởi vì cô ta biết nói ra thì vạn đỗ hoành sẽ không cảm thấy vui, ngược lại còn bực tức hơn nữa. Đôi mắt của cô ta bất giác liếc nhìn sang chỗ ngồi của nhóm Giang Trí Hạo, tất cả đã ngồi xuống và đang gọi món. Bọn họ vừa gọi món vừa trò chuyện, bầu không khí rất hòa hợp. Con gái Linh Linh của cô ta luôn không có thái độ tốt gì với cô ta, nhưng lúc này lại đang tươi cười với mấy người đó sự khác biệt ấy khiến Trung Giai Vi cảm thấy lạc lõng. Mười năm trôi qua, tình cảm của cô ta với Giang Trí Hạo đã phai mờ từ lâu rồi, nhưng dù sao Linh Linh cũng là cốt nhục ruột thịt của cô ta. Máu ngủ tình thân là thứ mà thời gian không dễ gì xóa nhòa được. Vạn Đỗ Hoành ngước mắt lên thì bắt gặp ánh nhìn của Trung Giai Vi, vẻ mặt của ông ta càng âm trầm hơn. Trung Giai Vi chăm sóc khuôn mặt và dáng người rất tốt, nhưng dù sao cô ta cũng đã gần 40 tuổi rồi, không còn sức hấp dẫn quá lớn đối với cánh đàn ông nữa. Thỉnh thoảng chơi đùa thì còn được, nhưng muốn lâu dài thì không thể nào. Cũng có người bằng lòng kết hôn với Trung Giai Vi, nhưng đều là những người không có tiền. Nếu có tiền thì ai chẳng muốn tìm một cô trẻ trung sinh đẹp hơn. Suy nghĩ của vạn đỗ hoành chính là như vậy. Ông ta tìm đến Trung Giai Vi chỉ đơn giản là để nếm thử cái lạ mà thôi, đến khi chán là sẽ đá cô ta ngay. Tuy rằng chỉ coi người phụ nữ này như đồ chơi, nhưng ông ta vẫn chưa vứt bỏ cô ta thì cô ta vẫn là vật sở hữu của ông ta đã là vật sở hữu thì sao có thể chú ý tới người đàn ông khác được huống chi còn là chồng trước của cô ta đàn ông vốn rất mẫn cảm về chuyện này vạn đỗ hoành khó chịu trong lòng bèn nói nếu nhớ thằng đó thì tới cạnh nó mà ngồi ngồi đây chắc không nhìn rõ đâu nghe thấy câu nói ấy của vạn đỗ hoành trung giai vi quay đầu lại giải thích em không nhớ anh ta anh ta tôi chẳng buồn nghe cô nói nhảm thích ăn thì ăn không ăn thì cút vạn đỗ hoành nói với vẻ mặt khó chịu bình thường gặp chuyện như thế này ông ta cũng không nổi cáu đến mức ấy hôm nay chủ yếu là bởi vì công ty gặp rắc rối ông ta bị chủ tịch mắng cho một trận tâm trạng vốn đã không tốt rồi muốn hẹn người phụ nữ hám của này ra giải sầu thì lại gặp chồng trước của cô ta khiến vạn đỗ hoành cảm thấy tức anh ách ông ta hơi gắt giọng khiến khách khứa xung quanh nhìn hết về phía này nhiều người nhìn như thế trung giai vi cảm thấy sượng mặt những người hám của thường rất coi trọng thể diện vẻ mặt của trung giai vi đỏ bừng lên cô ta nói bao nhiêu người đang nhìn kia kìa sao anh phải nổi cáu như thế em có làm gì đâu bao nhiêu người đang nhìn thì đã làm sao bọn họ nhìn chẳng phải cô cũng nhìn thằng đó đấy sao tôi thấy đâu có ảnh hưởng gì đến cô vạn đỗ hoành đanh mặt nói đừng tưởng tôi không biết loại phụ nữ như cô nghĩ gì không có tiền thì muốn đàn ông kiếm tiền cho mình, có tiền rồi là lại muốn đàn ông ở bên mình. Sao hả, thấy tôi không có thời gian bên cô nên cô muốn tìm một thằng nữa à? Bình thường tôi cũng không nhìn ra được là nhu cầu của cô cao đến thế đâu. Những lời nói lúc trước chỉ khiến người ta cảm thấy khó nghe, nhưng bây giờ có thể nói là sỉ nhục rồi. Trong nhà hàng có bao nhiêu người, đã thế Giang Trí Hạo và Linh Linh đều ở bên kia, cho dù Trung gia vì có yêu tiền đến mấy thì cô ta cũng không thể chịu đựng được, anh nói lung tung cái gì vậy hả? Tôi chỉ nói vài câu với anh ta mà thôi. Anh quá đáng lắm rồi đấy, dứt lời, Trung Giai Vi định đứng lên rời khỏi đó. Kết quả là vạn đỗ hoành túm lấy cánh tay của cô ta, nói, sao? Không chờ được nữa rồi hả? Muốn đi thì dễ thôi, nôn hết số tiền mà tôi cho cô ra. Lấy tiền của tôi rồi thích đi là đi, cô coi mình là tiểu thư công chúa thật đấy à? Anh, Trung Giai Vi tức đến mức phát run, cô ta ra sức giấy ruộng mà không thể thoát ra được. Nếu cô ta có tiền thì chắc chắn lúc này cô ta sẽ lấy tiền quăng vào mặt vạn đỗ hoành, không để ông ta có cơ hội sỉ nhục mình. Tiếc rằng cô ta chẳng có tiền, mặc dù những thứ trên người cô ta toàn là hàng hiệu. Chút tiền mặt trong ví còn chưa bằng chiếc túi hàng hiệu mà cô ta mới mua hôm nay nữa. Buông tôi ra, anh buông tôi ra, trung Giai vi lại cố gắng dẫy ruộng. Không biết là bởi vì cô ta dẫy dụa quá hăng hay là bởi vì vạn đỗ hoành cảm thấy mất mặt khi bị nhiều người vây xem như thế, ông ta bỗng vung ra một cái bạt tai. Tiếng, bốp, vang dội khiến Trung Giai Vi sững sờ. Cô ta không ngờ người đàn ông luôn rất nhã nhặn này nói đánh là đánh ngay, còn là động tác bạt tai mang tính sỉ nhục như thế. Người trong cả nhà hàng đều nhìn về phía này, cho dù không quay đầu lại thì Trung Giai Vi cũng biết Giang Trí Hạo và con gái Linh Linh đang nhìn mình, những cảm xúc hoảng hốt, tủi hơn, xấu hổ khiến cô ta không thể chịu đựng được, trực tiếp giơ chiếc túi sách lên đập về phía vạn đỗ hoành. Vạn đỗ hoành không hề đề phòng, vậy nên đã bị cô ta quăng chiếc túi vào mặt. Cảm giác đau đớn khiến vạn đỗ hoành nổi cơn tam bành. Ông ta chẳng hề nghĩ ngợi, cầm chai rượu trên bàn đập vào đầu chung gia vi. Từ biểu cảm dữ tợn của ông ta và độ cao khi dơ chai rượu lên là đủ để biết rằng đầu chung gia vi bung bét nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta, Trung Giai Vi càng thêm hoảng sợ. Cô ta không biết phải làm gì, chỉ có thể vô thức nhắm mắt lại và nghiêng đầu đi, chuẩn bị hứng chịu cú đánh ấy. chương 361, bà Tai có những hơn 20 triệu. Hơn nữa cô ta nhìn thấy rất rõ, hơn 20 triệu này là tiền tiết kiệm định kỳ. Nếu không có kỳ hạn thì cô ta còn có thể nói rằng số tiền này là của người khác gửi vào tài khoản của Giang Trí Hạo, có thể chuyển tiền đi bất cứ lúc nào nhưng tiền tiết kiệm định kỳ thì không thể, bởi vì trên thế giới này có ai tự nhiên lại đặt số tiền lớn như vậy vào tài khoản của người khác được. Số tiền ấy chỉ có thể là của Giang Trí Hạo. Anh, sao anh lại có nhiều tiền như thế? Trung Giai Vi lắp bắp nói. Đây là một câu hỏi thốt ra theo bản năng. Trong mắt cô ta, Giang Trí Hạo luôn là một người không giỏi kiếm tiền. Không có trí lớn, chỉ có mỗi sức khỏe, cơ bắp trên người anh ấy rất thu hút những người phụ nữ bình thường mang tới cảm giác an toàn tuyệt đối cho bọn họ. Nhưng đó không phải thứ mà cô ta muốn, cô ta muốn có một cuộc sống xa hoa thích thứ gì là có thể mua được thứ đó. Bây giờ Giang Trí Hạo đột nhiên lấy ra khoản tiền tiết kiệm hơn 20 triệu, làm niên đảo mọi suy nghĩ của Trung Giai Vi. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô ta, cô ta hoài nghi Giang Trí Hạo đã đi cướp ngân hàng với người ta, nếu không sao một người chỉ biết làm việc bằng sức lực ở công trường lại kiếm được nhiều tiền như thế giang trí hạo không trả lời câu hỏi này của cô ta vương vũ hành lên tiếng trước anh ấy kiếm tiền thế nào không liên quan gì đến cô cô chỉ cần biết lão giang không vô dụng như trong sự tưởng tượng của cô là được nếu không còn chuyện gì nữa thì giải tán chúng tôi còn phải ăn cơm nữa phải rồi cô cũng ăn cơm ở nhà hàng này hả vậy bọn tôi đổi chỗ khác đây kẻo lại ăn mất ngon vương vũ hành đã bước vào xã hội từ sớm thời kỳ đó không thể yếu đuối được nếu yếu đuối thì rất dễ bị bắt nạt vậy nên tính cậu ta mới hung hăng như vậy đương nhiên cạnh tranh trên thị trường chứng khoán thứ cấp cũng cần tính cách như thế anh không đủ mạnh thì làm sao cạnh tranh được với những nhà tư bản khác cậu ta không thích ai thì tuyệt đối sẽ không khách sáo một câu nào đời người ngắn ngủi lấy đâu ra nhiều lời khách sáo như thế vương vũ hành không cố kỵ điều gì nhưng hoác khải thì không Ít nhiều gì anh cũng phải trừ mặt mũi cho Giang Trí Hạo và Linh Linh, nói thế nào thì Trung Giai Vi cũng có mối liên hệ rất sâu với bố con họ. Được rồi, đi ăn thôi, hôm nay chúng ta có chuyện phải bàn, đừng làm lỡ thời gian, vào trước đi, Hoắc Khải nói. Giang Trí Hạo im lìm gật đầu, cất điện thoại vào trong túi. Hoắc Khải dẫn đầu, mấy người khác lần lượt vào nhà hàng. Những người đi lướt qua Trung Giai Vi đều không nói gì, bao gồm cả Linh Linh bọn họ phớt lờ cô ta như vậy khiến trung giai vi càng khó chịu hơn mãi đến khi bọn họ đã vào trong cả rồi cô ta đứng ở cửa một lúc rồi mới quay lại nhà hàng lúc cô ta tìm được bạn trai của mình thì vạn đỗ hoành đã bắt đầu mất kiên nhẫn nói nói gì mà lâu thế có nhiều chuyện muốn nói với chồng trước của cô lắm hả hiển nhiên là ông ta đang rất khó chịu trung giai vi nhìn ra được cô ta vội vàng giải thích không ạ à? chỉ gặp được người quen khác nên nói thêm vài câu thôi, anh đừng giận. Tôi có gì phải giận, chỉ là một tên bốc gạch mà thôi, vạn đỗ hoành nói với vẻ khinh thường. Trước kia Trung Giai Vi đã kể lại chuyện về Giang Trí Hạo cho ông ta nghe, vậy nên ấn tượng của vạn đỗ hoành về Giang Trí Hạo cũng dừng lại ở lúc đó. Bờ môi Trung Giai Vi mấp máy, cô ta rất muốn nói cho ông ta biết rằng Giang Trí Hạo không còn là công nhân bốc gạch như trước kia nữa. Giờ đây anh ấy có những hơn 20 triệu tiền tiết kiệm sau một hồi do dự cô ta vẫn không nói ra chuyện này bởi vì cô ta biết nói ra thì vạn đỗ hoành sẽ không cảm thấy vui ngược lại còn bực tức hơn nữa đôi mắt của cô ta bất giác liếc nhìn sang chỗ ngồi của nhóm giang trí hạo tất cả đã ngồi xuống và đang gọi món bọn họ vừa gọi món vừa trò chuyện bầu không khí rất hòa hợp con gái linh linh của cô ta luôn không có thái độ tốt gì với cô ta nhưng lúc này lại đang tươi cười với mấy người đó sự khác biệt ấy khiến Trung Giai Vi cảm thấy lạc lõng. Mười năm trôi qua, tình cảm của cô ta với Giang Trí Hạo đã phai mờ từ lâu rồi, nhưng dù sao Linh Linh cũng là cốt nhục ruột thịt của cô ta. Máu ngủ tình thân là thứ mà thời gian không dễ gì xóa nhòa được. Vạn Đỗ Hoành ngước mắt lên thì bắt gặp ánh nhìn của Trung Giai Vi, vẻ mặt của ông ta càng âm trầm hơn. Trung Giai Vi chăm sóc khuôn mặt và dáng người rất tốt, nhưng dù sao cô ta cũng đã gần 40 tuổi rồi, không còn sức hấp dẫn quá lớn đối với cánh đàn ông nữa. Thỉnh thoảng chơi đùa thì còn được, nhưng muốn lâu dài thì không thể nào. Cũng có người bằng lòng kết hôn với Trung Gia Vi, nhưng đều là những người không có tiền. Nếu có tiền thì ai chẳng muốn tìm một cô trẻ trung, sinh đẹp hơn? Suy nghĩ của Vạn Đỗ Hoành chính là như vậy. Ông ta tìm đến Trung Gia Vi chỉ đơn giản là để nếm thử cái lạ mà thôi, đến khi chán là sẽ đá cô ta ngay. Tuy rằng chỉ coi người phụ nữ này như đồ chơi nhưng ông ta vẫn chưa vứt bỏ cô ta thì cô ta vẫn là vật sở hữu của ông ta đã là vật sở hữu thì sao có thể chú ý tới người đàn ông khác được huống chi còn là chồng trước của cô ta đàn ông vốn rất mẫn cảm về chuyện này vạn đỗ hoành khó chịu trong lòng bèn nói nếu nhớ thằng đó thì tới cạnh nó mà ngồi ngồi đây chắc không nhìn rõ đâu nghe thấy câu nói ấy của vạn đỗ hoành trung giai vi quay đầu lại giải thích em không nhớ anh ta anh ta tôi chẳng buồn nghe cô nói nhảm thích ăn thì ăn không ăn thì cút vạn đỗ hành nói với vẻ mặt khó chịu bình thường gặp chuyện như thế này ông ta cũng không nổi cáu đến mức ấy hôm nay chủ yếu là bởi vì công ty gặp rắc rối ông ta bị chủ tịch mắng cho một trận tâm trạng vốn đã không tốt rồi muốn hẹn người phụ nữ hám của này ra giải sầu thì lại gặp chồng trước của cô ta khiến vạn đỗ hành cảm thấy tức anh ách ông ta hơi gắt giọng khiến khách khứa xung quanh nhìn hết về phía này nhiều người nhìn như thế Trung Giai Vi cảm thấy sượng mặt. Những người hám của thường rất coi trọng thể diện. Vẻ mặt của Trung Giai Vi đỏ bừng lên, cô ta nói, bao nhiêu người đang nhìn kia kìa, sao anh phải nổi cáu như thế, em có làm gì đâu. Bao nhiêu người đang nhìn thì đã làm sao, bọn họ nhìn, chẳng phải cô cũng nhìn thằng đó đấy sao. Tôi thấy đâu có ảnh hưởng gì đến cô, vạn đỗ hoành đanh mặt nói, đừng tưởng tôi không biết loại phụ nữ như cô nghĩ gì. Không có tiền thì muốn đàn ông kiếm tiền cho mình, có tiền rồi là lại muốn đàn ông ở bên mình. Sao hả, thấy tôi không có thời gian bên cô nên cô muốn tìm một thằng nữa à? Bình thường tôi cũng không nhìn ra được là nhu cầu của cô cao đến thế đâu. Những lời nói lúc trước chỉ khiến người ta cảm thấy khó nghe, nhưng bây giờ có thể nói là sỉ nhục rồi. Trong nhà hàng có bao nhiêu người, đã thế Giang Trí Hạo và Linh Linh đều ở bên kia, cho dù Trung Giai vì có yêu tiền đến mấy thì cô ta cũng không thể chịu đựng được. Anh nói lung tung cái gì vậy hả, Tôi chỉ nói vài câu với anh ta mà thôi. Anh quá đáng lắm rồi đấy." Dứt lời, Chung Gia Vi định đứng lên rời khỏi đó. Kết quả là Vạn Đỗ Hành túm lấy cánh tay của cô ta, nói: "Sao? Không chờ được nữa rồi hả? Muốn đi thì dễ thôi, nôn hết số tiền mà tôi cho cô ra. Lấy tiền của tôi rồi thích đi là đi, cô coi mình là tiểu thư công chúa thật đấy à?" Anh, Chung Gia Vi tức đến mức phát run, cô ta ra sức giãy giụa mà không thể thoát ra được. Nếu cô ta có tiền thì chắc chắn lúc này cô ta sẽ lấy tiền quăng vào mặt vạn đỗ hoành, không để ông ta có cơ hội sỉ nhục mình. Tiếc rằng cô ta chẳng có tiền, mặc dù những thứ trên người cô ta toàn là hàng hiệu. Trước tiền mặt trong ví còn chưa bằng chiếc túi hàng hiệu mà cô ta mới mua hôm nay nữa. Buông tôi ra, anh buông tôi ra, Trung Giai Vi lại cố gắng dẫy dụa. Không biết là bởi vì cô ta dẫy dụa quá hăng hay là bởi vì vạn đỗ hoành cảm thấy mất mặt khi bị nhiều người vây xem như thế, ông ta bỗng vung ra một cái bạt tai. Tiếng, bốp, vang dội khiến Trung Giai Vi sững sờ. Cô ta không ngờ người đàn ông luôn rất nhã nhặn này nói đánh là đánh ngay, còn là động tác bạt tai mang tính sỉ nhục như thế. Người trong cả nhà hàng đều nhìn về phía này, cho dù không quay đầu lại thì Trung Giai Vi cũng biết Giang Trí Hạo và con gái Linh Linh đang nhìn mình. Những cảm xúc hoảng hốt, tủi hơn, xấu hổ khiến cô ta không thể chịu đựng được, trực tiếp giơ chiếc túi sách lên đập về phía vạn đỗ hoành. Vạn Đỗ Hoành không hề đề phòng, vậy nên đã bị cô ta quăng chiếc túi vào mặt. Cảm giác đau đớn khiến Vạn Đỗ Hoành nổi cơn tam bành. Ông ta chẳng hề nghĩ ngợi, cầm chai rượu trên bàn đập vào đầu Trung Giai Vi. Từ biểu cảm dữ tợn của ông ta và độ cao khi dơ chai rượu lên là đủ để biết rằng đầu Trung Giai Vi bung bét. Nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta, Trung Giai Vi càng thêm hoảng sợ. Cô ta không biết phải làm gì, chỉ có thể vô thức nhắm mắt lại và nghiêng đầu đi chuẩn bị hứng chịu cú đánh ấy. chương 362, vai vế. Ăn cơm xong, mấy người họ thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng. Vừa ra cửa, Vương Vũ Hành kéo Hoác Khải, ra hiệu nhìn về phía nào đó. Hoác Khải quay lại thì nhìn thấy Trung Giai Vi đang đứng bên đường ngóng về phía này. Nhìn thấy họ, Trung Giai Vi tỏ ra do dự. Năm phút sau, cô ta cũng quyết định đi tới. Vương Vũ Hành đang định nói thì Hoác Khải ngăn lại, Giang Trí Hạo lại bước lên một bước, hỏi còn có chuyện gì? Tôi, Trung Gia Vi nhìn Giang Trí Hạo, dường như có điều gì khó nói. Lúc này, Linh Linh bỗng nhiên bước lên nói, bà có chuyện gì thì nói mau, chúng tôi không rảnh đứng đây nhìn nhau với bà. Nếu bà sợ người đàn ông đó báo thù thì có thể đi báo cảnh sát. Chúng tôi không thể làm vệ sĩ cho bà mãi được. Sự thẳng thắn của Linh Linh khiến cho Trung Giai Vi càng khó chịu. Cô ta nghẹn ngào nói, không phải mẹ muốn nhờ mấy người giúp đỡ, mẹ cảm thấy. Cảm thấy. Suốt cuộc là cảm thấy thế nào thì Trung Gia Vi cũng không nói ra, sau khi cô ta rời khỏi nhà hàng mới phát hiện ra cuộc đời không có ý nghĩa gì. Sống tốt nhiều năm như thế mà bỗng nhiên phát hiện, cái gọi là sống tốt đó thật sự còn không đáng nhắc đến. Gần 40 tuổi lại không có người đàn ông nào có thể tin tưởng, sinh được một cô con gái thì lại luôn lạnh lùng, coi cô ta như kẻ thù cho dù trung giai vì có khát vọng cuộc sống vật chất như thế nào thì cuối cùng cô ta cũng là phụ nữ luôn muốn chủ tính cho nửa đời sau nhưng bây giờ tất cả những tính toán đó đều bị cái tát của vạn đỗ hoành làm cho tan nát hết cả cô ta nhận ra những ngày tốt đẹp của cô ta cũng không thể duy trì lâu dài năm tháng qua đi những người đàn ông từng say mê sắc đẹp và thân thể của cô ta rồi sẽ có lúc cảm thấy chán ngấy đợi đến khi cô ta già đi không thể dùng nhan sắc đi hấp dẫn người khác thì còn có ai sẵn lòng cần cô ta nữa những người đàn ông này chỉ trêu đùa với cô ta không có lấy một người thật lòng về điểm này trung giai vi hiểu rất rõ nhưng lúc trước còn trẻ cảm thấy không sao cả dù sao thì anh chơi tôi cũng chơi tôi cầm tiền của anh cũng không thiệt bây giờ thì cô ta không nghĩ như vậy nữa mà bắt đầu cảm nhận được thời gian như một mũi tên bắn trúng vào trái tim của cô ta Trung Giai Vi Trần trừ ở đây, nguyên nhân lớn nhất là muốn trò chuyện với Linh Linh, nhưng cô ta không biết làm thế nào để hòa hợp với con gái, cũng không biết trả lời thế nào với câu hỏi của cô bé. Thấy cô ta né tránh, Linh Linh mất hết kiên nhẫn, nói, nếu không có chuyện gì quan trọng thì chúng tôi đi trước, bà cứ đứng đấy một mình đi. Nói xong, Linh Linh quay sang kéo Giang Chí Hạo đi. Thấy họ sắp đi, cuối cùng, Trung Giai Vi cũng không nhịn được, theo phản xạ kéo Linh Linh, Linh Linh, mẹ thật sự muốn nói chuyện với con. Nói cái gì? Chúng ta có gì mà nói? Linh Linh quay lại hỏi. Trung Giai vì tỏ vẻ đau khổ nói, mẹ biết mấy năm nay con đã khổ nhiều rồi, mẹ. Ai nói với bà là tôi khổ? Linh Linh tỏ ra khó hiểu nói, tại sao bà cho rằng bố tôi nhất định không kiếm ra tiền, không thể chăm sóc tốt cho tôi? Nói thật cho bà biết, những năm qua tôi sống rất tốt, còn tốt hơn ngàn lần khi còn sống với bà. Chúng tôi không thiếu tiền không thiếu ăn, thỉnh thoảng còn ra nước ngoài du lịch. Đúng rồi, bà đã thấy sổ tiết kiệm của bố tôi rồi nhỉ. Số tiền đó thật ra không tính là nhiều, sau này tôi còn kiếm nhiều hơn. Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn nói cho bà biết, bà có hối hận vì lựa chọn ban đầu của bà cũng không có tác dụng gì. Bố của tôi sẽ không chấp nhận bà, tôi cũng thế. Lời nói của Linh Linh như sấm sét đánh vào đầu Chung Gia Vi, cô ta hận một nỗi không có cái lỗ nào để chui vào hoặc rứt khoát đập đầu mà chết thấy cô ta đau khổ như thế, cuối cùng Giang Chí Hạo cũng thở dài, kéo tay Linh Linh, nói: không cho phép con nói thế với mẹ. bất kỳ lúc nào, Giang Chí Hạo đều chú trọng đến lễ nghĩa đầu tiên. Trung Giai vì ngoại tình là việc của cô ta và bản thân anh ấy, Linh Linh là con gái, có thể hiểu được nỗi khổ mà bảo vệ anh ấy, nhưng không thể biến thành sự thù hận với mẹ ruột như vậy. bị Giang Chí Hạo kéo lại, Linh Linh cũng không phản kháng cô bé chỉ muốn nói hết những lời trong lòng giấu kín mấy năm qua nói xong rồi thì không cần nói nữa giang Chí hạo nhìn chung giai vi nói linh linh nói những lời này có chút thẳng thắn nhưng con bé nói không sai chúng ta không thể quay lại quá khứ thứ mà cô cần dù cho tôi có tiền hay không thì cũng không đáp ứng được chúng ta không phải là người cùng một đường tôi chỉ khuyên cô trân trọng tuổi trẻ sớm tìm người đàn ông tốt mà gả đi đừng sống những ngày tháng như thế nữa không phải lúc nào cũng có người sẵn lòng giúp cô. Nói xong, Giang Chí Hạo mới nói với Hoác Khải và những người khác, chúng ta đi. Mấy người họ cũng không nói nhiều, những gì nên nói, không nên nói, hai bố con họ đều nói hết rồi. Họ chỉ là người ngoài cũng không tiện nói nhiều. Họ rời đi, để lại Trung Giai Vi đứng đó nhìn theo mãi. Một lúc lâu sau, cô ta mới rời khỏi đó trong nước mắt. Trước đây có một khoảng thời gian, cô ta rất vui vẻ, cảm thấy mình quyết định ly hôn với Giang Chí Hạo là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời này. Bây giờ, cô ta có hối hận hay không thì không rõ, nhưng sự vui vẻ trong lòng thì chắc chắn đã biến mất rồi. Cho dù có người cho cô ta 5 triệu tệ ngay bây giờ thì cũng không thể khiến cô ta vui lên được. Một khi con người nghĩ đến bản thân không còn những ngày sau nữa thì cuộc sống xa xỉ bây giờ cũng chỉ như thức ăn không có mùi vị. Sau khi lên xe, Hoắc Khải nhìn Linh Linh cúi đầu ngồi ở ghế phụ, biết cô bé ngoài mặt thì tỏ ra lấn át mẹ, nhưng thật ra trong lòng cũng không dễ chịu gì. Đó là mẹ cô bé, không phải là con chó, con mèo ngoài đường, càng không phải tùy tiện chỉ trích một hai câu là có thể quên đi. Nhưng trước mặt mọi người, Hoác Khải cũng không an ủi điều gì. Chuyện gia đình người ta, muốn nói thì cũng phải nói chuyện riêng. Chiếc xe lăn bánh, không lâu sau thì đến căn hộ của Giang Trí Hạo. Căn hộ mà anh ấy mua cũng không lớn, khoảng 80 mét vuông, trừ những khu vực chung thì diện tích sử dụng còn khoảng 70 mét vuông. Hai phòng ngủ, một phòng khách vừa đủ cho hai bố con. Đồ đạc bày trí trong phòng cũng đều là giang trí hạo tự làm. Năm đó, ở công trường việc gì anh cũng từng làm nên cũng không xa lạ gì. Còn Linh Linh chịu trách nhiệm thiết kế sửa nhà. Đừng coi thường cô bé còn nhỏ tuổi, thật ra rất có năng khiếu thiết kế, khiến căn phòng trở nên đẳng cấp hơn nhiều. Sau khi vào phòng, Vương Vũ Hành phàn nàn với Hoác Khải nói. Lão Giang này quá keo kiệt, lúc đầu mới sửa xong, trong nhà toàn là đồ dùng gia đình cũ rích, không đáng giá, lãng phí thiết kế đẹp như thế của con gái nuôi. Thế là mấy người chúng em góp tiền, mua cho anh ấy đồ mới. Có lúc em cảm thấy, lão này có phải là giả heo ăn thịt hổ, giả bộ hồ đồ không? Biết chúng em kiểu gì cũng sẽ không nhìn nổi nên mới mua toàn đồ rẻ tiền. Anh Vũ Hành, bố em không phải là người như thế đâu. Bố chỉ không nỡ tiêu tiền cả ngày nói phải tiết kiệm tiền, đến lúc em lớn cho em làm của hồi môn, Linh Linh nói. Giang Trí Hạo cười thật thà, nói, bố không cần dùng đến tiền, con còn nhỏ, sau này có nhiều chuyện cần dùng tiền mà. Cô bé cần tiền thì tìm tôi nói một câu là được, bây giờ anh cũng không phải là người sắp chết nữa, lo lắng cái gì, Vương Vũ Hành hừ một tiếng, sau đó nói với Linh Linh, con gái nuôi, đừng gọi bố nuôi cô là anh nữa, bố bằng vai phải lứa với cô đấy à. Biết rồi, anh Vũ Hành, Linh Linh cười tít mắt, nói. Cả ngày chỉ biết lấy vai vế ra để bắt nạt người khác, cô bé muốn gọi anh là ông nội thì anh có dám đáp lời không, Tề Thanh Sơn nói. Cô bé gọi anh là ông nội thì anh dám trả lời à, Vương Vũ Hành trừng mắt nói. Tề Thanh Sơn cười khà khà, nói, Lão Giang không phản đối, tôi cũng không thấy có vấn đề gì. Giang Chí Hạo chỉ ngồi một bên cười, không nói gì. Sau khi ly hôn, anh ấy càng trở nên trầm ngâm, kiệm lời, tính cách thì không thay đổi nhiều nhưng ít nhất cũng mềm mỏng hơn lúc trước rất nhiều. Chỉ ở trước mặt mấy anh em thân thiết mới nói nhiều thêm mấy câu, chứ lúc ở cửa hàng đồ kho mới thật sự là cậy mồm cũng không ra được câu nào. Chú à, ngồi đi, cháu rót nước cho chú, Linh Linh ngoan ngoãn cầm ghế ra đặt sau lưng hoác khải. Vương Vũ Hành tỏ vẻ không vui nói, con gái nuôi, trong mắt cô chỉ có chú thôi, không có bố sao. Các cậu cũng không ngại để một bệnh nhân phục vụ hả, Hoắc Khải nói, sau đó ngồi xuống, cười với Linh Linh, nói cảm ơn. Anh đã lên tiếng thì còn ai dám ẩm ý nữa. Tất nhiên, Vương Vũ Hành nói câu đó cũng chỉ là trêu đùa mà thôi. Họ cũng không nỡ khiến Linh Linh phục vụ, hơn nữa cô bé Linh Linh cũng đến tuổi mới biết yêu, sau khi không thấy Hoắc Khải thì hai mắt cứ tìm kiếm bóng dáng của anh khắp nơi. Cô bé này, không phải là thích thầy chứ? Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu Vương Vũ Hành nếu Linh Linh có thể thành đôi với Hoắc Khải thì cậu ta cũng không cảm thấy có gì không tốt. Cô bé thông minh lại xinh đẹp, điểm trừ duy nhất là gia đình có chút thiếu sót, còn lại tất cả đều rất tốt. chương 363, liều mạng nhưng, vậy còn cô thì sao? Đứa nào đang đọc chuyện trên web khác làm chó làm chó nhé? Nghĩ đến cô và em gái, Vương Vũ Hành lại cảm thấy đau đầu. Kiểu người như cậu ta đúng là nhiều chuyện, Linh Linh người ta chỉ mới bắt đầu có chút tình cảm mơ hồ, cậu ta đã bắt đầu nghĩ cách giải quyết chuyện đấu đá tranh sủng ở hậu cung. Đây là lần đầu Hoắc Khải đến nhà chơi, cũng không chuẩn bị quà gì, quyết định chuyển luôn vào tài khoản riêng của Linh Linh 600 ngàn, đứa nào đang đọc chuyện trên web khác làm chó làm chó nhé. Linh Linh cũng không đưa đẩy từ chối, mấy chú, mấy anh có việc gì thì đều thích chuyển tiền cho cô bé thành quen rồi. Từ trước đến nay cô bé cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề có nên nhận hay không. Dù sao thì cứ giữ lại, sau này lúc cần có thể rút ra thì tốt rồi, coi như tiết kiệm tiền cho bọn họ. Giang Chí Hạo đích thân xuống bếp làm một bữa cơm, vẫn chưa nhắc đến, mấy năm nay tài nghệ nấu ăn của anh ấy ngày càng lên tay. Trình độ làm đồ kho cũng không tệ, món chân gà cay còn khiến Vương Vũ Hành ăn thành nhiệt. Món đó vừa tê tê vừa cay cay khiến cho mọi người đều thích. Ăn cơm xong, mấy người lại ngồi nói chuyện cả buổi rồi mới lái xe về khách sạn dù có quen thân thế nào thì căn hộ của Giang Trí Hạo cũng không thể chen vào được nhiều người như thế. Hơn nữa còn có Hoắc Khải, họ có thể chen nhau đến nỗi rơi xuống sàn, nhưng ai dám chen Hoắc Khải rơi xuống sàn đây? Chuyện sau đó cũng không có gì đáng nói. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Vũ Hành chở Hoắc Khải mang đồ ăn sáng đến đón hai bố con Giang Trí Hạo, đọc truyện nhanh nhất tại tamlins247.com. Mới sáng ra anh ấy đã chuẩn bị kho đồ ăn, đang suy nghĩ xem có nên đi ra cửa hàng hay không. Sau khi Vương Vũ Hành đến, cậu ta nói, anh cần làm gì thì cứ làm đi, trong nhà có mấy người chúng tôi là được rồi. Người cao lớn như thế, thiếu anh thì không khí cũng dễ thở hơn một chút. Giang Chí Hạo ừ một tiếng, lúc này mới đặt đồ lên xe tải. Anh ấy lái xe đến cửa hàng, Vương Vũ Hành và những người khác thì đợi thị trường cổ phiếu mở cửa. Hôm nay là ngày tốt nhất định phải khiến cho công ty của sử vĩnh ba gà bay chó chạy mới được, nếu không thì họ không nuốt không trôi cục tức này, ăn cắp từ tam linh 247 com 9 giờ 20 phút, khi phiên giao dịch vừa bắt đầu, Vương Vũ Hành đã trực tiếp ép giá xuống thấp nhất. Mà người bên phía sử vĩnh ba cũng nỗ lực phản kháng. Đáng tiếc, blue chip của bọn họ ngày hôm qua đã dùng sắp hết rồi. Bây giờ blue chip trong tay Vương Vũ Hành giúp cậu ta ở vị trí áp đảo họ muốn phản kháng thì trước tiên phải kiếm đủ chip đã, ít nhất cũng phải bỏ công sức một, hai ngày. Cho nên chỉ trong buổi sáng, giá cổ phiếu công ty điện tử của Sử Vĩnh Ba hoàn toàn bất động ở dưới đáy, không ngóc được lên. Cùng lúc đó, Vương Vũ Hành mua người bên báo chí cho tung lên mạng những thông tin thật giả lẫn lộn. Những tin tức thất thiệt lan tràn trên mặt báo, nào là tiết lộ bí mật của công ty điện tử, nào là nguyên vật liệu bị thiếu nghiêm trọng, giá cả không ngừng tăng lên, hoặc nói thẳng luôn là xử vĩnh ba gặp tai nạn xe hơi. Dù sao, vô vàn các loại tin tức, chỉ thiếu nói công ty điện tử đó đã phá sản mà thôi. Những nhà đầu tư cá nhân không biết đâu là thật hay giả, họ chỉ biết cổ phiếu này đã liên tục hai ngày chạm đáy. Mà Vương Vũ Hành lại rất xấu bụng mở giới hạn dưới ra 5 phút cho họ cơ hội tháo chạy. Đây là một động thái tốt, khiến cho các lệnh chờ xử lý ở dưới đáy tăng lên hơn 10.000 lô. Một lô là 100 cổ phiếu, 10.000 lô chính là một triệu cổ phiếu, theo giá cổ phiếu hiện tại tính toán thì là gần triệu tệ. Mấy người vương vũ hành chỉ quan tâm đến việc bán ra chứ không để ý để việc mua vào. Liên tục có người mua vào cổ phiếu Blue Chip ở giới hạn dưới, chứng tỏ có người đang gom hàng. Không cần hỏi cũng biết, dám gom lượng lớn hàng lúc này, nhất định là đàn em của Sử Vĩnh Ba. Mấy người vương vũ hành thản nhiên nhìn tình cảnh này, mở giới hạn dưới là để cho nhà đầu tư cá nhân có hy vọng, họ nhất định sẽ đều treo cổ phiếu trong tay ở giới hạn dưới hy vọng lần mở tiếp theo có thể kịp thời bán ra tìm đường sống như vậy cán cân lợi ích sẽ nghiêng về mấy người vương vũ hành cổ phiếu trong tay nhà đầu tư cá nhân tuy không nhiều nhưng cộng lại cũng không ít họ treo ở giới hạn dưới tương đương với việc mấy người vương vũ hành sẽ phải chi số lượng blue chip ít hơn mượn lực để đánh thủ đoạn này vương vũ hành đã dày công tôi luyện từ lâu rồi cả một ngày giá cổ phiếu cao nhất cũng chỉ tăng lên 9%, còn lại hầu như đều nằm ở giới hạn dưới. Đợi đến buổi chiều đóng phiên giao dịch, khi mấy người vương vũ hành ở đây gieo hò ăn mừng thì sử vĩnh ba ở trong phòng làm việc suýt nữa ném bay cái máy tính. Các cậu làm ăn kiểu gì đấy? Không phải nói là có thể phản kích sao? Tại sao cả ngày đều ở giới hạn dưới? Tôi tốn nhiều tiền như thế nuôi các cậu, để cổ phiếu của công ty ở dưới đáy như thế sao? Vô dụng, một đám vô dụng sử vĩnh ba vừa mắng, vừa ném đồ đạc trên bàn về phía những người kia. Cả giám đốc tài chính cũng bị ném trúng mặt, chỉ có thể ôm đầu chịu đòn, không ai dám cãi lại nửa lời. Họ đã đánh giá sai thực lực của Vương Vũ Hành, hôm nay hành động gom Blue Chip cũng không quyết đoán. Một ngày cũng mới thu gom được 6-7 triệu cổ phiếu. Ai mà biết được sẽ có nhiều nhà đầu tư cá nhân treo giá sản chứ, không có sự chuẩn bị đầy đủ về tài chính, khiến họ đau mà không dám kêu sử vĩnh ba tức đến nỗi mặt mày xám xịt, mắng rồi, đánh rồi, cuối cùng chỉ vào mặt giám đốc tài chính nói, tôi không biết anh dùng cách gì, cũng không biết tốn bao nhiêu tiền, ngày mai mà vẫn chạm đáy thì tôi vứt anh xuống biển làm mồi cho cá. Giám đốc tài chính mặt nhăn như ăn phải mướp đắng, sử vĩnh ba chỉ cho anh ta 1 triệu 500 tệ. Nếu là lúc trước thì có khoản tiền này, anh ta sẽ chắc chắn trăm phần trăm đánh ngã bất kỳ kẻ thù nào. Nhưng bây giờ, anh ta không còn chút tự tin nào nữa. Blue chip của bên kia như không có giới hạn, tại sao dùng thế nào cũng không hết, hơn nữa thủ đoạn sử dụng cũng rất khó hiểu, lại xúi dục nhà đầu tư cá nhân treo ở giá sàn. Nội bộ khống chế giá cổ phiếu, đều sử dụng tiền của cá nhân, đầu tư mấy chục triệu thì sử vĩnh ba còn có thể bỏ ra, còn nếu nhiều hơn thì hắn cũng không có cách nào. Bởi vì nhà đầu tư cá nhân quá nhiều, gần như chiếm một nửa số blue chip của phiên giao dịch. Nếu ai muốn gom hết blue chip của các nhà đầu tư cá nhân thì tương đương với việc cần một lượng tiền gần bằng một nửa giá trị phiên giao dịch, cũng đến mấy tỷ. Nếu trong tay có mấy tỷ tiền mặt thì Sử Vĩnh Ba đã không cần phải căn ke từng đồng như thế mà đã đi ăn chơi vòng quanh thế giới rồi. Đợt trước tạo xu hướng giá cổ phiếu đã tiêu không ít tiền. Bây giờ lại bỏ ra hơn chục triệu để thu gom blue chip mới, sau đó lại phải nghĩ cách nâng giá cổ phiếu thì không biết phải dùng bao nhiêu tiền hơn nữa có thể thuận lợi nâng giá cổ phiếu không còn là một ẩn số. Thân phận của kẻ thù bí ẩn kia còn chưa được làm rõ. Nhớ người ta cứ dây dưa, kéo dài như thế thì biết làm thế nào. Chính vì không chắc chắn nên Sử Vĩnh Ba mới không dám duyệt chi cho giám đốc tài chính quá nhiều tiền. Hắn sợ người kia kéo dài thời gian thì số tiền mà hắn không dễ gì mới kiếm được đều mất trắng. Đánh thắng còn tốt, nhớ thua thì sao? Vậy thì đúng như kiểu tưởng là lời mà lại lỗ không tưởng. Ở thị trường thứ cấp, tính cách như sử vĩnh ba thì không có cách nào tồn tại được. Muốn kiếm nhiều tiền, đặc biệt là khi tranh quyền khống chế với người khác thì phải ra tay thật ác. Như một kiểu liều mạng vậy, ai có thể dọa được đối phương thì người đó sẽ thắng. Sử vĩnh ba không dám liều mạng, cứ sợ hãi rụt rè như thế thì đừng nói mấy nhân viên phòng tài chính không giỏi bằng vương vũ hành, mà coi như hắn có tài giỏi đến đâu thì cũng mất trắng mà thôi. Trên thị trường cổ phiếu, không một đố gột nên hồ, không có tiền thì không có quyền phát ngôn sau khi mắng nhiếc một hồi sử vĩnh ba tức giận đạp cửa rời đi hôm nay thật là một ngày không may khiến hắn không muốn ở lại thêm một phút nào rời khỏi văn phòng thư ký của sử vĩnh ba nói chủ tịch có một người họ giang gọi đến cái gì mà họ giang sử vĩnh ba hỏi là người đã đánh lộn với cậu chủ thư ký nói lúc này sử vĩnh ba mới nghĩ đến chuyện của con trai bận rộn cả ngày hắn đã quên mất chuyện nhỏ này. Do đó, vừa nghe thấy thư ký nhắc đến, nhất thời càng tức giận, giật lấy điện thoại trong tay thư ký, hung hăng nói, có gì thì nói mau đi, chuyện vớ vẩn gì nữa. Chủ tịch sử, ban ngày ban mặt sao mà tức giận thế, có vẻ cuộc sống không vui lắm hả, trong điện thoại vang lên một giọng nói có chút tương từng. Sử vĩnh ba không biết thân phận của người kia, còn cho rằng là người cha của cô bé đó, sẵn giọng nói, đừng nói lời thừa thải, những gì cần nói thì luật sư của tôi đã nói rồi nếu các anh không biết điều thì ra tòa ra tòa hay không thì cũng không vấn đề gì chỉ muốn nói cho chủ tịch sử biết trời gây nghiệp thì còn sống mà tự tạo nghiệp thì không sống được đâu nếu không muốn gặp báo ứng thì tốt nhất là đích thân đến cửa đưa đứa con trai không có giáo dục của anh đến đây xin lỗi đồng thời bồi thường tổn thất tinh thần cho con gái nuôi của tôi một triệu phí suy giảm sức lao động một triệu phí chữa bệnh một triệu còn có phí công sức mấy người chúng tôi bận rộn xử lý chuyện này một triệu. Tổng cộng 4 triệu, đối với chủ tịch xử thì chắc cũng không nhiều nhỉ. chương 364, lợi ích. Nghe vậy, sử vĩnh ba hơi giật mình, hắn không ngờ rằng mình lại nhận được cuộc điện thoại đòi tiền của phụ huynh kia. Hắn không kiếm chuyện với bọn họ đã là may mắn lắm rồi, bọn họ còn dám chủ động mò tới. Anh chưa tỉnh ngủ à, sử vĩnh ba nói bằng giọng lạnh lùng xem ra chủ tịch sử vẫn chưa rõ cái gì gọi là người làm thì trời biết, trước sau gì báo ứng cũng tới. Đã thế thì tôi cũng không quấy rầy nữa, chủ tịch sử cứ cân nhắc đi, ngày mai tôi sẽ gọi lại. Gọi con mẹ mày, sử vĩnh ba vừa chửi thề một câu thì bên kia đã tắt máy rồi. Cảm giác như đánh ngụt một cú khiến hắn vô cùng khó chịu, cứ thế quăng điện thoại xuống dưới chân. Thấy hắn tức đến mức ấy, thư ký vội vàng hỏi, chủ tịch, sao rồi ạ? À? Lập tức gọi cho người của bộ phận pháp chế, bảo bọn họ kiện lũ kia lên tòa. Tôi không chỉ muốn thằng đó bồi thường tiền mà còn muốn con gái của nó ngồi tù. Dám thách thức tôi, chán sống rồi." Sử Vĩnh Ba tức giận nói. Không cần hắn nói rõ, thư ký cũng biết là hắn ta đang nói ai, bèn vội vàng gật đầu nói, "Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ gọi cho bộ phận pháp chế ngay đây." Trong cái nhìn của Sử Vĩnh Ba, vụ việc này chẳng khác gì châu chấu đá xe, chỉ là một tên mở cửa hàng đồ kho mà cũng dám lên mặt với hắn. Đúng là hôm nay hắn đã thất bại trên thị trường chứng khoán, thế nhưng vẫn chưa đến nông nỗi ai cũng có thể bắt nạt được. Nhất định phải cho tên đó một bài học suốt đời khó quên. Muốn tiền chứ gì? Được, vậy thì tao sẽ làm mày táng ra bại sản, cửa nát nhà tan. Một bên khác, Vương Vũ Hành đặt điện thoại xuống, nói với Hoắc Khải ở bên cạnh, thằng danh đó không chịu đưa tiền vậy thì cứ chờ thêm đi, Hoác Khải nói. Lúc này anh đang ở sân bay, ở đây hai ngày, những người cần gặp cũng đều đã gặp cả rồi. Chuyện của Giang Trí Hạo không phải là chuyện to tát gì, với năng lực của nhóm Vương Vũ Hành, bọn họ thừa sức giải quyết, vậy nên Hoác Khải cũng không nhất thiết phải kè kè bên cạnh bọn họ, a à, Biết anh muốn đi, Linh Linh và Giang Trí Hạo tới đây để tiễn anh. Lúc đưa anh đến cửa lên máy bay, Linh Linh nhìn Hoác Khải rồi nói, chú à, chú đợi cháu đi tìm chú nhé. Được, đến lúc đó chú mời cháu ăn uống thả phanh, Hoác Khải cười nói. Trước kia mỗi lần gặp mặt, Hoác Khải đều dẫn Linh Linh đi ăn uống thỏa thích ở các nhà hàng. Bây giờ cô bé đã trưởng thành và duyên dáng như thế, nhưng thói quen khi xưa vẫn không hề thay đổi. Cháu không muốn đi ăn uống gì hết, cháu muốn chú đi mua sắm với cháu cơ, Linh Linh nói. Không phải cô bé không thích đi ăn các món ngon, mà bởi vì Hoắc Khải dẫn cô đi ăn thì cứ như thể cô bé vẫn còn là một đứa trẻ con vậy. Cô bé không thích cảm giác ấy, đi mua sắm vẫn hay hơn. Cặp đôi nào chẳng tay trong tay đi mua sắm, tự nhiên ai lại đi ăn cơ chứ? Nghĩ đến hình ảnh ấy, gò má của Linh Linh hơi ửng đỏ. Hoắc Khải không để ý tới, anh luôn coi cô nhóc này là cháu gái, sao lại nghĩ lung tung cho được. Thầy à, thầy gửi lời hỏi thăm của em tới cô nhé. Lúc khác em sẽ đi thăm cô sau, Vương Vũ Hành vẫy tay nói. Hoắc Khải cười nói, tôi sẽ chuyển lời cho cậu, lần sau tới nhớ mang mũ bảo hiểm, nếu không thì rất có thể sẽ bị đánh vỡ đầu đấy. Mọi người cười nói rôm rả, chọc ghẹo nhau rồi đưa mắt nhìn Hoắc Khải lên máy bay, đứa nào đang đọc truyện trên web khác làm chó làm chó nhé. Mãi đến khi bóng dáng của Hoắc Khải biến mất trên cửa máy bay, Linh Linh vẫn nhìn theo rất lâu, đứa nào đang đọc truyện trên web khác làm chó làm chó nhé vương vũ hành vỗ vai cô bé cười ha ha nói sốt ruột gì hả đời còn dài mà linh linh xoay người né tránh bàn tay của vương vũ hành rồi trừng mắt nhìn cậu ta nói ai sốt ruột chứ hả còn lâu em mới sốt ruột vương vũ hành cười ha ha không đôi co với cô bé nữa có một số việc nói ngay bây giờ vẫn còn quá sớm chẳng có ý nghĩa gì hết thời gian sẽ chứng minh tất cả lúc chập tối hoác khải rời khỏi sân bay và về nhà họ lý anh còn chưa vào nhà thì đã bị lý thắng bân chặn đường cháu về đúng lúc lắm đi tới phòng họp nào lý thắng bân kéo anh nói tới đó làm gì hoắc khải hỏi còn làm gì được nữa đương nhiên là ban thưởng cho công lao của cháu rồi lý thắng bân nói với vẻ mặt kỳ lạ lần này cháu tỏa sáng lắm rồi nhưng cây cao đón gió cháu cũng phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng có khi công lao lớn quá thì cũng khó ôm vào lòng lắm đọc truyện nhanh nhất tại tamlins247.com. Hoắc Khải không hiểu ông ta đang nói gì, thế nhưng anh cũng chẳng buồn nghĩ, bây giờ anh chỉ muốn đi gặp Ninh Thần thôi, đọc truyện nhanh nhất tại tamlins247.com. Ban thưởng gì gì đó thì liên quan gì tới anh, ngay từ đầu Hoắc Khải đã chẳng muốn mưu cầu lợi ích từ nhà họ Lý rồi. Chỉ có điều anh vừa hất tay Lý Thắng Bân ra và đi được mấy bước thì bà cụ đã xuất hiện. Bà cụ được người khác dìu bước, đứng chắn lối đi của Hoắc khải, vừa cất tiếng nói là bà ta lập tức giăn dậy, tự nhiên đi ra ngoài mà không biết nói một tiếng với người bề trên, đúng là không biết quy củ gì hết. Tôi nhớ lúc trước đã nói với chú Tư rồi mà, bà nói như vậy thì khác gì đang nói chú Tư không phải người bề trên của tôi. Hay là về sau tôi gọi ông ấy là anh Tư, hoặc khải hờ hững nói. Lý Thắng Bân đứng bên cạnh tức muốn xỉ khói đầu, cậu cãi nhau với bà cụ mà kéo tôi vào làm gì. Lại còn anh Tư nữa chứ, Cậu ngứa đòn đến mức nào rồi mới nói ra được từ này. Bà cụ cũng rất bực tức, nhưng nghĩ tới chuyện Hoắc Khải mới hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, cùng với những chuyện cần phải làm sau này, bà ta hít sâu vài hơi rồi nói, "Tôi biết cậu nhanh mồm nhanh miệng rồi. Không đi theo tôi mau lên, vào phòng họp là sẽ có chỗ cho cậu nói." Dứt lời, Tào Hạc Minh dìu bà cụ đi vào phòng họp. Có bà ta ở đây, Hoắc Khải mà từ chối thì cũng không hay. Huống chi bây giờ Lý Thắng Bân đang giận tím mặt vì cái xương hô anh tư, nếu làm quá thì chưa biết chừng lão già này sẽ lao lên cắn anh mất. Hoác Khải lấy điện thoại ra gọi cho Ninh Thần, nói với cô là anh đã về, bây giờ phải tới phòng họp một lát, chẳng mấy chốc sẽ về phòng. Ninh Thần nói không sao cả, bảo anh cứ lo chuyện trong nhà xong xuôi đi rồi nói. Đúng lúc cô cũng đang muốn bàn chuyện công ty với Mục Thế Kiệt. Sau khi tắt máy, Lý Thắng Bân ở bên cạnh nói khẽ, lát nữa những người tới đây toàn là những nhân vật nắm quyền trong gia tộc, bọn họ không dễ tính như chú và bà cụ đâu, ai ai cũng đang lăm le bắt thóp cháu đấy. Đến lúc đó cháu nhớ uốn lưới bảy lần trước khi nói, đừng có phun hết mấy cái thứ bậy bạ bả ra. Nếu không vì chuyện lần này rất quan trọng thì Lý Thắng Bân cũng chẳng thèm nhắc nhở Hoác Khải. Sau khi nghe xong, vẻ mặt của Hoác Khải vẫn rất thờ ơ. Ai trong nhà họ Lý có thái độ thế nào với anh quan trọng lắm sao? có gì mà phải bận tâm. Nếu có thể nói một câu làm tất cả mọi người tức đến mức giải tán cuộc họp thì Hoác Khải còn mừng ấy chứ. Cháu vẫn chưa biết đúng không? Thực ra hôm qua sau khi cháu đàm phán xong xuôi với Chủ tịch Tống, đến buổi chiều chúng ta đã ký hợp đồng xong rồi. Sáng nay bà cụ đã đưa Chủ tịch Tống đi, sau đó tổ chức cuộc họp gia tộc, muốn để cháu chính thức thừa kề cổ phần của chi chính. Thế nhưng mấy chi thứ đã phản đối với lý do cháu là con riêng, còn ở bên ngoài bao năm không về, không biết có trung thành với gia tộc hay không. Bọn họ không cam lòng để cháu thừa kế cổ phần, bây giờ cháu đang là mục tiêu công kích của bọn họ, sơ sảy một chút thôi là rất dễ gây ra rắc rối, Lý Thắng Bân lại nhắc nhở. Có thừa kế được cổ phần của chi chính hay không cũng đồng nghĩa với chuyện sau này con cháu thuộc chi ngành của ông ta có quyền lên tiếng ở nhà họ Lý nữa không? Phải biết rằng, cổ phần mà để mất thì rất khó lấy lại được. Chuyện này quan trọng hơn hợp đồng của Tống Tiên Tiến nhiều, Lý Thắng Bân không muốn quan tâm cũng không được. Cũng chính bởi vì cần nhờ Hoắc Khải thừa kế cổ phần nên ông ta mới nhẫn nhịn như thế. Không cho tôi thừa kế thì tôi không thừa kế là được, chia tay đường ai nấy đi, Hoắc Khải nói. Lý Thắng Bân tức đến mức run rẩy cả người, một người bình thường có nói ra được câu này không hả? Bà cụ đi đằng trước, quát lớn, sao mà lắm lời thế. Lý Thắng Bân không dám nói gì nữa, chỉ ngoan ngoãn đi theo đằng sau bà cụ quay đầu nhìn hoác khải nói tôi không cần biết chuyện cậu không muốn thừa kế cổ phần là thật hay giả nói tóm lại cậu mang dòng máu của nhà họ lý sống là người nhà họ lý chết là ma nhà họ lý đây không phải chuyện của một mình cậu mà liên quan đến lợi ích của hàng ngàn người tôi biết cậu ghét nhà họ lý cảm thấy chúng tôi ích kỷ lạnh lùng vô tình nhưng nếu vì lý do cá nhân mà để mất lợi ích của nhiều người như thế vậy thì cậu khác gì những người mà cậu ghét hoác khải nhìn bà cụ anh trả lời, bà không cần tâm bốc tôi. Lợi ích của gia tộc chẳng liên quan gì đến lợi ích cá nhân hết, cũng không thể cột chung vào nhau. Cố tình làm xáo trộn các khái niệm, từ đó ép người khác làm việc cho các người, đó mới là điều khiến người ta chán ghét. Bà cụ trầm mặc một lát rồi quay đầu đi, giọng nói của bà ta vọng lại từ đằng trước, vậy cậu không định thử trở thành người thay đổi những điều ấy sao? chương 365, cây gậy. Sứt lời, bà ta lập tức đi luôn. Tào Hạc Minh đang dìu bà ta ngây người ra, ngay cả Lý Thắng Bân cũng thế. Chuyện mà Hoác Khải nói ra chính là vấn đề mà người ta không thích nhất trong một gia tộc lớn, cũng chẳng có mấy ai trong gia tộc cảm thấy chuyện này có gì không ổn. Một người vì mọi người, bọn họ đã quen với phong cách làm việc ấy rồi. Chắc hẳn bà cụ cũng là người như thế, ấy vậy mà bây giờ bà ta lại bảo Hoác Khải thử thay đổi điều đó. Câu nói này là thật lòng sao? Hay chỉ là thuận miệng nói ra? Bất kể là thế nào thì cũng khiến người ta vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì cho dù là nói dối thì cũng đồng nghĩa với việc bà cụ chịu nhún nhường trước Hoắc Khải. Bà cụ đã từng được đánh giá là chuyên quyền độc đoán, thế mà lại chịu nhượng bộ trước một người thuộc thế hệ sau, thật sự là khiến người ta ngạc nhiên tột độ. Hoắc Khải không cảm thấy quá mức kinh ngạc, anh chỉ cảm thấy có lẽ mình đã xem thường bà cụ rồi. Không phải bà ta không biết tiến lùi đúng lúc, cũng không phải bà ta cứ khăng khăng không chịu thay đổi thế nhưng đôi khi bị người ta tung hô quá đà, không có đường để hạ mình xuống, muốn thay đổi cũng không được. Nhất định phải xuất hiện một người có tư cách thách thức uy quyền của bà ta thì bà ta mới có thể nương theo đó mà tiến hành thay đổi. Vừa đi vừa nghĩ, chẳng bao lâu sau bọn họ đã tới cửa phòng họp. Trong phòng họp rộng lớn vang lên những tiếng xì xào, vào thời khắc quan trong như thế này, gần như những nhân vật nắm quyền của các chi thứ đều có mặt đầy đủ sự xuất hiện của bà cụ khiến căn phòng yên tĩnh hơn một chút. Nhưng khi nhìn thấy Hoắc Khải, những tiếng bàn tán lại vang lên. Rất nhiều người mới nhìn thấy Hoắc Khải lần đầu, bọn họ đều cảm thấy tò mò về đứa con hoang có thân phận đặc biệt này, và hơn hết còn có cả địch ý. Nếu không có Hoắc Khải, cổ phần của dòng gia chủ sẽ bị các chi thứ chia nhau, sự tồn tại của anh không chỉ làm ảnh hưởng tới lợi ích của hàng ngàn người, mà còn ảnh hưởng tới lợi ích của số người lên đến 6 con số trong nhà họ Lý. Nhiều người như thế này, chỉ tính riêng những ánh mắt đang nhìn chằm chằm kia cũng đủ để khiến một người bình thường sợ mất hồn mất phía rồi. Nếu để ninh thần tới đây thì e là cô còn khó mà thở nổi ấy chứ. Nhưng Hoác Khải thì không như thế, anh tỏ ra rất bình tĩnh, thong dong. Những ánh nhìn và những lời bàn tán của người nhà họ Lý chẳng hề mang tới bất cứ áp lực gì cho anh. Bởi vì anh đã sớm quen với bầu không khí như thế này rồi. Áp lực ở nhà họ Hoác năm đó lớn hơn bây giờ nhiều, anh không những không gục ngã mà còn dần bước lên vị trí cao nhất trong gia tộc đến tận khi không còn một ai dám thách thức quyền uy của anh nữa bà cụ chậm rãi bước tới thẳng tới vị trí trên cùng rồi xoay người lại bà ta không ngồi xuống ngay mà là vẫy tay với hoác khải ra hiệu cho anh tới bên cạnh mình đợi đến khi hoác khải tới trước mặt tào hạc minh mới mang ghế tới đặt ngang hàng với ghế của bà cụ ngồi đi bà cụ nói xong rồi mới ngồi xuống ánh mắt của mọi người đổ dồn vào chiếc ghế ấy. Ở vị trí trên cùng của phòng họp luôn chỉ có một chiếc ghế, tượng trưng cho quyền lực và địa vị tối cao của gia chủ. Vậy mà bây giờ bà cụ lại sai người đặt thêm một chiếc ghế ở bên cạnh, hành động này chứng tỏ điều gì? Cảm giác như nhiếp chính vương thời cổ đại vậy. Nhà họ Lý sắp có hai người nắm quyền rồi sao? Vô số người muốn ngồi vào chiếc ghế ấy, đồng thời cũng có vô số người tăm tia người đang ngồi trên chiếc ghế ấy đây là một cách để thử thách định lực của Hoác Khải. May mà Hoác Khải đã trải nghiệm nhiều cuộc thử thách thế này rồi, anh bình tĩnh bước tới, xoay người ngồi xuống ghế. Bà cụ âm thầm gật đầu, Hoác Khải dám ngồi cạnh bà ta, bất kể là bởi vì anh bạo dạn hay ngốc nghếch thì ít nhất cũng đều chứng minh được rằng anh có thể chịu được áp lực này. Đối với người sắp kế thừa cổ phần của chi chính, khả năng chịu áp lực có liên quan trực tiếp tới kết quả. Ngay khi Hoác Khải vừa ngồi xuống, có người lập tức vỗ bàn đứng lên, nổi giận nói, sắc sược, sao cậu dám ngồi ngang hàng với bà cụ, không biết tôn ti trật tự gì hết, xuống ngay cho tôi. Người vừa lên tiếng là ông cả của chi thứ ba, tên là Lý Chính Thụy. Chi thứ ba có địa vị rất cao ở nhà họ Lý, từ đời ông nội của bọn họ đã nắm giữ hầu hết quyền hành. Tính đến thời nay đã có bao nhân tài xuất hiện, trong số các dự án của nhà họ Lý, chi thứ ba chiếm một phần ba. Vậy nên bọn họ cũng có tiếng nói hơn các chi khác, gần bằng với trí chí chính thuộc dòng gia chủ. Bà cụ liếc nhìn Lý Chính Thụy nhưng không lên tiếng. Lý Thắng Bân đứng bật dậy, trầm giọng nói, Lý Chính Thụy, đây là phòng họp của gia tộc, không phải cái vườn nhà ông, bà cụ còn ở đây, ông quát tháo như thế thì còn ra thể thống gì nữa. Ái trà, phó chủ tịch gia giáng cấp trên quá đi mất, không cho người khác lên tiếng luôn cơ à, một người khác đứng lên. Ông ta là ông ba của chi thứ hai, tên là Lý Tinh Thanh lúc còn nhỏ ông ta thường xuyên đánh nhau với lý thắng bân khi đó dòng gia chủ vẫn chưa suy tàn số người đông đảo lý tinh thanh thường xuyên bị người lớn trách móc vì chuyện này đánh nhau với ai chẳng được sao nhất định phải đánh với người của dòng gia chủ thế chẳng phải là chút khổ vào người sao sau này lớn lên dòng gia chủ dần lụi bại những người có thể thừa kế cổ phần đều qua đời lý tinh thanh là kẻ hẹp hòi tất nhiên ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để gây hấn với lý thắng bân như vậy cứ rảnh đời là ông ta lại gây sự với Lý Thắng Bân. Bây giờ Lý Thắng Bân vừa lên tiếng là ông ta lập tức đứng lên chặn họng. Tôi cảm thấy nhà họ Lý chúng ta đổ sộ thế này thì phải có quy củ. Một thằng con hoang mà cũng được ngồi ngang hàng với bà cụ, vậy là đang nói thằng con hoang này có thân phận cao quý ở dòng chính gia chủ, hay là nói bà cụ? Lý Tinh Thanh không nói hết câu, nhưng không cần nói cũng biết ý của ông ta là gì. Bà cụ để một đứa con hoang ngồi cạnh mình, chẳng phải là đang đặt mình vào địa vị ngang hàng với đứa con hoang ấy sao? Đương nhiên, nói như vậy thật sự rất khó nghe, Lý Tinh Thanh cũng không dám nói ra. Dù thế nào thì bà cụ cũng là người nắm quyền trong gia tộc mà. Ông ta có tài giỏi đến đâu thì bà cụ cũng hoàn toàn có thể dồn ông ta vào chỗ chết. Tất cả mọi người đều hiểu ý của ông ta, không ít người bật cười khúc khích. Lý Thắng bân tái xanh cả mặt, ông ta chỉ vào Lý Tinh Thanh nói, ông nói linh tinh cái gì thế hả? lời như thế mà cũng dám nói ra dám bất kính với bà cụ ông muốn chết hay sao ơ ờ, hay tôi bất kính với bà cụ bao giờ tôi chỉ đang hỏi một thằng con hoang có tư cách gì để ngồi ngang hàng với bà cụ thôi mà lý tinh thanh nói ông lý thắng bân còn muốn nói gì nữa nhưng đột nhiên ông ta nghe thấy tiếng cây gậy giáng xuống đất ông ta im bặt đi xoay người hất mặt sang một bên cùng lúc đó bà cụ đưa cây gậy của mình cho hóc khải nói đi hay tôi đánh nó ba gậy để cho nó khôn ra. Gậy của bà cụ chẳng khác nào thượng phương bảo kiếm thời cổ đại, nhìn thấy kiếm cũng như nhìn thấy hoàng thượng. Bà ta bảo Hoắc Khải cầm gậy đánh người, nói theo ý tốt thì là để Hoắc Khải lập uy, nhưng xét theo chiều hướng xấu thì lại là đẩy Hoắc Khải vào một tình thế bế tắc hơn. Nếu đánh thật, sau này chắc chắn chi thứ sẽ coi anh là cái gai trong mắt, hận không thể ăn thịt, nóc xương, uống máu anh. Ngay cả Lý Thắng Bân cũng cảm thấy không ổn. Ông ta mấp máy bờ môi, muốn khuyên ngăn nhưng bà cụ lại liếc mắt nhìn ông ta, nét cảnh cáo trong mắt khiến Lý Thắng bân rụt cổ lại, không dám nói gì cả. Hoác Khải vẫn nhận lấy gậy. Anh đứng lên nhìn bà cụ, hỏi đánh thật hả? Đương nhiên rồi, bà cụ nói. Hoác Khải ồ lên một tiếng, cầm gậy đi về phía Lý Tinh Thanh. Đằng sau Lý Tinh Thanh là con cái của ông ta. Một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi hơn Hoác Khải đứng phát dậy, gần giọng quát lớn, mày dám. Lý Tinh Thanh xua tay, ý bảo hắn ta ngồi xuống, sau đó trợn mắt nhìn Hoắc Khải nói, để nó đánh. Tôi cũng muốn xem thử thằng con hoang này có tài cán gì. Hoắc Khải đi tới trước mặt ông ta, nghe thấy câu này, anh bèn nói tôi cũng không có tài cán gì cho cam, nhưng ông thì ngược lại đấy, trông có vẻ như ông rất muốn ăn đòn thì phải. Thằng Danh, mày lặp lại lần nữa xem nào, có tin là tao sẽ xé toang miệng mày ra không hả? Mẹ kiếp, một thằng con hoang mà cũng ngang tàng như thế, đánh nó. Mấy người trẻ tuổi gào ầm lên, định tiến lên đánh Hoắc Khải. Cái đám hỗn hào, đứa nào dám đánh thử xem, bà cụ bỗng quát lớn tiếng. Vẻ mặt của bà ta chỉ toàn sự phẫn nộ, trên mái đầu bạc trắng có vài sợi tóc bay phất phơ, đủ để thấy bà ta đang kích động đến mức nào. Hy vọng của bà cụ vẫn đủ dùng, bà ta cất tiếng mắng là không ai dám đứng ra nữa. Đánh cho tôi, bà cụ hô lên với Hoắc Khải. Hoắc Khải giơ cây gậy lên, nói với Lý Tinh Thanh, ông cũng nghe thấy rồi đấy, chính bà cụ đã bảo tôi đánh. Cậu dám đánh tôi thử xem." Lý Tinh Thanh lạnh lùng nhìn anh. Ông cả của chi thứ hai là Lý Hưng Thịnh cũng tiếp lời, "Ông ấy phải chịu mấy gậy thì cậu sẽ phải nhận lại gấp trăm lần đấy, đừng tưởng rằng bà cụ có thể bảo vệ được cậu." Gần như tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hoắc Khải, chờ đợi hành động tiếp theo của anh. Chỉ một cây gậy thôi, nhưng đã dồn hoác khải vào tình thế nước sôi lửa bỏng. chương 366, ba câu hỏi. Đánh ông thì ông sẽ trả thù tôi, còn không đánh ông thì bà nội sẽ bất mãn với tôi. Hoác khải nâng cái gậy lên và nói, nếu làm sao cũng phải tội thì việc gì phải đi đắc tội với người không thể đắc tội chứ. Cậu dám, cậu nghĩ cậu là cái thá gì hả, cậu thử đánh xem nào. Mấy người đàn ông trung niên đều đồng loạt đứng dậy, phẫn nộ nhìn qua. Bọn họ đều là người có quyền cao chức trọng và có địa vị không hề thấp ở nhà họ Lý. Đám người đứng dậy khiến sắc mặt của Lý Thắng Bân cũng biến đổi. Ông ta tuy là phó chủ tịch hội đồng quản trị của nhà họ Lý nhưng nói đến quyền lực thì cũng không bằng mấy người kia được. Chức vụ là chức vụ, quyền lực là quyền lực, không phải lúc nào hai cái này cũng đi đôi với nhau. Nhất là khi nhìn vào cái gậy trong tay Hoắc Khải, Lý Thắng Bân bắt đầu thấy hoảng hốt. Ông ta thật sự không hiểu bà cụ đang nghĩ cái gì nữa đang yên đang lành tự nhiên lại bắt tên nhóc này ra mặt làm gì. Nếu thật sự đánh họ thì sau này sao mà sống? Nếu không đánh thì chi chính chẳng phải sẽ thành trò cười hay sao? Tiên thoái lưỡng nan, đây đâu phải phong cách của bà cụ. Đánh thì vẫn phải đánh, nhưng tôi muốn hỏi ông ba câu. Nếu ông trả lời được thì tôi sẽ thay ông chịu ba cái đánh đó. Nếu không thì ông phải chịu đòn nhé, Hoắc Khải nói. Lý Tinh Thanh cười khẩy đáp, sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu, cậu nghĩ cậu là ai? Giờ trong mắt ông đương nhiên tôi chẳng là cái gì, nhưng cây gậy này lại đại diện cho bà nội đấy, ông cũng không coi bà ra gì à, Hoắc Khải nói. Lý Tinh Thanh thay đổi sắc mặt, ông ta nào dám nhận cái tội này chứ, bà cụ còn đang ngồi đó nhìn kìa, ông ta mà nói vậy thật thì kết cục cũng sẽ chẳng ra làm sao đâu. Hoắc Khải nói tiếp, hay là ông cũng không dám đối đáp một câu với một đứa cháu như tôi nếu ông không có gan như vậy thì bỏ đi, chỉ cần ông thừa nhận là bậc con cháu, tôi sẽ thay ông chịu mấy đòn cũng được. Phép khích tướng cũ dích, đúng là ấu trĩ, Lý Tinh Thanh tỏ vẻ khinh thường rồi đáp, nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Được, Hoác Khải gật đầu hỏi, câu đầu tiên, bà cụ muốn đánh ông, có được không? Lý Tinh Thanh xứng lại, ông ta còn tưởng là Hoác Khải hỏi câu gì ghê gớm lắm cơ. Ai ngờ lại là kiểu này bà cụ vẫn luôn nhìn sang hướng đó, ánh mắt âm trầm kia làm cho Lý Tinh Thanh giật thoát mình. Ông ta vội vàng đáp, đương nhiên là được. Ông ta vừa nói xong, cây gậy trong tay hoác khải cũng được vung xuống, đánh thật mạnh vào vai của Lý Tinh Thanh. Lý Tinh Thanh kêu lên đau đơn, mấy người bên cạnh cũng giật mình giận dữ, chỉ vào hoác khải mà mắng, làm phản đấy à. Mấy người thanh niên cũng sắn tay áo bước lên, có người còn nắm lấy cổ áo của hoác khải, bộ dáng như muốn đánh nhau đến nơi lúc này bà cụ đập bàn đứng dậy tuy bà ta không nói gì nhưng động tác đó đã khiến đám người kia không dám làm loạn nữa đến cả lý tinh thanh cũng cắn răng nói không được động vào cậu ta để cậu ta hỏi tiếp để xem cậu ta còn hỏi được câu nào lý tinh thanh biết bản thân đã quá sơ ý nên mới bị đánh như vậy hoác khải đánh ông ta là vì chính miệng ông ta đã thừa nhận chịu đòn của bà cụ nếu ông ta phản kích thì khác nào phủ định những lời mình vừa nói chứ ông ta vừa sượng mặt, bà cụ vừa không tha cho ông ta. Bởi vậy nên ông ta bắt buộc phải chịu cái đánh này. Nhưng về sau, Lý Tinh Thanh sẽ không dễ dàng sập bẫy nữa đâu. Hoắc Khải cầm cái gậy, nhìn người đang đang nắm cổ áo mình. Anh không biết đây là con cái nhà ai, chỉ hỏi anh định cứ thế này hả? Nhóc con, đừng có kênh kiệu quá, sớm muộn gì mày cũng bị xử thôi, người thanh niên kia hằn học nói rồi mới thả Hoắc Khải ra. Hoắc Khải không buồn sửa lại cổ áo mà nhìn Lý Tinh Thanh và nói, "Chủ tịch Tống Tiên Tiến của công xưởng Giang Nam đã đồng ý ký kết hợp đồng với tôi." Nói chính xác là đã chính thức ký xong, tin rằng nhiều người cũng đã biết chuyện này rồi nhỉ? "Biết rồi thì làm sao?" Lý Tinh Thanh cười khẩy, "Cậu nghĩ chuyện này thì chứng minh được cái gì? Chủ tịch Tống vốn đã có hứng thú với nhà họ Lý chúng ta rồi, ai đi mà chẳng chốt được chứ, chẳng qua là cậu ăn may thôi." "Thế à?" Hoắc Khải nói nhưng tôi nói ra chuyện này không phải để nhận công mà tôi cũng không cho rằng bất kỳ ai đi cũng sẽ hoàn thành được việc này đâu. Trên thực tế, tôi muốn nói với mọi người rằng, sở dĩ ông Tống chịu ký kết hợp đồng với tôi là vì tôi đã nói dối ông ta. Sao cơ? Có người kinh ngạc kêu lên, cũng có người đập bàn đứng dậy, chỉ vào hoác khải và phẫn nộ nói cậu làm ăn kiểu gì đấy hả? Sao cậu lại dám lừa người ta chứ? Nhớ sau này chủ tịch Tống biết rồi tìm đến làm phiền chúng ta thì làm sao bây giờ? đúng là vớ vẩn, tôi đã nói rồi mà, miệng còn hôi sữa thì sao làm được việc gì. Bà nội không nên cho cái loại này đi làm mấy việc trọng đại mới phải, thế này khác nào đem phiền toái đến cho chúng ta. Đám người nghị luận ầm ầm, đến cả Lý Thắng Bân cũng thấy bất an. Nếu là lúc khác thì có lẽ ông ta cũng sẽ nói mấy câu tương tự với đám người kia, nhưng bây giờ thì ông ta không nói thế được. Vì hiện giờ Hoắc Khải đang đại diện cho chi chính, nếu ông ta lên tiếng thì khác nào ăn cây táo rào cây sung. Đối mặt với cái nhìn thù địch và bàn tán của đám người, Hoắc Khải không hề hoảng loạn. Anh nói tiếp, thật ra chủ tịch Tống hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với nhà họ Lý. Chẳng qua là ông ta nể mặt gia tộc mà thôi. Các người đừng có cho thế là đáng kiêu ngạo, còn lời nói dối mà tôi dùng để khiến ông ta ký hợp đồng với chúng ta cũng rất đơn giản. Chủ tịch Tống cho rằng nhà họ Lý không có chí tiến thủ, không có lợi ích gì. Nếu hợp tác với gia tộc như này thì chỉ mệt thân mà thôi. Tôi nói với ông ta rằng nhà họ Lý đang tìm cách thay đổi. Chỉ cần có một phần một ngàn người chịu đi tìm hiểu xu thế tương lai thì chúng ta có thể có được hàng trăm chuyên gia rồi. Nếu kết hợp với danh tiếng của nhà họ Lý thì rất dễ thành công. Chủ tịch Tống tin những lời này nên mới đồng ý ký hợp đồng. Ông ta đang cược rằng nhà họ Lý vẫn còn tương lai, người nhà họ Lý vẫn muốn thay đổi. Lời này của Hoác Khải khiến tiếng nghị luận ngày một nhỏ lại. Tất cả mọi người đều đang nhìn anh, nghe xong những lời anh nói, Cảm xúc của bọn họ cũng khác nhau. Có người đang suy tư, có người đang phẫn nộ, có người thì mơ hồ. Nói thật, tôi biết nếu muốn nhà họ Lý thay đổi thì không có nhiều khả năng. Các người là một đám ếch ngồi đáy giếng, chẳng hiểu nổi thế giới bên ngoài rộng lớn cỡ nào. Tôi lừa chủ tịch Tống để làm cho vụ đầu tư này của ông ta thua lỗ đủ đường, Hoắc Khải nói xong, nhìn Lý Tinh Thanh và hỏi, "Nên tôi muốn hỏi ông rằng, ông thấy tôi có đang nói dối không?" Lý Tinh Thanh bị hỏi đến cứng họng ông ta không biết nên trả lời Hoắc Khải thế nào. Những lời phê phán của người ngoài về nhà họ Lý không chỉ có ngày một ngày hai, bọn họ đã nghe đến phát chán rồi. Đúng như những gì Hoắc Khải nói, người nhà họ Lý không muốn thay đổi, không muốn tiến bộ mà chỉ muốn ăn trực nằm chờ. Bọn trọ cho rằng vì sản nghiệp nhà mình lớn nên có đủ khả năng để hoang phí. Không phải không có ai nhìn thấy được chuyện này, mà là những người nhìn thấu thì không thể thay đổi được. Lý Tinh Thanh nói thế nào được? nếu ông ta thừa nhận Hoác Khải nói dối thì tức là đang mắng cả nhà họ Lý. Nhưng nếu ông ta nói không thì nhà họ Lý phải thay đổi. Thay đổi thế nào? Ai sẽ đi đầu trong việc thay đổi? Đây không phải chuyện nhỏ, nó có khi còn quan trọng hơn cả tranh quyền thừa kế nữa kia. Lý Tinh Thanh chỉ là một trong các chi phụ, còn không thể đại diện cho chi của mình thì làm sao có thể đại diện cho lợi ích của các chi khác chứ? Ông ta không thể trả lời, cũng không dám trả lời. Ông trả lời không được thì là muốn ăn thêm một đòn nữa phải không?" Hoắc Khải hỏi. Lý Tinh Thanh cắn răng, gật đầu coi như thừa nhận. So với việc trả lời câu hỏi bẫy này thì chẳng thà ăn đánh còn hơn, ít nhất bị đánh chỉ đau một lúc chứ không ảnh hưởng nhiều. Hoắc Khải cũng không khách khí mà vung thẳng gậy xuống, khiến Lý Tinh Thanh đau đến mức cắn suýt thì gãy răng. Đám người xung quanh nhìn Hoắc Khải và Lý Tinh Thanh, không ai dám giơ tay giúp đỡ như vừa nãy nữa bọn họ đều biết thừa câu hỏi thứ hai ẩn chứa một lưỡi dao. Kẻ nào ra mặt thì kẻ đó sẽ phải trả lời thay Lý Tinh Thanh. Lý Tinh Thanh không dám thì có mấy ai dám trả lời? Đòn thứ hai đánh nhẹ hơn đòn thứ nhất nhiều. Sau đó, Hoắc Khải lại nói, "Giờ là câu hỏi thứ ba. Nếu đem vị trí gia chủ cho ông thì ông nghĩ ông có ngồi vững được không?" Câu hỏi thứ ba không quá phức tạp, rất đơn giản, nhưng lại giống câu thứ hai, không thể nào trả lời được chương 367, lựa chọn Lý Tinh Thanh còn nói sao được nữa. Nếu nói bản thân có thể thì tức là phải chống lại tất cả mọi người ở đây. Có ai mà không muốn làm gia chủ? Lý Tinh Thanh là cái thá gì, có tư cách ngồi vào vị trí gia chủ không? Nếu nói không thể thì khác nào thừa nhận với tất cả mọi người là bản thân không đủ năng lực. Lý Tinh Thanh nhìn hoắc khải, trong mắt toàn là lửa giận. Cái thằng khốn này hỏi câu nào cũng là bẫy, khiến người ta trả lời cũng không được mà không trả lời cũng không xong. Nếu không trả lời được thì chịu nốt đòn thứ ba nhé, Hoác Khải nói. Sắc mặt Lý Tinh Thanh đã tái nhật rồi, ông ta dứt khoát nhắm mắt lại, không nói tiếng nào. Hoác Khải cũng không nói nhiều mà vạng thẳng xuống, đánh vào vai trái của Lý Tinh Thanh. Vai trái bị đánh hai lần liên tiếp, lần sau đau hơn lần trước. Lý Tinh Thanh cắn chặt răng, thở ra hít vào, không nói ra được nửa lời cái bẫy răng ngay trước mặt, lên tiếng chính là tự đi vào chỗ chết. Không chừng bà cụ còn đang chờ ông ta mở miệng để mượn cơ hội xử lý đấy. Rõ ràng là bị đánh nhưng lại không thể trả đúa, cũng không nói trả được cái gì. Đây là lần đầu tiên Lý Tinh Thanh phải kìm nén như vậy. Ông ta hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao chỉ sau 8 năm không gặp, một đứa con hoang lại có thể gài bẫy người khác dễ dàng như vậy được. Là do bà cụ dạy sao? Thực ra bà cụ cũng đang rất kinh ngạc. Bà ta đưa gậy cho Hoắc Khải, bảo anh đánh Lý Tinh Thanh ba cái, nói dễ nghe thì là đang kiểm tra anh, nói khó nghe thì là kiếm thêm kẻ địch cho anh. Chỉ khi có nhiều kẻ địch thì Hoắc Khải mới biết sợ, mới biết dựa dẫm vào sức mạnh của gia tộc để được bảo vệ. Nhưng bây giờ Hoắc Khải dùng sự thông minh của mình để cho bà ta một đáp án khác biệt. Đánh cũng đã đánh rồi, nhưng lại chẳng có thêm kẻ địch nào. Bởi vì ba câu hỏi của Hoắc Khải, dù đứng trên lập trường đạo lý hay của gia tộc đi nữa, nhất là câu thứ ba thì đều ném rắc rối cho bà cụ mỗi một lời mà lý tinh thanh nói mỗi một việc mà lý tinh thanh làm sẽ đều dẫn vào người bà ta khi đó sẽ không còn là hoác khải bất kính với bề trên nữa mà là lý tinh thanh muốn cướp quyền lực của gia tộc cho dù ông ta không trả lời thì đứng ở một góc độ khác điều này cũng khiến chi phụ mất mặt đám người này bất mãn với lý tinh thanh thì sẽ không quan tâm đến hoác khải nữa bà ta đưa gậy cho hoác khải chỉ là ý nghĩ nhất thời nhưng phản ứng của anh lại vô cùng oanh liệt dùng ba câu hỏi để đánh cho lý tinh thanh ba gậy mà vẫn bình yên vô sự bà cụ nhìn hoác khải đột nhiên cảm thấy nếu anh không phải là con hoang thì có lẽ suy nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu bà ta một lần bà ta cho là mình sẽ nhanh chóng quên đi suy nghĩ này nhưng sau đó bà ta phát hiện ý nghĩ này chẳng dễ quên như vậy ngược lại càng nghĩ nhiều trong lòng bà ta lại cảm thấy nuối tiếc. Tại sao cậu ta lại chỉ là một đứa con hoang mà không phải là con rồng chính chứ? Sau khi đánh xong, Hoác Khải cũng không nhìn Lý Tinh Thanh nữa mà quay lại đi về phía bà cụ, trả gậy cho bà ta rồi ngồi xuống. Bà cụ cầm lấy cái gậy, liếc Hoắc Khải đang cực kỳ bình tĩnh rồi nhìn Lý Tinh Thanh và hỏi, ba cái đánh này, anh có phục không? Lý Thanh Tinh bị hỏi vậy, suýt thì thổ huyết, Tôi đã nhục thế này rồi mà bà còn hỏi tôi là có phục hay không, muốn ép chết tôi hay gì. Lại thêm một câu không thể trả lời nữa làm Lý Tinh Thanh khó chịu vô cùng. Cũng may người của Chi Phụ vẫn khá là đoàn kết, ít nhất là vào lúc đối mặt với Chi Chính. Lý Chính Thụy Trầm giọng nói, không nói đến mấy chuyện linh tinh này nữa. Nhưng cái thằng con hoang này bình thường đã rất láo với bậc bề trên rồi. Lúc chưa nắm quyền mà đã như vậy thì đến lúc có quyền lực thật sẽ thế nào đây? chẳng phải rồi nó sẽ coi trời bằng vung hay sao? Bà cụ nhìn Lý Chính Thụy và đáp, anh biết được nó muốn làm gì à? Tôi cũng đang muốn hỏi anh đây, ban nãy nó bảo nó nói dối chủ tịch Tống. Thế anh có nghĩ đây là lời nói dối không? Lý Chính Thụy sững sốt, sau đó thì ngậm miệng không dám nói nữa. Nếu hỏi bất kỳ người nào của nhà họ Lý câu này thì sẽ đều là một cái bẫy lớn, chẳng ai trả lời được. Nếu nhận là nói dối thì tức là thừa nhận cả nhà họ Lý đều là ếch ngồi đáy giếng. Nếu bảo là nói thật thì cả nhà họ Lý sẽ phải thay đổi. Ít nhất là sẽ xóa sạch tội danh cho Hóc Khải. Khi đó, công lao ký hợp đồng với nhà máy Giang Nam sẽ thật sự là của Hóc Khải rồi. Lý Chính Thụy không nói thì người khác cũng không nói. Nhưng ông ta im lặng không có nghĩa là bà cụ sẽ không thể làm được việc gì khác. Nếu tất cả mọi người đều không nói thì bà cụ lại lên tiếng, tôi cho rằng nó nói không sai nhà họ lý cần phải thay đổi cứ ngồi ăn trực nằm chờ thì sẽ có ngày mất hết thôi cho nên tôi định để cho lý phong thừa kế cổ phần của chi chính đồng thời nhận chức giám đốc phòng kế hoạch của tập đoàn lý thị phụ trách tiến hành cải cách việc phát triển kinh doanh sau này của công ty không thể được không thể nào nó chỉ là một thằng con hoang sao có thể thừa kế cổ phần chi chính được chứ người ngoài mà nghe được thì sẽ cười chúng ta mất bà ơi bà hãy nghĩ lại đi ạ chúng cháu kiên quyết phản đối đã lâu lắm rồi nó không về nhà đã không được tính là người nhà họ Lý nữa rồi đám người kích động phản đối liên tục chẳng cần những người có quyền lực như Lý Chính Thụy hay Lý Tinh Thanh lên tiếng trước đám con cháu nhỏ hơn đã cướp lời rồi mà bọn họ chỉ cần ngồi yên xem kịch là được Lý Tinh Thanh liếc khoác khải âm thầm cười khẩy mày đánh tao ba cái hôm nay mà để cho mày thừa cái cổ phần thì tao đây sẽ đập đầu chết tươi cho mày xem Buổi sáng cũng đã xảy ra chuyện tương tự thế này rồi. Khi ấy, bà cụ còn tức giận nói đám người này lo chuyện bao đồng, chi chính chọn ai thừa kế thì liên quan gì đến bọn họ mà lắm mồm xen vào. Nhưng đám người Lý Chính Thụy lấy lý do nghĩ cho nhà họ Lý, nói quyền thừa kế cổ phần của chi chính cũng là của cả nhà họ Lý. Nếu như xảy ra tổn thất thì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của cả gia tộc, nên phải thật cẩn trọng. Mà bây giờ chuyện này lại tiếp diễn, nhưng bà cụ nhìn có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều đến cả Lý Chính Thụy cũng cảm thấy lạ, sao bà cụ lại không tức giận. Khoảng 5 phút sau, bà cụ ho khan một tiếng, Lý Thắng Bân hiểu ý, đứng dậy nói, trật tự hết đi, bà nội có điều muốn nói đây. Lúc này tiếng bàn tán mới dần dần lắng xuống, bà cụ nhìn quanh rồi nói, xem ra các anh chị đều phản đối chuyện này đúng không. Lý Chính Thụy đứng dậy, cung kính đáp, thưa bác, không phải chúng cháu muốn phản đối, mà là chuyện này có ảnh hưởng quá lớn, lý phong tuy là ứng cử viên hợp lệ cho việc thừa kế cổ phần nhưng dù sao cậu ta cũng đã rời khỏi gia tộc rất lâu lại còn là một đứa con hoang về tình về lý về công về tư thì nghi ngờ chuyện này là lẽ đương nhiên nhỡ mà cổ phiếu của chi chính bị tổn thất thì cả nhà họ lý sẽ phải gánh chịu cùng đó ạ à? nói rất đúng bà cụ nhìn ông ta và hỏi thế thì anh nói cho tôi xem phải làm thế nào thì thằng phong mới được thừa kế cổ phần nó phải chứng minh cái gì để các anh tin đây chuyện này lý chính thụy nghĩ một lúc rồi đáp e là phải tính kế lâu dài tính kế lâu dài sợ là các anh chị muốn chờ đến lúc tôi chết rồi đòi chia tài sản thì có bà cụ đập gậy thật mạnh xuống đất phát ra những âm thanh khó chịu tất cả mọi người đều không lên tiếng nữa bọn họ biết bà cụ đang rất tức giận nhưng tức giận thì làm được gì chứ bọn họ là con cháu nhà họ lý có quyền chất vấn với người thừa kế cổ phần bà cụ dù có quyền lực cỡ nào thì cũng không thể ép người ta đồng ý trong chuyện này được. Phải biết rằng, mặc dù nhà họ Lý là xí nghiệp kiểu gia tộc nhưng có một phần đã bị công ty hóa, nhất là cổ phần. Chi chính nắm giữ gần 30% cổ phần, là cổ đông lớn nhất của nhà họ Lý. Nhưng chi phụ và cổ đông khác cộng lại thì cũng chiếm hơn 40%. Muốn thừa kế cổ phần thì phải thông qua sự đồng ý của tất cả hội đồng quản trị, mà chi phụ chiếm nhiều cổ phần hơn nên hoàn toàn có thể ngăn cản chuyện này xảy ra một cách hợp pháp. Nếu không, việc gì Lý Thắng Bân phải lôi hoắc khải về chứ? Bà cụ nói một lời, giao quyền thừa kế cho ai đó trong chi chính là được rồi. Mỗi một việc trong gia tộc lớn, nhìn thì có vẻ dễ đấy nhưng sẽ có vô số thứ phiền phức tìm đến. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của đám người Bà cụ tỏ ra không vui, nếu các anh chị đều không đồng ý cho thằng Phong thừa kế cổ phần thì chức vụ giám đốc phòng quản trị chiến lược sẽ là của nó. Sau này, nó muốn làm gì thì tất cả đều phải nghe theo. Ai không muốn làm hả? Cứ thử xem. Chương 368: Từ chối. Không thể nào, nó chỉ là một thằng con hoang. Lý Tinh Thanh vừa đứng dậy định nói thì bà cụ đã quét mắt qua, thế này không được, thế kia cũng chẳng xong. Anh coi tôi đã chết rồi đấy à? một là cho nó thừa kế cổ phần, hai là cho nó làm kế hoạch, các anh chỉ tự chọn đi. Cả đám người cứng họng, bọn họ không phải kẻ ngu, biết thừa là bà cụ đang đào hố sẵn để chờ bọn họ nhảy vào. Chuyện thừa kế cổ phần không phải là mục đích chính của bà ta. Nói cách khác, bà ta biết thừa việc cho Lý Phong thừa kế lúc này là không thể, sẽ phải chịu sự ngăn cản. Cho nên bà ta lấy lùi làm tiến, dùng cổ phần đổi lấy vị trí giám đốc phòng kế hoạch. Nói thật, giám đốc phòng kế hoạch nghe thì oai đấy nhưng chẳng là cái gì trong mắt mọi người cả. Giám đốc tại công ty tập đoàn Lý Thị có đến mười mấy người. Có quyền nhất thì cũng chỉ là những người liên quan đến vận hành thị trường. Còn những người khác, từ phòng nhân sự cho đến hành chính thì cũng chỉ là loại tôm tép. Với doanh nghiệp gia đình thì tiền là số một, những cái khác không quan trọng. Lý Tinh Thanh, Lý Chính Thụy và những người khác nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt. Một lúc sau, Lý Chính Thụy đứng dậy nói: "Thưa bác, thật ra cháu nghĩ cái phòng kế hoạch này không quá quan trọng. Trong tập đoàn chúng ta không phải là không có phòng kiểu này đâu, việc gì phải?" Tôi nói rồi, chọn một trong hai, bà cụ híp mắt nhìn ông ta và nói bằng giọng điệu uy hiếp: "Đừng quên tôi là gia chủ của nhà họ Lý, có một cơ hội đưa ra quyết định. Cơ hội này tôi chưa từng sử dụng, nhưng đến lúc cần thiết thì tôi sẽ dùng đấy." Lý Chính Thụy lập tức câm như hến. Nhà họ Lý cho gia chủ một số đặc quyền nhất định. Trong đó quyền lực lớn nhất là được một lần tự quyết định. Bất kể cả nhà nghĩ gì thì miễn là còn cơ hội, sẽ không ai có thể phản đối. Đây là tổ huấn của nhà họ Lý, nhưng phần lớn gia chủ đều sẽ không chủ động dùng cái quyền này. Bởi vì một khi sử dụng, người đó sẽ bị mất đi con át chủ bài của bản thân và không còn thủ đoạn uy hiếp nào nữa. Vì vậy bà cụ trước nay đều rất trân trọng đặc quyền này, không đến mức cần thì bà ta sẽ không dùng. Nếu bị ép thì chưa chắc bà ta sẽ dùng. Vì quyền lực của chi chính là để dành cho người thừa kế của bản thân bà ta. Đám người Lý Chính Thụy rất hiểu, mặc dù trước khi chết, bà cụ nhất định sẽ dùng đặc quyền, nhưng kéo dài được ngày nào thì có lợi ngày ấy. Hiện giờ chưa có ai thừa kế cổ phần, theo quy tắc của gia tộc thì ngoài chi chính ra, chi phụ cũng sẽ nhận được một phần lợi ích. Có thể trì hoãn bà ta thêm một ngày thì tội gì không làm. Sau khi nghĩ thông rồi thì cũng không khó để lựa chọn nữa đám người nhỏ giọng bàn luận thì lý chính thụy đại diện nói đã vậy thì chúng cháu đồng ý cho lý phong đảm nhiệm chức vụ giám đốc phòng kế hoạch nhưng sẽ không được có quá nhiều đặc quyền và không được làm phiền đến việc kinh doanh của chúng cháu tôi không quan tâm cho thằng phong nó tự làm bà cụ nói vậy là tốt nhất lý chính thụy gật đầu ngồi xuống chỉ cần bà cụ không ra tay thì đừng nói một cái chức giám đốc phòng kế hoạch có lên vị trí phó chủ tịch của lý thắng bân cũng được nữa là đằng nào cũng vẫn phải nể mặt bọn họ thôi. Quyền lực nhiều khi chỉ là mặt ngoài, quan trọng vẫn là phải nghe theo người có thực lực. Nếu không sao bà cụ có thể ở đây nói làm nhảm với cả đám người này vì chuyện quyền thừa kế gia chủ chứ. Lúc này, Hoác Khải đột nhiên nói, khoan đã, tôi làm gì nói là sẽ tiếp nhận chức vụ này nhỉ. Đám người đồng loạt quay sang, nhiều người còn mang theo cả sự khinh bỉ. Một đứa con hoang mà thôi, cho cái chức giám đốc là đã tốt lắm rồi mà còn mưu đồ cái gì. Không muốn làm mà vẫn muốn ăn à, mơ đi. Nhưng người chi phụ đều không nói mà im lặng nhìn bà cụ với Hoắc Khải, chờ diễn biến tiếp theo. Bất kể mọi chuyện có thế nào thì cũng là chuyện tốt với bọn họ, bởi vì phản ứng của Hoắc Khải như là đang đối đầu với bà cụ. Bà cụ dùng cổ phiếu để đổi lấy cho hắn ta một chức vụ giám đốc mà hắn ta lại không chịu. Đến Lý Thắng Bân còn có chút tức giận, chỉ vào Hoác Khải và nói cậu có biết điều không vậy hả? Hoác Khải không trả lời Lý Thắng Bân, bà cụ giơ tay lên ý bảo Lý Thắng Bân đừng nói nữa. Bà ta nhìn Hoác Khải và nói cậu đã từng nói với tôi là nhà họ Lý cần thay đổi. Bây giờ tôi cho cậu cơ hội để thay đổi tất cả thì cậu lại không chịu. Tôi nói nhà họ Lý cần thay đổi đó là sự thật, nhưng tôi không nói bản thân mình sẽ đi làm việc này. Với tôi, làm việc này sẽ đắc tội rất nhiều người. Không nói đến cái khác, chỉ với ba gậy vừa rồi thôi chẳng lẽ không có ai muốn đánh tôi một trận hay sao e là tất cả đều muốn đấy hoác khải bình tĩnh nói với giọng điệu thản nhiên quan trọng nhất là tại sao tôi phải thay đổi nhà họ lý từ đầu đến cuối tôi còn chẳng coi bản thân là người nhà họ lý cơ mà mấy cái quyền thừa kế cổ phần hay danh vọng mà các người nói chẳng đáng một xu với tôi láo tét lý tinh thanh đập bàn đứng dậy lại quên mất nơi đó ông ta vừa mới bị đánh xong đau đến mức cắn chặt cả răng càng đau ông ta càng tức. Ông ta chỉ hoắc khải và nói, cậu nghĩ cậu là ai mà bày đặt nói là nhà họ lý lại không đáng để cậu xem trọng thế, cậu là cái quái gì hả? Cho thể diện mà lại không chịu nể mặt. Phí công bà cụ còn tìm mọi cách cho nó lên làm giám đốc phòng kế hoạch mà. Đám người không ngừng chê cười, bảo bọn họ là đang giúp bà cụ dạy dỗ hoắc khải, không bằng nói là bọn họ đang bơm đều, tiện thể nói bà cụ không có mắt nhìn người. Giúp đỡ cái loại như này cơ à, chi chính đúng là sắp tàn rồi bà cụ nhìn hoác khải đang bình tĩnh ngồi đó bà ta biết rằng người này không phải đang giả vờ mà là đang thật sự không quan tâm đến nhà họ lý nhưng bà ta không hiểu sao một đứa con hoang lại có tự tin như thế cho dù nhà họ lý có rơi từ vị trí nghìn tỷ xuống vị trí không nổi chục tỷ thì họ vẫn từng là nhà họ lý số một tây bắc có hàng đống người muốn kéo gần quan hệ với nhà họ lý thế mà hoác khải lại khinh bỉ như vậy cậu sợ bà cụ hỏi chắc thế tôi không sợ phiền nhưng sợ những cái phiền phức không đáng có người thông minh nên biết tránh xa rắc rối nhà họ lý với tôi là một rắc rối khoác khải nói to gan thật dám hạ thấp gia tộc như vậy tôi thật sự muốn lôi nó ra ngoài rồi đánh nó một trận đấy lý tinh thanh phẫn nộ gầm lên bà cụ không ừ hử gì một lúc sau bà ta mới đứng dậy nói với tào hạc minh đỡ tôi về phòng vâng tào hạc minh gật đầu lão ta liếc nhìn hoắc khải, trong lòng cười khẩy. Một thằng cha không biết điều thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Bà cụ được tào hạc minh đỡ, chậm chậm rời đi. Bà ta đi thì hoắc khải cũng không thích ở lại lâu, cũng liền rời khỏi đó. Còn Lý Thắng Bân thì thức đến cả người phát run, hận không thể đạp cho hoắc khải ngã lăn ra đất rồi đánh cho anh một trận tơi bời. Nhưng trước mặt nhiều người chi phụ như vậy, ông ta không thể làm thế. Nếu không sẽ khiến chi chính mất mặt bà cụ chưa dạy dỗ hoác khải cũng là vì lý do này có tức đến mấy thì cũng phải làm một cách kín đáo đóng cửa lại rồi nói chứ không thể để chi phụ cười vào mặt được nhưng bọn họ không nói không có nghĩa là mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó đám người chi phụ ai nấy đều cười cợt thậm chí không ít người đã bật cười thành tiếng chi chính đúng là làm trò hề thật gọi một đứa con hoang ra để thừa kế cổ phần cuối cùng đứa con hoang này còn không chịu đúng là cười chết Tiếng cười của bọn họ to đến mức tòa nhà bên cạnh cũng nghe thấy. Bà cũng nghe được, Lý Thắng Bân cũng nghe được, Hoác Khải cũng thế. Nhưng người nghe thấy tiếng cười thì lại có suy nghĩ khác nhau. Hoác Khải về phòng, vừa mở cửa ra đã thấy Ninh Thần đang ngồi trước máy tính lạch cạch đánh máy. Anh bước qua, nhẹ nhàng ấn vào hai vai của Ninh Thần và hỏi, em mệt chưa? Cũng bình thường ạ, à, sao anh về nhanh thế? Chẳng phải anh bảo đi bàn chuyện hay sao, Ninh Thần ngừng lại công việc xoay đầu hỏi. Không có gì quan trọng bằng việc về gặp em hết, Hoắc Khải đáp. Chương 369, đi hay không thì tùy. Ninh Thần mỉm cười, vỗ vào tay anh, nói, bây giờ anh nói năng càng ngày càng ngọt. Anh học ở đâu đấy, Ngọc Lâm dạy anh à? Cậu ta vẫn đang độc thân thì sao có đủ tư cách để dạy anh yêu vợ thế nào, Hoắc Khải nói. Câu nói này đừng để mẹ em nghe thấy, nếu không bà lại tức lên mắng người đấy, Ninh Thần nói. Năm nay, Ninh Ngọc Lâm đã 26 tuổi mà còn chưa có bạn gái chính thức chứ đừng nói đến chuyện kết hôn. Chuyện này vẫn luôn là nỗi lo của Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai. Con trai nhà người ta bây giờ đều đã làm bố rồi, còn con trai nhà họ còn chưa biết cây cải thảo là cây gì. Mỗi lần nói đến chuyện này, Đặng Tuấn Mai sẽ véo tai Ninh Ngọc Lâm, mắng cậu ta đến mức tối tăm mặt mũi. Ninh Ngọc Lâm cũng biết nỗi lòng của bố mẹ. Cho nên nếu không có chuyện gì quan trọng cần về nhà thì cũng sẽ không về, để tránh bị dụ cưới. Mà Đặng Tuấn Mai gần đây đã bắt đầu chuẩn bị xếp đặt cho cậu ta xem mắt. Bản thân cậu ta đã không làm được thì đừng trách bố mẹ lo chuyện bao đồng. Còn bao lâu nữa thì em làm xong?" Hoắc Khải hỏi. "Em vừa cùng tổng quản lý Mục Bàn Bạc xong việc hợp tác với đơn vị chuyển phát nhanh, nhân đây nói với anh luôn. Chúng ta chuẩn bị liên kết với kinh doanh đường sắt để thúc đẩy việc bán đồ ăn giảm cân trên tàu." Vốn dĩ em cảm thấy kế hoạch này có chút mạo hiểm, dù trên tàu có nhiều người nhưng rất khó xác định thị trường. Nhớ không được yêu thích thì sẽ là một cú đánh vào tính tích cực của công ty. Ý tưởng này cũng khả thi đấy, nhưng anh đề nghị các em nên nghiên cứu thời gian tàu chạy, tìm tàu chạy đường dài, tốt nhất có liên quan đến du lịch. Tuy rằng thời gian đi cả lộ trình bằng tàu cao tốc đã được rút ngắn đi nhiều nhưng để đi quãng đường dài thì cũng rất mất thời gian hơn nữa người đi du lịch đa phần sẽ chú ý đến những thứ liên quan đến sức khỏe vì thế có lẽ sẽ thích sản phẩm của em khoác khải nói em cũng nghĩ như vậy em đang bảo mấy người tư tư làm báo cáo thời gian biểu và bản đồ đường đi ninh thần nói nhưng làm sao để cung cấp đồ ăn nước uống làm sao để an toàn tỷ suất lợi nhuận bao nhiêu còn cần làm chi tiết hơn nữa có lẽ một thời gian nữa mới chính thức phân phối không sao chúng ta còn thời gian để làm Dần dần sẽ tốt thôi, Hoắc Khải nói. Giọng nói dịu dàng của anh cổ vũ cho Ninh Thần, vì lần này chính cô chủ động đề ra phương án phát triển thị trường. Kế hoạch của công ty trước đây đều do Hoắc Khải làm là chính. Từ việc hợp tác với đơn vị chuyển phát nhanh đến thúc đẩy phát triển đồ ăn kiêng, đều là Hoắc Khải và Mục Thế Kiệt làm. Tuy cô có tham gia vào cuộc đàm phán với công ty chuyển phát nhanh nhưng đa phần chỉ có thể coi là chân chạy việc lần này lợi dụng tàu hỏa để đẩy mạnh doanh số của đồ ăn kiêng trong lòng ninh thần cứ thấp thỏm không yên hầu như lúc nào cô cũng có thể nghĩ đến khả năng thất bại nhưng bây giờ sự cổ vũ của hoác khải khiến cô an tâm hơn rất nhiều chỉ cần chồng cô không phản đối thì cô cảm thấy có thể làm được nếu không có chuyện gì đặc biệt thì thu dọn một chút tối nay chúng ta về nhà hoác khải nói hả gấp như thế sao ninh thần kinh ngạc hỏi bây giờ đang là buổi tối nếu trở về nhà thì trời cũng sáng rồi ngồi ngơ ngẩn ở đây quá lãng phí thời gian không bằng trở về làm việc có ý nghĩa hoác khải nói tuy ninh thần không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô có thể đoán được là nhất định liên quan đến chuyện chồng cô vừa nói đi ra ngoài bàn việc người nhà họ lý lại khiến anh tức giận sao nhà họ lý trong mắt ninh thần thật sự giống như kiểu nhân vật lớn không thể đắc tội hơn nữa đây lại là quê nhà của chồng cô tất cả họ hàng đều ở đây nhưng nếu những người họ hàng này luôn khiến anh tức giận vậy thì cô cũng không vui chút nào. Bản thân cô chịu ấm ức một chút thì không sao, cùng lắm khóc mấy lần là xong, nhưng mấy người dựa vào đâu mà bắt nạt người đàn ông của tôi. Ninh thần gật đầu, nói, vậy em thu dọn chỗ tài liệu này đã, khoảng 10 phút thì xong. Được, anh đi đặt vẽ, hoác khải nói. Hai người ai nấy làm việc của mình, khoảng 5 phút sau thì có người gõ cửa. Ninh thần vừa đứng dậy thì bị hoác khải ngăn lại, nói em cứ làm đi, anh ra mở cửa. Đi đến mở cửa ra, Hoác Khải nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Tào Hạc Minh. Dáng vẻ này của lão ta khiến Hoác Khải cảm thấy không thoải mái. Có chuyện gì thì cứ nói, sao còn phải tỏ ra cái vẻ hả hê lộ liễu như vậy nữa chứ? Không hiểu rốt cuộc bà cụ nghĩ thế nào mà lại cho một người không giấu nổi cảm xúc riêng làm quản gia, như thế cũng mất mặt quá. Bà cụ bảo cậu đến phòng của bà ấy, Tào Hạc Minh nói không có thời gian chúng tôi phải đi luôn bây giờ hoác khải nói ông quay về nói với bà cụ có chuyện gì đợi dịp khác lại nói tiếp đi tào hạc minh cười lạnh nói lý phong cậu không nên cho rằng mình họ lý thì thật sự có chỗ đứng ở cái nhà này người mà bà cụ muốn gặp có là hoàng thượng cũng không thể từ chối cậu cảm thấy nếu không đi thì có thể bước ra khỏi căn phòng này sao hoác khải cũng không nói nhiều ngay lập tức đạp một bước ra đứng bên ngoài cửa nói tôi đi ra ngoài rồi làm sao tào hạc minh xứng người sau đó mới có phản ứng đây là hoác khải đang cố ý làm nhục lão ta lão ta tức giận đùng đùng nói cậu đừng láo có bản lĩnh thì láo trước mặt bà cụ xem tôi không láo với ai cả nhưng còn ông một quản gia có tư cách gì mà kêu gào lên với tôi coi như thân phận của tôi là một đứa con hoang ít nhất cũng là một thành viên nhà họ lý còn ông nói dễ nghe thì là quản gia Nói khó nghe thì là người làm thuê cho nhà họ Lý. Chỉ là một người làm thuê mà nói chuyện với chủ nhà không biết trên dưới như thế. Chỉ có bà cụ có thể dung túng cho ông, may mà tôi cũng không có quyền lực gì, nếu không, ông cho rằng mình còn ăn cơm nhà họ Lý được mấy ngày nữa. Sự chế giễu của Hoắc Khải khiến vẻ tức giận lẫn xấu hổ trên khuôn mặt lão ta càng rõ ràng. Bình thường, lão ta hận nhất ai nói lão ta chỉ là người làm thuê cho nhà họ Lý. Bản thân lão ta là quản gia một đứa làm thuê có thể so với lão ta sao? Bây giờ Hoác Khải lại nói ra những lời đó khiến Tào Hạc Minh chỉ muốn tát cho anh một phát. Nhưng đánh người thì không tốt, huống hồ đây còn là người nhà họ Lý, bà cụ có thiên vị lão ta thế nào thì chuyện này truyền ra bên ngoài cũng sẽ có rất nhiều người nói là do lão ta sai. Đè nén sự tức giận trong lòng, Tào Hạc Minh nói cậu đi hay không thì tùy. Nói xong, Tào Hạc Minh liền quay người rời đi. Hoác Khải chẳng thèm quan tâm đến lão ta chỉ một quản gia nho nhỏ thì có gì mà ghê gớm. Anh quay lại đóng cửa phòng, đặt vé máy bay xong xuôi rồi đợi Ninh Thần thu dọn tài liệu. Nhưng tài liệu mà Ninh Thần sửa soạn hai ngày nay khá nhiều, sắp đặt, phân loại, để riêng từng tập cũng tốn không ít thời gian. Đợi cô làm xong thì cũng mất khoảng 25 phút. Còn kịp không anh, em nghe nói những chuyến bay trong nước không bay sáng sớm, Ninh Thần lo lắng hỏi. Cũng không phải tất cả các chuyến đều không bay, nếu thời tiết cho phép thì còn một số ít chuyến vẫn khởi hành, Hoắc Khải nói. Trước đây có vài lần xảy ra tai nạn hàng không đều là những chuyến bay đêm. Cân nhắc đến an toàn chuyến bay, trạng thái sức khỏe và thời gian nghỉ ngơi của tiếp viên, hơn nữa những chuyến bay đêm cũng rất ít hành khách, chi phí vận hành tăng lên và các nguyên nhân khác mà các chuyến bay vào sáng sớm bị ngừng bay cũng là chuyện rất bình thường. May mà phía Tây Bắc là địa phận trung chuyển quan trọng ở trong nước có rất nhiều chuyến bay trong và ngoài nước đều khởi hành và hạ cánh ở đây. cho dù là sáng sớm thì cũng có không ít chuyến bay vẫn tiếp tục vận hành. chuyến bay mà Hoắc Khải đã đặt vẫn chưa cất cánh. nếu Ninh Thần có chậm chế một tiếng thì cũng vẫn kịp chuyến. vài phút sau, hai người dọn dẹp xong đồ đạc, nhấc hành lý chuẩn bị rời khỏi. vừa mở cửa, Hoắc Khải và Ninh Thần đã nhìn thấy bà cụ được tàu Hạc Minh diều đang đứng ở ngoài cửa. nhìn thấy bà cụ, trong lòng Ninh Thần rất căng thẳng bất giác lùi về phía sau không chỉ vì bà cụ là người nắm quyền của nhà họ lý mà còn vì bà ta là bà nội của chồng mình muốn đi sao bà cụ liếc thấy hành lý trong tay hoác khải đang kéo vâng tôi đã đặt vé máy bay hoác khải trả lời bà cụ nhìn chằm chằm anh vài giây sau đó nói tôi có vài lời muốn nói với cậu bà nói đi tôi đang nghe đây hoác khải nói bà cụ liếc mắt nhìn ninh thần hoác khải nói ngay cô ấy là vợ tôi chuyện gì cũng có thể nghe tôi cũng không giấu cô ấy hoác khải nói như vậy là tôn trọng ninh thần nhưng ninh thần tự biết có một số lời bà cụ không muốn cô nghe nên liền chủ động nói hai người nói chuyện trước đi em nhớ ra còn mấy bộ quần áo vẫn để trong tủ quần áo em đi tìm đã nói xong ninh thần quay lại phòng ngủ nhưng hoác khải lại kéo tay cô nói không cần trốn tránh gì cả anh có thể nghe thì em cũng thế nếu có người không muốn em nghe anh cũng không nghe trong lòng Ninh Thần rất cảm động, nhưng tình cảnh trước mắt khiến cô rất khó xử. Chương 370, án mạng. Nhất là khi bà cụ mở miệng nói, "Nếu tôi là cậu thì sẽ hy vọng cô ấy về phòng ngủ tìm quần áo, một số lời nói trước mặt sẽ có chút khó nghe." Đã là lời nói khó nghe thì không cần nói nữa, Hoắc Khải không khoan nhượng nói, "Anh biết bà cụ không thích Ninh Thần, ghét bỏ gia đình cô không tốt, muốn anh ly hôn với Ninh Thần." sau đó lấy một thiên kim tiểu thư nhà giàu theo sắp xếp của bà ta chưa nói đến chuyện anh không có tình cảm với cô công chúa nhà giàu kia đến cả họ gì tên gì cũng không biết mà coi như biết thì làm sao cứ quen biết thì phải lấy cô ta sao vậy đời anh phải lấy bao nhiêu vợ cho đủ vẫn nói câu đó hoác khải không hề kỳ vọng gì đối với nhà họ lý nên đương nhiên sẽ không sợ bà cụ nhưng tính cách của ninh thần từ trước đến nay vẫn là người không thích chuyện rắc rối lại càng không muốn vì sự tồn tại của mình mà tạo nên quá nhiều trở ngại cho chồng. Cô lại đẩy tay Hoắc Khải, nói anh đừng nói với bà như thế, phải lễ phép chứ. Hai người cứ nói chuyện trước, em hơi khát nên đi uống cốc nước. Nói xong, Ninh Thần quay lại gian phòng. Bà cụ nhìn bóng lưng của cô, nói tuy xuất thân không tốt nhưng ít ra cũng biết biết nặng biết nhẹ, về điểm này còn tốt hơn cả cậu. Hoắc Khải nhìn thẳng bà ta, tỏ vẻ không vui nói, đã không hài lòng về tôi thì có thể đừng cản tôi nữa không? Nếu là người khác dùng giọng điệu như thế để nói chuyện thì bà cụ đã sớm bảo Tào Hạc Minh đánh người rồi, nhưng bây giờ bà cụ không làm như thế. Bà ta khoát khoát tay, tỏ ý bảo Tào Hạc Minh rời đi trước, sau đó nói với Hoác Khải, thật ra nhìn cậu rất giống bố của cậu, rất bướng bỉnh cũng rất có cá tính, giống tổ tiên nhà họ lý chúng ta. Ngại quá, tính cách như thế là do tôi tự bồi dưỡng thành, không giống ai, cũng không có quan hệ gì với nhà họ Lý, Hoắc Khải không nể nang nói. Thân thể của anh là của Lý Phong nhưng linh hồn lại thuộc về nhà họ Hoắc. Nếu nói giống thì cũng phải giống nhà họ Hoắc chứ liên quan gì đến nhà họ Lý. Bà cụ này nhận vơ hay thật. Bà cụ cũng không chút để tâm thái độ của Hoắc Khải, hoặc là nói trước khi đến bà ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Bà cụ lấy từ trong túi một đồ vật, giơ tay đưa cho Hoắc Khải, nói, nếu cậu giữ lại, Tôi sẽ đồng ý điều tra lại từ đầu nguyên nhân cái chết của bố cậu. Thứ bà cụ đưa tới là một đầu đạn, bên trên còn có vài vết sẫm màu thời gian, nhìn có chút giống vết máu. Nếu linh hồn của Lý Phong còn tồn tại thì đầu đạn này chắc chắn sẽ khiến anh ta chấn động cực lớn. Năm đó, bố của Lý Phong, Lý Trấn Quốc là một tài năng đứng đầu nhà họ Lý, cũng là người có khả năng tiếp nhận vị trí chủ nhà của dòng chính. Nhưng nhiều năm trước, Lý Trấn Quốc bị mưu sát mà chết oan uổng hung thủ rất chuyên nghiệp, không lưu lại bất kỳ manh mối nào, chỉ lưu lại trên người Lý Trấn Quốc đầu đạn này. Một phát súng chết người, cái chết của Lý Trấn Quốc trở thành đả kích cực lớn đối với nhà họ Lý. Cho dù là bà cụ hay những người khác của dòng chính đều cảm thấy hoang mang lo sợ, vô cùng lúng túng. Tuy Lý Phong là đứa con hoang nhưng cái chết của bố vẫn khiến anh ta phẫn nộ. Anh ta tìm bà cụ, yêu cầu phải điều tra hung thủ, nhưng vì lý do nào đó, bà cụ lại không làm vậy nói chính xác hơn là sau khi điều tra được manh mối thì dừng lại không tra tiếp nữa. Lý Phong không biết nguyên nhân, cũng không tài nào hiểu được, cho nên tức giận đi uống rượu ở bên ngoài thì mới có chuyện bị cơ hương ngưng đẩy ngã, bị thương đến mức mất đi ký ức. Sau nhiều năm, bà cụ vẫn giữ lại đầu đạn chứng tỏ trong lòng bà ta không hề thờ ơ với chuyện này mà vẫn luôn mang lòng thù hận. Bây giờ, bà ta lại biến sự thù hận đó thành một quân cờ thương thuyết, muốn đổi lấy sự giúp đỡ của Hoác Khải phải làm đến như thế với một đứa con hoang, chính bà cụ cũng tự cảm thấy khó tin. Ngày Hoác Khải trở về, bà ta cực kỳ coi thường đứa con hoang này, nhưng biểu hiện của anh trong hai ngày nay đã khiến cho bà ta quá kinh ngạc, trong lòng như cảm thấy có chút hy vọng lóe sáng ở cuối đường hầm. Thậm chí, có những lúc bà ta còn bất giác nghĩ, có lẽ tương lai của nhà họ Lý có thể đặt lên vai đứa con hoang này. Nhưng bà ta không biết, đầu đạn này là một đoạn ký ức không tồn tại đối với Hoác Khải. Lý Trấn Quốc là bố của Lý Phong chứ không phải là bố của Hoắc Khải. Tại sao ông ta lại chết, bị ai giết không có quan hệ gì với Hoắc Khải, việc gì phải vì chuyện này mà khiến bản thân anh phải lún chân vào vũng bùn nhà họ Lý. Có thể vì rời đi quá lâu rồi nên tôi đã không còn hứng thú với chuyện này nữa. Bà muốn điều tra thì điều tra, mà không muốn điều tra thì thôi, Hoắc Khải nói. Bà cụ xứng người, bà ta vốn cho rằng đầu đạn này chính là lá bùa giữ người lại, nhưng không ngờ thằng nhãi này lại vô tình như thế cậu không muốn biết bố ruột của cậu tại sao lại chết sao bà cụ hỏi không muốn hoác khải nói chuyện đã qua quá lâu rồi biết hay không có ý nghĩa gì chứ lẽ nào sống một đời mang thù hận hay sao nếu bà muốn nói với tôi chuyện này vậy thì nói xong rồi nhỉ chúng tôi có thể đi được rồi chứ sắc mặt bà cụ tỏ vẻ vô cùng tức giận nói cậu có lương tâm không đó là bố của cậu mà cậu lại thờ ơ với cái chết của bố như thế nếu cần điều tra đến cùng cái chết của ông để chứng minh tôi có lương tâm hay không. Vậy thì cứ coi như tôi không có lương tâm đi, Hoác Khải nói. Bây giờ, việc anh muốn làm nhất là nhanh chóng rời khỏi nhà họ Lý, chẳng thèm mất thêm thời gian ở đây. Bà cụ nhìn chằm chằm anh, một lát sau, sự tức giận trên khuôn mặt cũng nhạt dần mà thay vào đó là sự chán nản, nói tôi biết cậu đang giận dỗi, vì năm đó tôi không cho người điều tra tiếp. Trong lòng cậu vẫn luôn tức giận, nhưng chuyện này tôi có thể giải thích. Bà hiểu lầm rồi, tôi thật sự không cảm thấy có vấn đề gì, chứ không phải tôi tức giận chuyện bà không tiếp tục điều tra, Hoắc Khải nói. Thật sao? Bà cụ thở dài, nói có tức giận về chuyện năm đó hay không thì trong lòng cậu là rõ nhất. Nhưng có một số chuyện, tôi phải nói cho cậu biết. Năm đó không điều tra đến cùng không phải vì không điều tra ra chân tướng mà là vì sự thật quá đáng sợ, rất có thể khiến nhà họ Lý chúng ta rơi vào khủng hoảng không thể nào chống đỡ. Tôi nói rồi, những chuyện đó không liên quan đến tôi, Hoắc Khải quay vào trong phòng gọi lớn, Ninh Thần, đi về nhà thôi em. Ninh Thần đang đứng trong phòng, cô nhìn ra ngoài cũng không đi ra ngay. Đúng lúc này, giọng nói của bà cụ lại vang lên nói với Hoắc Khải, bây giờ tôi có thể nói rõ ràng cho cậu biết. Theo manh mối mà năm đó chúng ta điều tra được, người giết bố cậu rất có thể là người của nhà họ Hoắc. Nếu bà cụ nói cái khác, coi như là chuyện kinh thiên động địa thì Hoắc Khải cũng chẳng thèm nghe nhưng từ khóa nhà họ hoắc lại khiến anh sững người anh quay đầu nhìn bà cụ hỏi bà nói ai nhà họ hoắc chính là nhà họ hoắc xếp hàng trên trong các doanh nghiệp gia đình vẻ mặt bà cụ như đang nhớ lại những chuyện năm đó nói năm đó là thời kỳ hưng thịnh của nhà chúng ta gần như có thể sánh ngang nhà họ hoắc nhưng vài năm sau nhà họ hoắc phát triển ngày càng rực rỡ dưới sự dẫn dắt của ngôi sao hy vọng kia tiến lên vị trí ba doanh nghiệp dẫn đầu mà chúng ta tại Tây Bắc lại không giữ được địa vị của mình. Lời nói của bà cụ, Hoắc Khải cũng không nghe nhiều, nhưng anh nghe rõ nhất chính là hai chữ, họ Hoắc. Trong suy nghĩ của Hoắc Khải, căn bản chưa từng nghĩ đến nhà họ Lý lại phát sinh quan hệ gì với nhà họ Hoắc. Năm đó là thời kỳ hưng thịnh của nhà họ Lý, đúng là có tư cách đứng ngang hàng với nhà họ Hoắc nhưng đó là chuyện của 10 năm trước. Bây giờ thì giữa hai nhà đã có sự cách biệt quá lớn, không còn cùng một đẳng cấp điều quan trọng nhất là bà cụ nói bố của lý phong lý trấn quốc có thể đã bị người nhà họ hoắc giết hại đối với hoắc khải mà nói đây là một tin tức không thể chấp nhận bởi vì trong ký ức của anh nhà họ hoắc tuy không hoàn toàn tuân theo pháp luật nhưng ít nhất cũng sẽ không gây ra chuyện phạm pháp nghiêm trọng như phóng hỏa giết người những quy định trong dòng họ vẫn còn đó hơn nữa còn có một đội kiểm tra đặc biệt một khi gây ra chuyện quá đáng thì rất có thể sẽ bị từ mặt không có mấy người nhà họ hoắc lại dám liều mạng làm loạn như vậy bà chắc chắn hoắc khải nghiêm nghị hỏi không chắc chắn nhưng coi như không phải là nhà họ hoắc cũng nhất định là có liên quan rất lớn với nhà họ hoắc bà cụ lắc đầu nói năm đó chúng ta chỉ điều tra được đến manh mối nhà họ hoắc thì không tra tiếp nữa bố cậu lúc đó cũng tài giỏi như ngôi sao hy vọng nhà họ hoắc bây giờ có rất nhiều người muốn nó phải chết cậu muốn tôi chắc chắn nói hung thủ là nhà họ hoắc thì tôi không thể trả lời được Chương 371: Bằng chứng. Hoắc Khải im lặng trong giây lát, tuy bà cũng không khẳng định nhà họ Hoắc là kẻ giết người, nhưng bà ta chắc chắn nhà họ Hoắc nhất định có liên quan đến vụ án mạng đó. Điều này cho thấy manh mối tìm được hồi đó hẳn là rất bất lợi đối với nhà họ Hoắc. Mặc dù hiện tại anh đang mang gương mặt của Lý Phong, nhưng Hoắc Khải vẫn coi mình là người nhà họ Hoắc và mục đích cuối cùng của anh cũng chính là giành lại quyền kiểm soát nhà họ Hoắc. Đã có ý như thế, nên khi biết vụ án mạng này lại liên quan đến nhà họ hoắc thì làm sao anh có thể thờ ơ cho được suy nghĩ về điều này hoắc khải nói tôi muốn xem bằng chứng bà cụ nhìn anh nhận ra rằng anh đã bị dao động chỉ là bà ta không hiểu vừa rồi anh còn tỏ vẻ thờ ơ như khi nhắc tới nhà họ hoắc thì đột nhiên lại trở nên kích động thế muốn xem chứng cứ thì ở lại tôi sẽ dùng toàn bộ thực lực của nhà họ lý để giúp cậu điều tra nhưng với điều kiện là cậu phải chứng minh được năng lực của mình, bà cụ nói: "Đừng mong dùng chuyện này để uy hiếp tôi, chứng cứ nằm trong tay nhà họ Lý, kể ra cũng rất thuận lợi. Muốn kiểm tra cái gì, tôi đều có thể tự mình làm. Muốn dùng chuyện này để uy hiếp tôi, e rằng bà sẽ phải thất vọng." Hoắc Khải nói: "Cậu có thể coi những lời tôi nói như một lời uy hiếp, nhưng tại sao cậu không thể hiểu nó chỉ như là một sự mong đợi của một bà già đối với cháu nội của mình?" Bà cụ hỏi hoác khải sướng người. Sau đó, anh nhìn thấy rõ ràng gương mặt của bà cụ đã không còn tỏ ra mạnh mẽ như trước đây. Lúc này, bà ta trông hốc hác và mệt mỏi, chẳng khác gì một bà già bình thường với mái tóc bạc trắng. Nói đúng ra thì cuộc đời bà cụ này cũng đủ đáng thương rồi. Có được mấy người con trai, người thì đã chết, kẻ lại đang ốm đau. Bây giờ ngoại trừ một mình Lý Thắng Bân thì không ai có thể đứng dậy. Còn hàng cháu, hiện cũng chỉ có hai người còn sống một là đứa cháu chưa tròn 5 tuổi, hai là đứa cháu ngoài giá thú. Là người nắm quyền trong một đại gia đình, sống đến tận thời điểm này, quả thật cũng có chút đáng buồn. Hoắc Khải là người không thích người khác uy hiếp, nhưng cũng rất dễ mềm lòng. Càng đe dọa anh thì anh càng không thèm để ý đến, nhưng khi bà cụ xuất hiện trước mặt anh như một người già tội nghiệp, anh lại không nỡ tiếp tục thở ơ. Mà điều quan trọng nhất chính là, những gì anh vừa nói cũng là sự thật. Việc lấy chứng cứ từ nhà họ Lý sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, nếu có họ Lý bao che, dù cho có muốn tự mình tìm ra sự thật thì cũng sẽ có lá chắn cho bản thân. Bất kể anh có tra đến nhà họ Hoắc hay là bất kỳ người nào khác, thì mọi người đều sẽ chỉ nghĩ đến bà cụ là nhân vật đứng đằng sau việc điều tra này. Mặc dù dùng bà cụ làm lá chắn cũng có hơi trái đạo lý, nhưng chỉ có thể nói rằng trong chuyện này cả hai bên đều sẽ có được những thứ mà mình cần. Nghĩ đến điều này, Hoắc Khai nói, tôi không thể ở lại nhà họ Lý. Tôi có công việc kinh doanh riêng của mình, nhưng tôi có thể hứa với bà tôi sẽ làm giám đốc bộ phận hoạch định chiến lược cho nhà họ Lý, tận lực vì nhà họ Lý làm việc. Tuy nhiên, bà phải cung cấp cho tôi tất cả bằng chứng, bao gồm cả kế hoạch của cuộc điều tra tiếp theo và bà phải cố gắng hết sức để tìm ra sự thật. Ngay cả khi việc đó thật sự do nhà họ hốt làm, tôi phải biết đó là ai. Vừa nghe câu đầu tiên thì nét mặt của bà cụ đã tràn đầy thất vọng nhưng sau lại mỉm cười. Không có ai trong nhà họ Lý để bà có thể yên tâm tin tưởng mà dựa vào, chỉ có đứa con ngoài giá thú này dường như còn có chút năng lực. Nhất là khi Hoắc Khải ở trong phòng họp nói ra lời nói kia, không chỉ Lý Tinh Thanh trả lời không được, mà chính bà cụ cũng trả lời không được. Các thành viên của nhà họ Lý hiện chỉ đang tập trung vào việc tranh cãi vì lợi ích cá nhân, chẳng ai là người thật sự cân nhắc cho lợi ích của cả gia tộc. Muốn thay đổi thì không chỉ cần bắt đầu từ bên trong mà còn cần phải có ngoại lực tác động vào. Bà cụ là người sẵn sàng thay đổi, nhưng quan niệm của bà luôn trung thành với việc không thể tin tưởng người ngoài gia tộc. Mặc dù Lý Phong là đứa con ngoài giá thú, nhưng ít nhất anh ta cũng mang họ Lý. Được rồi, tôi sẽ cho cậu chứng cứ, giúp cậu truy tìm, bà cụ vỗ tay, Tào Hạc Minh liền bước tới đưa ra một USB. Đây là tất cả những dữ liệu tìm được trong quá khứ, cậu có thể xem trước, bà cụ nói. Hoắc Khải lấy USB rồi suy nghĩ một chút, anh quay người bước vào trong, nói với Ninh Thần, anh còn có việc phải làm ở đây vài ngày, ngày mai em cứ về nhà trước, mấy ngày nữa thì anh sẽ về. "Ừm, um, anh cứ lo việc của anh, em ở bên này cũng không có vấn đề gì hết." Ninh Thần nói nhanh. Mặc dù cô không nghe thấy Hoắc Khải nói những gì với bà cụ trong phòng, nhưng xét trên biểu hiện của bọn họ, đó chắc hẳn là một điều rất quan trọng. Vì đó là một vấn đề quan trọng, thân là một người vợ cô không thể làm phiền anh thêm. Sau đó Hoác Khải quay lại nói vài câu với bà cụ. Cũng chỉ là mấy câu bàn về việc ngày mai anh có thể chính thức nhậm chức giám đốc phòng kế hoạch, mà hôm nay bà cụ đi qua đây cốt yếu cũng chỉ muốn nghe được mấy câu này. Bây giờ đã đạt được mục đích rồi thì cũng không còn gì để nói nữa. Khi đến thì nặng nề, nhưng khi đi thì thong thả. Nhìn bà cụ rời đi, Hoác Khải cầm USB bước tới máy tính, rồi nhét USB vào, ninh thần nói em hơi mệt thôi em đi ngủ trước đi anh cũng sớm nghỉ ngơi nhé hoác khải sao lại không hiểu ninh thần chính là không muốn để cho mình lúng túng cô sợ sẽ vô tình nhìn thấy cái gì đó không nên thấy liên quan tới chuyện này hoác khải cũng không muốn ép buộc cô rốt cuộc thì đây là chuyện liên quan đến danh tiếng của nhà họ hoác càng ít người biết càng tốt khi ninh thần trở lại phòng ngủ hoác khải mở usb từ máy tính có rất nhiều thứ trong đó bao gồm văn bản video ảnh chụp hầu hết các bức ảnh được chụp tại chỗ khi lý trấn quốc chết và một số bức khác không biết được chụp ở đâu có hai người trong số này mà hoác khải có thể nhận ra trong nháy mắt một là người chú thứ ba của anh tên hoác tích nguyên người còn lại cũng là người nhà họ hoác hoác tương chi người đã từng là phó giám đốc tại công ty anh hoác khải rất quen thuộc với hai người này đánh giá thông tin trên usb các thành viên nhà họ Lý đã cho rằng cả Hoắc Tích Nguyên và Hoắc Tương Chi đều là kẻ thù không đội trời chung với Lý Trấn Quốc. Hơn nữa nhà họ Lý cũng truy ra rằng, vào thời gian một tuần trước khi Lý Trấn Quốc gặp nạn, Hoắc Tích Nguyên đã thông qua Hoắc Tương Chi chuyển một khoản tiền đến một tài khoản ở nước ngoài. Số tiền này không được báo cáo trong các khoản thu chi của công ty nhà họ Hoắc nên cũng không ai biết rốt cuộc nó đã được chuyển đi đâu. Nhưng vào ngày thứ sáu sau cái chết của Lý Trấn Quốc, hoắc tích nguyên đã bị chụp lại khi cùng với hoắc tương chi tiếp xúc với một người lạ theo điều tra người lạ này không liên quan gì đến việc làm ăn của nhà họ hoắc cũng không nằm trong mạng lưới quan hệ của hoắc tích nguyên và hoắc tương chi hơn nữa đôi bên mới chỉ liên lạc một lần và kể từ thời điểm đó người lạ này không hề xuất hiện nữa ngoài ra còn có rất nhiều các manh mối lớn nhỏ khác mặc dù không có bằng chứng quá rõ ràng hay thuyết phục để chứng minh rằng vấn đề này có liên quan đến nhà họ hoắc hoặc thậm chí gọi là có liên quan thì đây cũng có thể coi như một hướng suy đoán. Nhưng Hoắc Khải rất nhạy bén nhận ra được, mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy. Nếu anh nhớ không lầm thì Hoắc Tương Chi là một người họ hàng xa được lựa chọn đặc biệt từ bên ngoài vào để chính thức nắm quyền. Ông ta và người chú thứ ba của anh là Hoắc Tích Nguyên đáng lẽ ra chẳng có liên hệ gì với nhau mới đúng. Suy cho cùng, đối với một gia tộc lớn như nhà họ Hoắc, muốn trở thành gia chủ Trước tiên phải đảm bảo rằng những người xung quanh không liên quan gì đến những nhân vật quyền lực khác. Bằng không, nếu như không cẩn thận giữ một gián điệp ở bên mình, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng hay sao? Nhưng bây giờ nghĩ lại, mới thấy hình như là bản thân anh đã tự tin quá, cứ nghĩ tìm được một người thân ở xa giúp việc cho mình là được. Thông tin trong USB được thu thập từ 10 năm trước, lúc đó hoặc Tích Nguyên và Hawk Tương Chi có quen biết nhau, nhưng lại giấu kín. Hoắc Khải không biết người đã liên lạc với Hoắc Tích Nguyên và Hoắc Tương Chi, điều duy nhất anh có thể nhận ra là ánh mắt của người kia rất phẳng lặng. Ánh mắt đó không thể hiện sự an tâm vì có vị thế ngang bằng, cũng không thể hiện sự táo bạo của kẻ to gan lớn mật, mà đơn giản chỉ thể hiện ra sự tàn nhẫn và lạnh lùng. Đôi mắt đó chắc chắn sẽ không xuất hiện trên gương mặt của người bình thường. Cái gọi là chân tướng của rất nhiều chuyện trên đời đều phải thông qua các loại dấu vết liên hệ với nhau mới có thể suy đoán ra sau khi đọc thông tin trong USB, Hoắc Khải cũng hiểu được lý do tại sao bà cụ lại cho rằng nhà họ Hoắc là kẻ sát nhân. Từ quan điểm xem xét trên các dữ liệu này, khả năng đó thật sự có thể xảy ra. Hơn nữa, khả năng xảy ra còn rất cao. Mà cứ coi như việc năm đó Hoắc Tích Nguyên cùng Hoắc Tương Chi tiếp xúc với người lạ kia không có liên quan đến việc sát hại Lý Trấn Quốc, thì rõ ràng hai người này năm đó cũng chẳng làm chuyện gì tốt đẹp. Chắc chắn bọn họ không tìm đến một người có ánh mắt tàn nhẫn vô tình như vậy chỉ để sai bảo người đó đi chợ mua rau. Dường như còn rất nhiều bí mật của nhà họ Hóc mà anh chưa biết. Điều này làm cho sắc mặt của Hóc Khải xa sầm, trong lòng lại có chút nặng nề. Khi sống lại, anh đã luôn cho rằng chỉ do bản thân mình bất cẩn nên kẻ gian được dịp lợi dụng. Bây giờ xem ra, không phải là do anh bất cẩn, mà căn bản là do anh chẳng biết gì chọn một gián điệp vào vị trí phó giám đốc quan trọng bên cạnh mình mà bấy lâu nay vẫn không hề hay biết, anh bị lừa như vậy cũng là đáng đời. Đồng thời, Hoác Khải cũng đang suy nghĩ, chẳng lẽ người ám hại anh cũng là chú ba Hoác Tích Nguyên hay sao? Điều này cũng không phải là không có khả năng, chú ba Hoác Tích Nguyên này luôn là một người rất tham vọng. Hồi đó ông ta cùng bố của Hoác Khải tranh giành vị trí cao nhất, nhưng ông ta đã thất bại. Dù vậy, ông ta vẫn là một người rất có năng lực. Chương 372, từ biệt. Mà bố của Hoắc Khải cũng không giữ thù hằn gì đối với ông ta, vẫn giao cho ông ta một vị trí vô cùng quan trọng, điều này cũng khiến cho Hoắc Tích Nguyên trở thành nhân vật rất có tiếng nói trong gia đình. Sau đó, Hoắc Khải nổi lên và đang trên đà đảm nhận vị trí đứng đầu gia tộc, nên đôi khi Hoắc Tích Nguyên cũng sẽ nhắm vào anh. Nếu như chú ba thật sự muốn gây ra chuyện gì đó xấu xa với anh, điều đó cũng không phải là không thể hiểu được. Vì rốt cuộc ông ta đã liên tiếp thua trong tay của hai bố con anh nên khó tránh khỏi cảm thấy mất hết mặt mũi điều duy nhất khiến hoác khải do dự là hoác tích nguyên và nhiều thành viên trong gia đình anh đều rất thân thiết nếu như ông ta làm hại đến anh liệu nhà họ hoác có thể cứu được ông ta không với khả năng của hoác tích nguyên trong khoảng thời gian này hoàn toàn có thể thao túng các tầng trên dù sao thì ông ta cũng đã có kẻ giả mạo trợ giúp nghĩ đến đây tâm trạng của hoác khải bỗng trở nên nặng nề hơn con đường mà anh phải bước đi sau này xem ra khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng sau khi duyệt dữ liệu trong usb qua hai lần xác nhận không có thiếu sót chi tiết nào hoác khải mới tắt máy nhắm mắt dựa vào lưng ghế bố của lý phong là lý trấn quốc nguyên nhân cái chết của ông ta chắc hẳn không đơn giản mà việc này có liên quan đến nhà họ hoác hay không thì vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn nếu vậy liệu anh có muốn tiếp tục điều tra không chỉ mất gần một giây trước khi Hoắc Khải đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó. Bởi vì điều anh muốn điều tra không phải là cái chết của Lý Trấn Quốc, mà là muốn điều tra nhà họ Hoắc có làm điều gì phạm pháp hay không. Nếu có thì ai là người lãnh đạo và những ai có liên quan trong đó. Không ai biết mối quan hệ giữa anh và nhà họ Hoắc, vì vậy việc anh có thể sử dụng những bằng chứng liên quan đến nguyên nhân cái chết của Lý Trấn Quốc để điều tra là hoàn toàn có lợi cho anh. Phiền toái ở chỗ, Muốn làm được điều này thì anh phải có liên hệ mật thiết cùng với nhà họ Lý. Mà nhà họ Lý bây giờ cũng không phải là chỗ tốt lành gì, lòng người thâm sâu khó lường, đừng thấy Hoắc Khải có bản lĩnh đánh Lý Tinh Thanh ba gậy trong phòng họp mà lầm tưởng, kỳ thực chỉ là mượn uy danh của bà cụ phần nhiều mà thôi. Chứ bình thường chỉ cần anh chạm vào một ngón tay của Lý Tinh Thanh thì sẽ có vô số người vồ lấy anh để làm phiền. Liệu anh có muốn lún sâu vào vũng nước đục ngầu này hay không? Mở mắt ra, Hoắc Khải nhìn trên bàn Nơi có đặt một đầu đạn. Anh nhặt đầu đạn lên xem kỹ nhưng không tìm thấy manh mối gì cả, dù sao thì anh cũng không giỏi mấy chuyện súng ống. Nếu như không phải mượn của nhà họ Lý, anh nhất định phải dùng đầu đạn này làm manh mối để truy tìm. Ngay cả khi anh không hiểu biết về súng ống đi chăng nữa, thì Hoắc Khải cũng biết rằng mỗi khẩu súng có thể sẽ sử dụng mỗi loại đạn khác nhau, vì vậy anh có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Hơn nữa, trong nước kiểm soát vũ khí rất nghiêm ngặt, nếu không có khả năng một tay che trời thì cũng sẽ không thể sử dụng súng được. Chỉ cần nguồn gốc của đầu đạn được tìm ra, thì phạm vi truy tìm danh tính của người sử dụng sẽ được thu hẹp lại. Tuy nhiên, điều này có thể khiến thời gian của anh bị trị hoãn. Bởi vì cho dù chỉ muốn kiểm tra xuất xứ của đầu đạn thì cũng cần một chút quan hệ trợ giúp mới có thể tra ra được, hoặc khải hiện tại vẫn rất khó đạt được mục đích nếu không lợi dụng danh nghĩa của nhà họ Lý. Thật đau đầu làm sao? dây dây huyệt thái dương, hoắc khải rút USB ra bỏ vào túi, sau đó bước vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Ninh Thần đang dựa vào đầu giường đọc sách, có lẽ nhà họ Lý vì muốn thể hiện thân phận gia tộc qua hàng thế kỷ nổi danh, nên mỗi phòng ngủ đều có đặt một dãy giá sách. Ninh Thần đang đọc một cuốn sách có tên Kính Trời Yêu Người, hoắc khải bước tới và nói, triết lý của Kazuo Inamori không áp dụng được cho tất cả mọi người. Đặc biệt là trong kinh doanh hiện đại với môi trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Trong kinh doanh chỉ dựa vào sự kiên quyết, cẩn thận và nắm bắt xu thế. Vì vậy, loại sách này chỉ đọc qua cho biết thôi, đừng quá coi trọng nó." Ninh Thần ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi, "Anh cũng đọc qua rồi à? Em lại nghĩ ông ấy nói rất có lý." Hoác Khải đưa tay kéo rèm cửa lại và nói, "Những năm gần đây, các doanh nhân trong nước đã đề ra một trào lưu gọi là Kazuo Inamori. Cũng giống như cái thời người ta ưa chuộng cuốn sách Chicken Soup for the Soul vậy, đạo lý nghe thì có vẻ hợp lý." nhưng trên thực tế, thành công không thể sao chép được, nói khó nghe một chút thì để thành công ngoài năng lực cá nhân vẫn cần tới phần nhiều may mắn. Vì có liên quan đến may mắn nên kinh nghiệm thành công của người khác có thể không khả thi với em. Hoặc nói một cách khác, nếu em đi theo con đường của người khác, thì dù cho có thành công, em cũng chỉ là kẻ ngồi hút canh thừa. Anh vẫn mong rằng em có thể tự mình đi ra khỏi lối mòn để có thể tự chủ hơn. Ninh thần có vẻ hiểu nhưng cũng có vẻ không hiểu, theo cô, chỉ cần cô thành công, có đi theo lối mòn của người khác hay không cũng không thành vấn đề. Bao nhiêu người muốn hút chút canh mà còn không được, nếu như đã hút được thì đòi hỏi gì nữa chứ? Nhưng đối với Hoác Khải thì khác, anh không nhất thiết phải là người tiên phong, nhưng cũng sẽ không tham khảo mấy loại kinh nghiệm lỗi thời cách đây cả chục năm kia. Thế giới đang thay đổi đến chóng mặt và những luồng gió mới luôn luôn xuất hiện. Nếu là người của mấy thập kỷ trước thì còn có thể áp dụng theo một vài luân lý đạo đức trong sách, bởi vì những luân lý đạo đức này có khả năng tới 100 năm sau cũng sẽ không thay đổi. Nhưng còn bây giờ thì chỉ cần xem qua một chút là được rồi. Nếu có thời gian, em có thể đọc Quỷ Cốc Tử. Cuốn sách đó viết về tâm lý học, còn hữu ích hơn mấy cuốn tự truyện của doanh nhân này, Hoác Khải nói. Mặc dù thế giới có thể thay đổi, nhưng những đặc điểm tâm lý của con người sẽ không thay đổi nhiều. Kỹ năng phân tích tâm lý của Quỷ Cốc Tử vẫn có tác dụng to lớn sau một ngàn năm, ngay cả chính Hoác Khải cũng được lợi rất nhiều khi học tập từ đó. Ninh thần ồ lên một tiếng, ngoan ngoãn đặt quyển sách trên tay xuống và nói, vậy khi về nhà em sẽ mua một cuốn. Em không cần mua, anh mỗi ngày đều có thể nói cho em nghe, Hoác Khải cười nói, bãi hạp quyển thứ nhất, Việt như kê cổ, nói thánh nhân ở trong trời đất cũng thuộc vạn vật sinh linh. Xem âm dương đóng mở là định mệnh, là cửa ngõ dẫn đến sinh tử. Đây là nhận xét lập luận âm mưu của quỷ cốc tử do hậu thế rút ra, có nghĩa là nghe hoác khải một bên đọc thuộc lòng quỷ cốc tử trong khi một bên lại còn giải thích ý nghĩa ninh thần ngồi đó nhìn anh đôi mắt cô có chút sáng lên chưa lúc nào cô cảm thấy chồng mình đẹp trai như bây giờ anh không hề tỏ ra vội vàng hay thiếu kiên nhẫn khi nói âm thanh rõ ràng giải thích từ đơn giản đến phức tạp sự tự tin và bình tĩnh đó khiến ninh thần cảm thấy như thể cô đã nhìn thấy một danh nhân thời xưa với tinh thần phấn chấn khi mới kết hôn thật ra có một thời gian cô đã hối hận và cảm thấy mình đã từ bỏ hạnh phúc cả đời chỉ vì tình bạn điều này thực sự rất bồng bột nhưng bây giờ cô lại cảm thấy vô cùng may mắn vì ngày đó đã không từ chối nếu như ngày đó cô từ chối thì bây giờ làm sao có thể tìm thấy một người đàn ông tốt như vậy bây giờ không biết có bao nhiêu phụ nữ ghen tị với cô đừng nói đâu xa ngay cả giản tư tư cũng đã hơn một lần tỏ ý ngưỡng mộ theo lời của giản tư tư có được một người chồng như Hoắc Khải đúng là một may mắn mà phải tu tám kiếp mới có được. Ninh Thần cũng cảm thấy như vậy nên không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Hoắc Khải. Còn chuyện cô ấy có nghe thấy anh nói gì hay không thì chỉ có mình cô ấy biết. Không biết nói trong bao lâu, mà đến khi hai người mở mắt ra thì thấy họ đã ôm nhau ngủ từ lúc nào rồi. Hơi thở của cả hai ấm nóng, hai đầu mũi khẽ cọ vào nhau khi họ nhìn nhau, bầu không khí lúc đó khiến người ta cảm thấy cả thế giới đều là màu hồng nụ hôn chiều mến đến một cách tự nhiên đôi má ửng hồng của ninh thần trông thật thanh tú khiến hoác khải không chịu được muốn cắn một cái nhưng trời đã sáng lại đang ở nhà họ lý nên anh chỉ có thể chịu khó nhịn một chút chờ về nhà hoác khải thì thầm trong khi nhẹ nhàng cắn vào vành tai ninh thần hai má ninh thần càng đỏ hơn cô cũng chẳng còn là thiếu nữ hay e thẹn nên cô đương nhiên hiểu chồng mình đang nói cái gì tình cảm tốt đẹp tinh thần phấn chấn bắt đầu một ngày tràn đầy sức sống. 7 giờ, Lý Thắng Bân cùng bà cụ tới tìm Hoác Khải, hôm nay là ngày Hoác Khải đồng ý nhậm chức giám đốc phòng kế hoạch. Tuy nhiên, Hoác Khải cũng không tỏ ra quá giữ lễ với họ chỉ vì việc anh đã hứa với bà cụ. Tôi muốn đưa vợ đến sân bay trước, có việc gì đợi tôi về rồi hãy nói, Hoác Khải nói. Này nhóc con, buổi sáng còn phải làm việc, cháu cứ như vậy thì phải trì hoãn đến bao lâu, Lý Thắng Bân bất mãn nói, còn không thấy bà nội phải dậy sớm chờ mình sao. Nhà họ Lý đã trì hoãn nhiều năm như vậy mà ông còn quan tâm đến mỗi chuyện sáng nay hay sao, Hoắc Khải nói, trực tiếp kéo Ninh Thần đi. Ninh Thần tạm biệt Lý Thắng Bân và bà cụ với vẻ mặt lo lắng, cùng với Hoắc Khải rời khỏi phòng. Lý Thắng Bân những muốn đuổi theo anh, nhưng đã bị bà cụ mắng. Bà cụ quyền lực nhất nhà họ Lý chống gậy, ngây người nói, những gì cậu ta nói không sai. Nhà họ Lý đã chỉ hoãn nhiều năm rồi, bây giờ có chờ thêm một chút cũng không muộn. Bà cụ đã lên tiếng, Lý Thắng Bân cũng không còn gì để nói, chỉ có thể từ bỏ. Hoắc Khải tiến Ninh thần ra sân bay, hôn nhẹ lên trán cô rồi nói, sau khi về nhà, trước tiên em cứ nghỉ ngơi đi, đừng quá gấp gáp làm việc, có việc gì nhớ gọi cho anh. Ừm, um, em biết rồi, anh cũng mau trở về đi, đừng bắt bọn họ chờ. Chương 373, mất mặt dù bọn họ có chờ đợi nhưng anh đã sẵn sàng ở lại tức là đã có lợi cho bọn họ nên em có gì mà sốt ruột hoác khải nói không có bà cụ và lý thắng bân ninh thần tất nhiên đã thoải mái hơn rất nhiều che miệng bật cười thành tiếng em cũng đồng ý với điều này có nhân tài như anh tham gia vào công ty nhà họ lý nhất định sẽ hưng thịnh trở lại vị thế hàng đầu sự tán thành của vợ khiến hoác khải cười tươi nói đừng học theo bọn họ nịnh nọt em đang nói sự thật sự thật cũng là nịnh nọt. Đôi vợ chồng lại thì thầm dặn dò nhau trước khi chia tay ở sân bay. Nhìn theo dáng ninh thần bước vào cổng, một lúc lâu sau hoác khải mới xoay người rời đi. Khi anh trở lại nhà họ Lý thì đã 10 giờ rưỡi sáng. Lý Thắng bân chờ đến bạc đầu, vừa nhìn thấy anh thì ngay lập tức tấp anh vào trong xe rồi nói, cháu bình tĩnh thật đấy, mọi người trong công ty đều đang chờ đợi. Một chút ý thức về thời gian mà cháu cũng không có hay sao. Ai đang vội thì cứ làm việc khác trước đi, đợi tôi làm cái gì, Hoác Khải nói. Cháu, Lý Thắng Bân biết Hoác Khải có tính khí này, cũng biết anh cố ý làm như vậy nhiều lần, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà không làm gì được. Ai bảo bây giờ chỉ có một mình anh có tư cách thừa kế quyền cổ phần của dòng chính chứ? Thậm chí ngay cả bà cụ còn phải nhượng bộ, lao tâm khổ tứ tìm cách để anh đảm nhận vị trí giám đốc phòng kế hoạch. Thành thật mà nói, Lý Thắng Bân không nghĩ rằng vị trí này có lợi ích gì cho công ty. Nếu như nhà họ Lý muốn thay đổi thì đã có thể thay đổi trong nhiều năm rồi, vì nhiều người đã đưa ra đề nghị cải cách từ nhiều năm trước, còn trước cả khi dòng họ rơi vào thời kỳ suy thoái lớn. Tuy nhiên, cuộc cải cách động chạm đến quyền lợi của quá nhiều người, khiến cho ngay cả bà cụ cũng không xử lý ổn thỏa, cuối cùng chỉ có thể từ chối với thái độ cứng rắn bây giờ bà cụ dường như đã thay đổi ý định vì tuổi già cộng với việc không còn con cháu thừa kế nói cách khác bởi vì dòng chính sắp bị lung lay khiến cho bà ta có quá nhiều cảm giác khủng hoảng người trong nhà đều lăm le muốn chia chác quyền cổ phần của bà ta nên bà ta bây giờ cũng chẳng còn gì phải kiêng kỵ các người đã muốn lấn lướt thì cứ làm đến cùng đi vừa hay hoác khải cũng có tính cách tương đối cứng rắn không sợ đắc tội người khác nên bà cụ liền dứt khoát đem anh đẩy lên đài cùng với những người kia đối đầu. Vậy mới nói, người trong hào môn nào có ai tốt đẹp, đừng nhìn bộ dáng đáng thương của bà cụ mà lầm tưởng. Bà ta đã bị chống đối không ít lần, vậy mà vẫn vắt óc suy nghĩ cách giữ Hoắc Khải ở lại, tất cả đều có lý do hết. Trên thực tế, bà cụ đã đạt được mục đích của mình một cách âm thầm, mưu đồ này người thường khó có thể tưởng tượng được. Hoắc Khải có thể nhìn thấu điều đó, nhưng anh không ngại bị dùng làm vũ khí của bọn họ bởi vì chính anh cũng đang muốn dùng nhà họ Lý làm vũ khí của mình. Đã là lợi dụng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi, vậy thì cũng chẳng có gì đáng trách. Xe chạy rất nhanh, chỉ mất 20 phút là đã đến ga ra dưới hầm của công ty. Hoác Khải bị kéo vào thang máy với tốc độ nhanh nhất, đi lên tầng 36, ra khỏi lối vào thang máy, mọi người đã đứng đợi ở bên ngoài. Hầu hết trong số họ là con cháu của nhà họ Lý, chỉ một số ít là thư ký bên ngoài hoặc nhân viên của tầng này những người này đều tập trung sự chú ý lên người Hoắc Khải, xì xào bàn tán. Những người này tất nhiên là chẳng nói chuyện gì tốt, ánh mắt tràn đầy thù địch, làm Lý Thắng Bân có chút trột dạ nói, đừng để ý tới bọn họ, chỉ là một đám nhóc con. Lý Thắng Bân sợ Hoắc Khải quá nóng nảy mà đi đánh nhau với mấy người ở đây, biến thành trò cười cho thiên hạ. Chỉ có thể nói là ông ta vốn không hiểu Hoắc Khải một chút nào. Hoắc Khải là người không ngại gây ra rắc rối, bởi vì anh có đủ tự tin để giải quyết tất cả những vấn đề phát sinh nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ xung đột với ai đó mà không có lý do chỉ có kẻ ngốc mới muốn vướng vào rắc rối mỗi ngày nếu mỗi ngày đều được thong thả bình yên thì cũng chẳng có gì không tốt trên đường đi mặc dù có nhiều người bàn tán nhưng thật sự ít ai dám làm những hành động thiếu tôn trọng lý thắng bân hay hoác khải ở trước mặt bất kể địa vị của lý thắng bân trong nhà họ lý là gì thì ít nhất ông ta cũng là bậc cha chú vị trí phó chủ tịch của ông ta cũng được coi là vị trí nắm nhiều quyền lực. Tòa nhà này được xây dựng vào thời kỳ đỉnh cao của nhà họ Lý, tầng 36 có văn phòng chủ tịch và phòng họp lớn nhất của công ty. Hội nghị thường niên được tổ chức hàng năm tại đây. Cánh cửa phòng họp khổng lồ đang mở, Lý Thắng Bân nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người, nhưng rồi ông ta phát hiện ra rằng chỉ có hai ba chú chim sẻ khi ông ta bước vào trong. Hành lang có nhiều người như vậy, tại sao trong phòng họp lại có rất ít người? Lý Thắng Bân không phản ứng kịp, nhưng Hoác Khải thì biết rất rõ rằng những người này do không muốn xúc phạm bà cụ một cách lộ liễu mới phải dùng cách này để khiến cho anh mất mặt. Đẩy một đám con cháu có địa vị nhỏ ra đây, dùng lời lẽ chế giễu để ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, sau đó người có thực quyền trong họ sẽ không thèm đến dự lễ bổ nhiệm. Rõ ràng là không muốn cho anh chút thể diện nào. Những sự sỉ nhục được gom lại từng chút từng chút một, nếu là người bình thường có thể đã ngay lập tức bị rối loạn tâm lý mất rồi. Nhưng Hoác Khải không phải là người bình thường, anh vốn không quan tâm đến tất cả mọi chuyện trong nhà họ Lý, nên càng ít người đến càng hợp với ý của anh. Ít người đến cũng đồng nghĩa với việc sẽ có ít kẻ gây rối hơn. Bà cụ đang ngồi trên vị trí đầu tiên của phòng họp. Lý Thắng bân đưa Hoác Khải đến chào bà cụ trước, sau đó nhìn quanh rồi hỏi, họ đi hết rồi sao? Từ đầu đã chẳng có ai tới, bà cụ trả lời ngắn gọn, sau đó nhìn về phía Hoác Khải hỏi, cậu nghĩ sao? Chẳng sao cả, Hoắc Khải cũng trả lời ngắn gọn. "Cậu không cảm thấy quá mất mặt à?" Bà cụ nói, giọng bà ta trống rỗng, "Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhậm chức. Cấp cao trong công ty không xuất hiện chính là một đòn giáng mạnh vào uy tín của cậu khi làm việc ở đây. Nếu không xử lý tốt, sau này cậu sẽ rất khó làm việc ở trong công ty." Điều này không sai, vì người trong doanh nghiệp gia đình đều có chung một gốc gác, nên có rất nhiều việc sẽ rất khó khăn để làm nếu không có hậu thuẫn. Bây giờ người trong nhà đều đã muốn làm cho Hoắc Khải xấu hổ đến tận cùng, vì anh đang ở trong thân phận đứa con hoang chưa từng được coi trọng, nên điều này là hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Sau này khi anh tuyên bố rằng anh muốn làm điều gì đó, sợ rằng ngay cả thế hệ trẻ trong nhà cũng sẽ chẳng sẵn sàng lắng nghe. Lời nói của bà cụ cũng là một lời nhắc nhở, tất cả đều phụ thuộc vào cách mà Hoắc Khải xử lý tình huống khủng hoảng này. Hoắc Khải cười nhạt nói, không có việc gì phải xử lý. Vì tôi là giám đốc phòng kế hoạch, nên nếu không có chuyện gì thì cũng sẽ không chung đụng với các bộ phận khác. Nhưng nhân viên trong bộ phận của tôi đâu? Tôi đã sắp xếp một số nhân viên cho phòng này, đều là người của dòng chính, Lý Thắng Bân chỉ vào số ít người đang ngồi trong phòng họp. Vài người ở độ tuổi trung niên, cũng có người còn trẻ, có cả nam và nữ. Bị phân công làm việc trong phòng kế hoạch, những người này rõ ràng là đang rất khó chịu. Họ lần lượt ngẩng mặt và tỏ ra không mấy quan tâm đến lời giới thiệu của Lý Thắng Bân, thậm chí còn không quan tâm đến việc đứng lên chào hỏi theo phép tắc. Có người ngồi còn biết giơ tay chào, còn có người ngồi chỉ chơ chơ con mắt nhìn Hoắc Khải, chẳng biết phải làm gì. Đối mặt với tình huống này, Hoắc Khải quay đầu nhìn về phía bà cụ nói, "Nếu như tôi muốn tự mình tìm nhân viên cho phòng kế hoạch thì cũng được phải không?" Tự mình tìm nhân viên, bà cụ nhìn anh nói, "Cậu đối với người trong dòng chính cũng không quen biết nhiều lắm." những người được giao cho phòng kế hoạch lần này đều là những nhân tài xuất chúng trong dòng chính. ưu tú nhất đấy sao, Hoác Khải lớn tiếng nói, quả đúng là nhà họ Lý đang đứng bên bờ vực. Tiêu chuẩn này cũng quá thấp rồi. Cậu đang nói cái gì vậy, một người đàn ông trung niên ở phía đối diện ngay lập tức vỗ bản đứng lên. Người này không phải là con cháu như Lý Thắng Bân, nhưng địa vị trong nhà họ Lý vẫn cao hơn nhiều người khác. Bị bắt vào phòng kế hoạch vốn đã là chuyện rất khó chịu rồi, mà bây giờ Hoác Khải lại còn mở miệng chế giễu, làm sao mà ông ta có thể chịu đựng được. Kể cả một số người xung quanh ông ta, tất cả bọn họ đều đứng lên, cáo buộc Hoác Khải là người thô lỗ và nói năng ngạo mạn. Lý Thắng Bân cảm thấy đau đầu, phòng kế hoạch chỉ vừa mới được thành lập, người trong phòng này không ai biết mặt mũi của ai, bây giờ người trong dòng chính đều đang dối tung hết cả lên. Nếu điều này mà truyền ra ngoài, những người ở phòng bên cạnh nhất định sẽ được dịp cười cho thúi mũi những lời quát mắng của những người đó không khiến hoác khải có chút rụt rè nào anh vẫn nói chắc địch với bà cụ tôi không nghĩ những người mà bà chỉ định có ích lợi gì họ thậm chí còn không hiểu sự tôn trọng cơ bản nhất dựa vào họ để làm việc liệu bà có nghĩ điều đó khả thi không cậu cho rằng chúng tôi muốn làm việc với cậu chắc trở về liền muốn làm ông chủ cậu nghĩ rằng mình bao nhiêu tuổi người đàn ông trung niên lại lớn tiếng nói bà cụ lạnh lùng liếc qua lý thắng bân hiểu chuyện ngay lập tức mắng người câm miệng. Bà cụ tới rồi, lại còn đến phiên anh nói nhảm sao. Ngồi xuống cho tôi. Sau khi bị Lý Thắng bân khiển trách và thấy rằng bà cụ có vẻ không vui, những người này mới ngồi xuống với vẻ mặt bình tĩnh hơn. Bà cụ nhìn về phía Hoác Khải nói, vậy thì cậu tự chọn nhân viên đi, đến lúc chọn nhầm người thì cũng đừng trách tại sao tôi không nhắc nhở cậu. chương 374, chọn người. Bà cụ đã đồng ý thì Hoác Khải cũng không khách sáo nữa anh phất tay đuổi sạch toàn bộ mấy người của chi chính ra ngoài đám người này tức giận vô cùng bị điều đến phòng kế hoạch đã là một trò cười rồi cuối cùng cái tên con hoang này còn khinh bọn họ đuổi bọn họ ra ngoài đám chi phụ mà biết chuyện này không cười bọn họ mới là lạ đấy sau này bọn họ sẽ chính thức trở thành chủ đề bàn tán lúc rảnh rỗi của nhà họ lý rồi lý thắng bân nhìn rất rõ cảm xúc của đám người đó ông ta khó chịu nói với hoác khải cậu giỏi lắm đắc tội với toàn bộ chi phụ rồi đến người nhà mình. Có phải cậu muốn đắc tội với toàn bộ nhà họ Lý thì mới vui không hả? Hoắc Khải Bình thản đáp, đã là phòng kế hoạch thì đương nhiên phải cần đến người có mắt nhìn tốt rồi. Đám người này còn chẳng biết tí gì về tình thế của chi chính, nói bọn họ ếch ngồi đáy giếng là còn đỡ rồi đấy, đã vậy thì sao có thể hiểu được xu thế là gì? Nếu ông hy vọng muốn tôi ngồi đây xem kịch thì cũng được thôi, gọi bọn họ về hoặc tìm mấy cô giúp việc vào đây đều được tôi bảo là muốn cậu xem kịch lúc nào hả ý tôi là lý thắng bân mới nói được một nửa bà cụ đã giơ tay lên bà ta nhìn hoác khải nói cho cậu chọn người thoải mái nhưng nếu không ra cái gì thì đừng trách tôi không nể mặt lời uy hiếp của bà cụ chẳng là cái gì đối với hoác khải hết anh thậm chí còn không buồn quan tâm chọn người thì cũng phải cho tôi cái gì đó chứ bà đưa cho tôi toàn bộ tư liệu của các phòng đi loại cực kỳ chi tiết ấy các thông tin như là xuất thân gia đình, tư tưởng, bao gồm cả mối quan hệ trong công ty cũng phải có, Hoắc Khải nói. Lý Thắng Bân bất giác trợn trắng mắt, ông ta không những là chú tư của tên này mà còn là phó chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng cậu ta lại chẳng hề sợ ông ta, ngược lại còn sai bảo như sai trẻ con. Có mặt bà cụ ở đây, Lý Thắng Bân cũng không thể làm gì được Hoắc Khải, chỉ đành xì mặt đồng ý. Sau đó, ông ta bảo phòng nhân sự và phòng hành chính sắp xếp tài liệu rồi đưa cho Hoắc Khải phần lớn thông tin cũng coi như đầy đủ, nhưng cái gì mà tư tưởng động thái của nhân viên thì không dễ chút nào. Người của phòng nhân sự và hành chính nghe đó là Hoác Khải yêu cầu liền bĩu môi. Thằng con hoang này nghĩ gì vậy, vừa tới đã làm phiền người khác rồi. Muốn chọn nhân viên thì chọn người có học thức và năng lực là được rồi, còn mối quan hệ trong công ty làm gì nữa. Hoác Khải chẳng buồn giải thích với bọn họ mà cầm tài liệu ra xem. Bà cụ ngồi ở bên cạnh một lúc, được khoảng nửa tiếng thì mới rời đi. Lý Thắng Bân thì cẩn thận đỡ bà ta, nhưng lúc ra khỏi phòng họp, ông ta không vui nói, con thấy cái thằng này rõ là đang làm vớ làm vần. Muốn nhân tài thì nói một câu là xong, chúng ta có phải là không cho đâu, việc gì phải tự chọn thế. Như kiểu là chúng ta chẳng làm được cái gì ấy. Bà cụ lắc đầu nói, không phải nó đang làm loạn đâu, nhưng tôi cũng đang không hiểu vì sao lại cho học thức cao và học thức thấp ở chung một chỗ. Lúc Hoác Khải xem tài liệu, không hề phân loại trình độ học vấn mà chỉ sắp xếp đơn giản. Hơn nữa tiêu chuẩn của anh không ai hiểu được, không có quy luật gì hết. Học thức cao ở bên trái, học thức thấp cũng ở bên trái. Chức vụ cao ở bên trái, chức vụ thấp cũng ở bên trái. Trong mắt Lý Thắng Bân thì đây chỉ đang giả vờ giả vịt, làm gì có ai chọn người tài như vậy đâu. Nhất là khi Lý Thắng Bân nhắc đến mấy người được coi là có nghiệp vụ mạnh trong công ty, Hoắc Khải đều từ chối, nói bọn họ không hợp lệ thôi đã bảo cho nó chọn rồi thì không cần quan tâm nhiều làm gì chờ kết quả thôi nếu nó không làm thì sao giờ ạ à? lý thắng bân lo lắng nói khó khăn lắm mẹ mới giúp nó có một cái chức vụ nhỡ làm không tốt thì không chỉ xấu mặt nó mà còn xấu mặt chúng ta nữa chưa kể việc này còn là đổi từ việc thừa kế cổ phần nếu hỏng việc thì lỗ to đó ạ à. có được việc hay không không do chúng ta quyết định hay nghĩ ra được hơn nữa nếu hỏng việc thì sao không lẽ còn có thể tệ hơn bây giờ được à? Hay vẫn thế, nhưng nếu thành công thì sao nào, bà cụ nói. Lý Thắng Bân nghe vậy thì sửng sốt. Đúng vậy, cho dù Hoác Khải có vô dụng thật, không làm ra được cái gì thì tình hình cũng không thể tệ hơn được. Nhưng nhớ cậu ta làm được thì đó lại là một lợi ích lớn với chi chính. Nói đơn giản thì chuyện này không có gì xấu hết, dù có thành công hay thất bại thì cũng chẳng tổn hại gì. Cái gọi là kéo dài thời gian thừa kế, nhìn thì có vẻ là bà cụ đang bị chi phụ ép nhưng thực tế cho dù không có hoắc khải hay là bất kỳ ai hợp lệ thì chi chính cũng sẽ nghĩ ra cách để kéo dài chuyện này thôi sau khi nghĩ thông thì lý thắng bân cũng chẳng lên tiếng nữa bảo phía dưới mặc kệ nó chọn ai cho dù là người chi phụ thì cũng để nó chọn ai không đến thì cút ra khỏi nhà họ lý cho tôi bà cụ lạnh lùng nói vâng con hiểu rồi ạ à, lý thắng bân gật đầu đồng ý Ông ta biết bà cụ đang tạo ra nền tảng tốt nhất cho kết quả tồi tệ nhất của Hách Khải. Nếu không thành công thì cậu ta sẽ chẳng mượn cớ được nữa. Khi ấy bà cụ muốn làm gì cũng được. Đây coi như là một lợi ích của việc thất bại. Lý Thắng bân lén nhìn sang mẹ mình, nhìn bà cụ có vẻ yếu ớt đấy, nhưng thật ra thì tư duy lại rất nhiều. Sự thành thục này của bà ta có từ mấy chục năm sinh tồn trong nhà họ Lý, có nhiều lúc phải chờ xong chuyện thì mới hiểu được mục đích thật sự của bà ta. Mặt khác Hoắc Khải đang nhanh chóng sắp xếp tài liệu. Đám người có học thức cao, năng lực tốt thì anh chỉ nhìn một tí rồi bỏ qua. Bởi vì đám người này vốn đã có xuất phát điểm rất cao rồi. Bây giờ cái phòng kế hoạch này đã trở thành trò cười cho cả nhà họ Lý rồi, nên sẽ chẳng ai muốn đến đây hết. Tuyển đám người có năng lực thì không khác nào chúc lấy phiền phức. Hoắc Khải rất rõ, nếu muốn thành công thì không những phải trở thành một lãnh đạo tốt mà còn có một nhóm nhân viên nghe lời định luật trong việc làm ăn chính là phương án cao cấp cùng lực thực hiện trung cấp thì chỉ được kết quả hạ cấp mà thôi. Nhưng phương án hạ cấp, lực thực hiện cao cấp thì sẽ có kết quả trung cấp đấy. Năng lực thực hiện của nhân viên đóng vai trò vô cùng quan trọng đến kết quả. Hoác Khải không mong rằng việc bản thân giao xuống lại đổi lấy một đám nhân viên không biết nghe lời. Cho nên điều mà anh quan tâm nhất chính là những người có mối quan hệ cực kỳ không tốt trong công ty càng là những người bị bài xích thì anh càng chú ý nhiều hơn. Những người này không có bạn, nên mới có thể đồng hành cùng anh được, bởi vì mọi người đều mang tâm lý đồng bệnh tương liên. Dĩ nhiên, năng lực cũng không được quá kém. Ngoài mối quan hệ ra thì Hoác Khải cũng quan tâm đến năng lực và chuyên ngành của họ. Nhưng chuyên ngành thì còn dễ phân tích, chứ năng lực thì khó mà biết được. Anh chỉ có thể chọn một số lượng lớn rồi phỏng vấn một lượt. Từ 11 giờ trưa đến 5 giờ chiều, Hoắc Khải làm không ngừng nghỉ. Anh gần như đã chọn được tất cả những người có thể chọn trong công ty này ra. Thái độ này khiến Lý Thắng Bân cũng phải bái phục, nhà họ Lý đều tuân thủ theo chế độ làm việc 8 tiếng, đến giờ tan làm là sẽ đi, không một ai ở lại nửa phút. Nhưng sau khi chọn ra được ứng viên thì Hoắc Khải đã không hề nghỉ ngơi mà thông báo luôn tin tức cho bọn họ, bảo bọn họ lập tức đến phòng họp để phỏng vấn. Có người nói chuyện này cho Lý Thắng Bân, cho rằng Hoắc Khải làm vậy quá là gấp gáp đông người như thế, biết phỏng vấn tới khi nào. Lý Thắng Bân đến hỏi Hoác Khải, ông ta cũng cho rằng bây giờ phỏng vấn thì hơi muộn, vì đã là giờ tan làm rồi, có người có lẽ đã về đến nhà, nếu gọi lại thì không hay cho lắm. Không hay, công ty mà gặp phải nguy hiểm, đừng nói là về nhà rồi, cho dù có đang ở nước ngoài, không có máy bay thì cũng phải bơi về. Bây giờ còn chưa đến 5 giờ 30 nếu bọn họ đến nhanh thì sớm nhất là 5 giờ 40 có thể bắt đầu được và kết thúc trước 12 giờ đêm rồi. Tôi không nghĩ đây là vấn đề gì to tát cả, Hoắc Khải nói. Không cùng tầng suy nghĩ khó mà nói chuyện là vậy đấy. Lý Thắng Bân bị nói cho cứng họng, suy nghĩ về cách làm việc khác nhau thì làm sao có thể có chung lý tưởng được. Chương 375, phỏng vấn. Mà bà cụ đã từng nói, bất kể Hoắc Khải yêu cầu cái gì, miễn là không phạm quy thì đều phải đồng ý. Hiện giờ Hoắc Khải đang nâng cao tiến độ làm việc và tích cực của công ty thì có là phạm quy không? Đương nhiên là không rồi, vì vậy Lý Thắng Bân chỉ đành quay về. Giống như những gì Hoắc Khải đã nói, người đến phỏng vấn sớm nhất đã có mặt ở phòng họp trước 5 giờ 40. Chào giám đốc Lý, tôi là La Ngọc Bình đến để phỏng vấn. Đây là một người đàn ông trung niên đeo cặp kính dày như đít trai, nhìn có vẻ rất thành thực, trên mặt đầy vẻ bất an. Hoắc Khải nhìn anh ta rồi nói, anh là người đầu tiên đến phỏng vấn thì hãy giúp tôi đứng ở cửa để duy trì thứ tự nhé. Một người đi ra thì gọi thêm một người vào. À, đây là máy quay phim, anh đặt trong túi áo đi. Anh phải chụp hết dáng vẻ của họ từ lúc ở ngoài chờ đến lúc ra ngoài, có việc cần đấy. La Ngọc Bình sửng sốt, anh ta là người đầu tiên đến phỏng vấn nhưng không ngờ lại phải đi phụ trách việc duy trì trật tự. Nhưng anh ta cũng chẳng có gì để phản đối bản thân là nhân viên kỹ thuật được tuyển từ ngoài vào luôn bị công ty bài xích có nhiều lúc việc gì cũng đến tay anh ta nhưng công lao đều tính vào người nhà họ lý cả nếu không phải vì lương ở đây cao thì la ngọc bình đã đi từ lâu rồi anh ta có nghe nói đến phòng kế hoạch mới thành lập hình như là của một đứa con hoang nhà họ lý hiện giờ gặp mặt đúng là giống như lời đồn tuổi trẻ không kinh nghiệm la ngọc bình cho rằng bản thân đã bị bài trừ ra khỏi phòng kỹ thuật đến đây để dưỡng lão. Đã vậy thì anh ta cũng chẳng có gì để nói nữa. Duy trì trật tự cũng được thôi, ở đâu chẳng được. Tính cách gặp sao yên vậy của La Ngọc Bình khiến anh ta ngoan ngoãn cầm lấy máy quay phim cỡ nhỏ rồi đi đến trước cửa, đứng như một nhân viên bảo vệ. Nhìn La Ngọc Bình đang đứng ở đó, Hoác Khải đã đánh một dấu móc cho anh ta trong danh sách lựa chọn ban đầu. Sau phần tên là đến chuyên ngành, phòng ban và mối quan hệ trong công ty của La Ngọc Bình người này có khả năng rất khá trong đánh giá hàng năm của phòng hành chính thì đều xếp ở thứ hạng cao nhưng đánh giá tổng hợp lại rất thấp bởi vì mối quan hệ của anh ta kém năng lực giỏi nhưng lại chẳng có công lao gì anh ta giải quyết được mấy vấn đề kỹ thuật nhỏ còn vấn đề to hơn thì đều do nhà họ lý ra mặt cho nên suốt một năm dòng tiền thưởng cuối năm lại chia đều cho cả phòng hoác khải từng quản lý cả nhà họ hoác cho nên hiểu được việc đánh giá năng lực cá nhân cao nhưng đánh giá tổng hợp lại thấp mang ý nghĩa gì về cơ bản đều là không được lòng người ta dễ đắc tội lại rất ngoan ngoãn nghe lời dễ bắt nạt đây chính là người mà anh cần cho nên anh đã chọn luôn la ngọc bình nhưng la ngọc bình vẫn chưa biết anh ta đã được chọn chỉ với việc xuất hiện anh ta còn đang bất an đứng đó suy nghĩ xem giám đốc mới có thích mình hay không nếu không tại sao chưa hỏi han gì mà đã cho anh ta đứng canh cửa rồi La Ngọc Bình đến đó chưa được 2 phút thì người thứ hai đến phỏng vấn đã xuất hiện. Cũng là một nhân viên được tuyển từ ngoài vào, tên Tống Tổ Huy. Tính cách của người này cởi mở hơn La Ngọc Bình, nói chuyện cũng rất tự tin. Hoác Khải bảo anh ta ngồi xuống và hỏi một vài câu hỏi. Không liên quan đến công việc, phần lớn đều liên quan đến cuộc sống, ví dụ, vợ anh và tôi cùng ngã xuống nước thì anh sẽ cứu ai trước? Câu hỏi này khiến Tống Tổ Huy ngẩn ra. Đây là phỏng vấn ư, sao lại hỏi mấy chuyện linh tinh vậy trời? Anh hỏi vợ tôi với mẹ tôi cùng ngã xuống nước thì còn hiểu được, nhưng sao anh cũng lại ngã xuống nước vậy? Tống Tổ Huy chỉ sướng sờ một chút rồi cười đáp, nếu giám đốc không biết bơi thì tôi sẽ cứu anh trước, vì vợ tôi cũng biết bơi. Khoác Khải mỉm cười, rồi im lặng làm một dấu gạch chéo trên giấy. Câu hỏi này không cần câu trả lời, nói cách khác, lời giải không chỉ có một. Hoắc Khải chỉ quan sát cảm xúc và động tác lúc người ứng tuyển trả lời câu hỏi và phán đoán trạng thái tâm lý của đối phương qua những chi tiết nhỏ. Biểu hiện của Tống Tổ Huy rõ ràng là đang nói dối. Với kiến thức về tâm lý của Hoắc Khải, người đàn ông này đang nghĩ rằng anh có chết chìm thì liên quan gì đến tôi, sao tôi phải cứu anh? Hoặc là cho rằng Hoắc Khải là đồ điên. Mà suy nghĩ như thế tức là Tống Tổ Huy không quá tôn trọng cấp trên, ít nhất là không có ý tôn trọng thật lòng. Giống như La Ngọc Bình lúc nói chuyện rất thành thật, khiến người ta nhìn thấu được nội tâm của anh ta. Tống Tổ Huy dối trá hơn một chút, nhưng Hoác Khải lại không cần người như thế. Mà dù có lươn lẹo thì mối quan hệ của anh ta tại nhà họ Lý cũng chẳng phải quá tốt, chứng tỏ rằng anh ta làm việc không ra gì, đến người nhà họ Lý còn khinh thường. Sau đó là người thứ ba, thứ tư, thứ năm đến phỏng vấn. Trước cửa phòng họp chẳng mấy chốc mà đã xếp một hàng dài. Không ít người đã tan ca về đến nhà rồi lại vội vàng quay lại. Bọn họ đang nghe ngóng lẫn nhau và bàn tán loạn xạ. Không hiếm người hậm hực trong lòng, cảm thấy nếu muốn phỏng vấn thì sao không thông báo sớm chút. Hơn nữa, đã mấy giờ rồi mà còn phỏng vấn, muốn kéo dài đến sáng sớm hay gì? Đúng là kiểu phỏng vấn trước nay chưa từng có, như bị điên vậy. Cộng thêm việc hoắc khải là con hoang, có vài người lại còn là người của chi chính nên càng khó chịu hơn nếu không phải vì bà cụ bắt ép thì bọn họ còn lâu mới tới không một ai hay biết máy quay phim được đặt trong túi áo của la ngọc bình đang đứng trước cửa kia đã quay lại toàn bộ cảm xúc và lời nói của bọn họ với tính cách của hóc khải những người có ý kiến với buổi phỏng vấn thì đều sẽ đỗ thẳng cũng có một bộ phận người nghi ngờ nhưng lại không bộc lộ rõ ra bên ngoài đám người này bình thường cũng không có mối quan hệ tốt với người ở công ty rất hay bị chơi xấu và không dám nói linh tinh mong ước lớn nhất của bọn họ là có thể yên ổn làm việc, thuận lợi kiếm tiền. Từng người tiến vào phòng học một, có người ở lại được 2-3 phút, có người vừa vào đã đi ra. Có những người đi ra thì rất vui vẻ, có những người lại tỏ vẻ như nhà có tang đến nơi, cực kỳ bất mãn. Cách phỏng vấn của Hoác Khải không giống những người khác, anh chủ yếu phán đoán trạng thái của đám người này qua tâm lý, xem xem có thể sử dụng được hay không nếu qua được ải kiểm tra tâm lý thì mới hỏi đến một số câu về chuyên ngành hoặc là kiến giải về một vài sự việc. Phần lớn người ở đây đều không có cơ hội này vì đã bị đuổi ngay từ cửa tâm lý. Mặc dù Hoác Khải đã rất nhanh rồi nhưng cũng phải đến gần 12 giờ đêm mới kết thúc được. Trong thời gian đó, anh đã phỏng vấn gần 200 người. Những cái tên anh viết trên giấy, hoặc là dấu tích hoặc là dấu gạch chéo, có vài người còn được ghi thêm vài từ ở phía sau tên ví dụ như người này giỏi làm gì nhất, sau này có thể sắp xếp đi làm việc gì, vân vân. Một cuộc phỏng vấn, ngoại trừ việc xác định nhân sự cho mình thì Hoắc Khải còn sắp xếp xong mọi chuyện liên quan đến cái sườn của cả phòng kế hoạch. Đây chính là biểu hiện của năng lực cá nhân. Nếu là người khác, kể là là Lý Thắng Bân thì e là cũng không thể làm được, bởi vì cần phải cân nhắc quá nhiều việc mà còn phải suy nghĩ rất nhanh. Người bình thường chỉ sắp xếp tài liệu thôi mà cũng đã thấy mệt rồi. Nói gì đến những chuyện ngoài luồng khác. Sau khi phỏng vấn xong người cuối cùng, La Ngọc Bình thò đầu vào nói, giám đốc Lý, đã hết người rồi ạ. À? Anh ta không nói có mấy người đã bỏ về trước, bởi cho rằng như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng. Hoắc Khải cũng không hỏi mà chỉ gật đầu, "Ừ, vất vả cho anh quá. Đưa máy quay phim cho tôi rồi về nghỉ trước đi, có chuyện gì tôi sẽ thông báo sau, nhớ là phải để điện thoại mở 24 phần 24 đó." À. Vâng, La Ngọc Bình vội vàng gật đầu, trong lòng khó hiểu vô cùng. Thế này là anh ta đã thành công rồi hả? Nhưng Hoác Khải cũng chưa nói gì với anh ta mà. Nhưng nếu không thành công thì sao lại bảo anh ta bật điện thoại 24 phần 24 chứ? Sau khi La Ngọc Bình đưa máy quay phim ra thì Hoác Khải vẫy tay ý bảo anh ta có thể đi về rồi. Tiếp theo, anh lấy thẻ nhớ của máy quay phim ra rồi liên kết với laptop, bắt đầu xem đoạn video. Vừa xem, Hoác Khải vừa thỉnh thoảng ấn dừng và so sánh đối chiếu người trong video với tên trong danh sách. Có mấy người đang được tích, sau khi xem video xong lại thành gạch chéo, tức là bị loại. Đội ngũ phòng vẫn có gần 200 người, chọn được 60% sau bài kiểm tra tâm lý, sau đó lại loại tiếp khi xem video, cuối cùng chỉ còn lại 15 người. Nghe thì có vẻ ít, không là gì so với các phòng ban khác. Nhưng với Hoác Khải thì thế này cũng đã đủ rồi.